Được rồi Lực Chí, tôi biết anh không nỡ rời đồng chí Lý Chiêu, dù sao cũng là người từ tỉnh xuống với anh. Nhưng cán bộ đảng viên phải phục tùng phân công công việc của tổ chức, không phải công việc cá nhân. Anh quan tâm, yêu ái Lý Chiêu là tốt nhưng nếu vượt qua cấp độ chính là hại Lý Chiêu. Tâm trạng này của anh rất không bình thường. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Đương nhiên anh có thể bảo lưu ý kiến, cũng có thể trao đổi với bí thư Kiếm Dân mà. Sự quân, nói chuyện tiếp theo. Hội nghị thường ủy cuối cùng đã kết thúc, toàn Lực Chí rất hưng phấn dẫn các vị thường vụ lên đê đi xem quy hoạch ở khu Giang Đông. Đây là công việc mà Trung Dược Quân chú tâm nhất. Thời gian này y tập trung chính vào quy hoạch khu Giang Đông. Cầu Ô Giang sớm đã có thiết kế nhưng sau khi y cùng Triệu Quốc Đống, Trúc Văn Khôi nghiên cứu kỹ liền quyết định sửa lại phương án quy hoạch một chút, đó chính là tăng độ rộng của cầu, cũng kết hợp điều chỉnh theo phong cách mang đậm tính dân tộc của Ninh Lăng. Cầu Ô Giang cuối cùng được thiết kế với 6 làn ô tô, còn có cả giải phân cách, làn dành cho người đi bộ, độ rộng cầu là 33 mét. Theo tư tưởng của Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân thì cây cầu Ô Giang này ít nhất trong 10 năm không sợ lạc hậu, trong 20 vẫn có thể là cây cầu chính bắc qua sông. Đương nhiên điều này làm chi phí xây dựng đội lên từ 150 triệu thành 220 triệu. Ngoài toàn Lực Chí lấy lý do mệt không đi, tất cả thường vụ còn lại đều đáp ứng yêu cầu đến khu Giang Đông. Đứng trên đê Ô Giang nhìn sang phía bên kia có thể thấy dòng Tú Hà chảy vào Ô Giang tạo ra một đoạn rẽ khoảng 60 độ. Sau khi được nước bổ sung khiến dòng Ô Giang càng thêm nhiều nước. Các con thuyền qua lại tấp lập trên sông, đi xuống dưới 4 km chính là cảng Ninh Lăng, xuống chút nữa chính là khu công nghiệp Lâm Cảng, Tây Giang. Cây cầu Ô Giang mới được xây dựng sẽ trực tiếp nối đến vùng Ô Ngư của quận Tây Giang. Đến lúc đó quốc lộ 915, đường Ô Giang, cầu Ô Giang và cầu Tú Hà sẽ hình thành một bức tranh tuyệt đẹp của Ninh Lăng, chẳng những sẽ xác lập khu Ô Ngư thành trung tâm đô thị của Ninh Lăng, đồng thời cũng khiến việc phát triển đô thị của Ninh Lăng chúng ta theo nhiều góc độ, vừa có thể lướt qua sông Tú Hà về Nam, cũng có thể vượt Ô Giang về Đông, đồng thời chúng tôi cũng đang suy nghĩ mở rộng về phía Tây và Bắc. Khu Ô Ngư chính là trung tâm quận Tây Giang, cầu Ô Giang một khi được xây dựng xong sẽ củng cố trung tâm nơi này, đồng thời cũng thích hợp chuyển khu đô thị chính của Ninh Lăng về phái Đông. Điều này không thể tránh khỏi quan hệ phát triển về phía nam sông Tú Hà của Tây Giang. Lưu Như Hoài làm bí thư quận ủy Tây Giang chưa lâu nhưng cũng cảm nhận được nguy cơ này. Đô thị hướng về đông sẽ khiến tài chính hướng về đông. Vốn có không ít cơ quan hành chính cấp thị xã muốn chuyển về phía nam sông Tú Hà nhưng phương án khu Giang Đông vừa ra lò khiến chính quyền thị xã lập tức tạm hoãn việc chuyển trung tâm hành chính thị xã về khu Hà Nam, điều này sẽ tạo khó khăn cho sự phát triển của khu Hà Nam. Phó Chủ tịch quận Mạc Vinh phụ trách việc quan hệ, xây dựng khu Hà Nam đã báo cáo với Lưu Như Hoài. Y nói nếu thị xã tập trung hết tài nguyên vào khu Giang Đông, điều này khiến khu Hà Nam không còn ai muốn tới. Vốn có không ít cơ quan nhà nước của thị xã và các công trình công cộng muốn xây dựng ở khu Hà Nam, bây giờ lại xuất hiện chuyện xấu. Ví dụ như nhà thi đấu thị xã, thư viện thị xã, trung tâm văn hóa nghệ thuật, cung thanh thiếu niên thị xã. Thậm chí là một khách sạn 3 sao xây dựng ở khu Hà Nam cũng có thể không thực hiện nữa. Khu Giang Đông trong giai đoạn 1 có diện tích 7,5 km², cũng chính là một mảnh hẹp và dài mà mọi người đang thấy, phía nam sâu khoảng 5 km, rộng từ 1,2 đến 1,8 km. Nơi đây là khu gần sông với hình chứng chưa bao giờ khai thác, bây giờ đang là nơi đổ rác thải xây dựng. Mọi người có thể cũng ngửi thấy mùi hôi thối, đó chính là rác thải sinh hoạt phân hủy. Nơi này trước đây được quy hoạch làm nơi phân lũ. Bây giờ đê chính đã xây dựng xong nhưng vẫn cần đầu tư gia cố thêm. Trận đại hồng thủy năm 98 khiến cho trên đê có nhiều vết nứt, khiến cho nhiều xã, thị trấn của Đông Giang gặp tai ương, khiến Đông Giang tổn thất lớn về người và của. Đó là còn do trước đó đã đầu tư đôi chút vào hệ thống chống lũ, nếu không tổn thất còn lớn hơn nữa. Trúc Văn Khôi sớm chờ ở đây, thấy các vị thường vụ tới liền sôi nổi giới thiệu. Theo quy hoạch của chính quyền thị xã, chúng tôi sơ bộ quy hoạch khu Giang Đông làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 7,5 km², giai đoạn 2 chủ yếu kéo dài về Nam 3 km, về Đông 1,5 km, khiến diện tích tăng lên 25 km. Giai đoạn 3 lại kéo về Nam 1 km, Đông 2 km, khiến cho diện tích cả khu Giang Đông đạt 45 km². Sau khi xây dựng xong, khu Giang Đông sẽ là trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ của thị xã Ninh Lăng chúng ta. Nơi đây còn dự định xây dựng một công viên cây xanh, đây sẽ là nơi có hoàn cảnh tối ưu để người dân ở lại. Nó sẽ hình thành một nơi đối xứng với khu dân cư Tây Giang đầy truyền thống.
Trúc Văn Khôi nói tiếp. Quyển 13, chương 73. Lão Trúc, nghe anh nói thì chúng tôi cần phải chuẩn bị bán nhà, chờ khi khu Giang Đông xây dựng xong là chúng tôi sẽ tới đây mua nhà. Mao Bình đã chính thức được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy, phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã nhưng chưa từ nhiệm chức thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo cười nói. Ha ha, trưởng ban Mao, đây không phải là lão Trúc tôi nói khoác. Ba năm, không, không đầy ba năm nơi đây sẽ thành nơi đầy ánh sáng, phồn hoa, sinh thái, đến lúc đó chị tuyệt đối sẽ đồng tình với quan điểm lúc này của lão Trúc tôi. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Các vị thường vụ đều hứng thú đứng trên đê nhìn quanh. Lục Kiếm Dân suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Trúc, nếu như núi Diệu Phong biến thành công viên cây xanh, như vậy không phải nằm ở chính giữa khu Giang Đông sao? Ừ, trong quy hoạch là như vậy, chính là muốn lấy núi Diệu Phong làm một ngọn núi sinh thái cho khu Giang Đông, đó cũng sẽ là nơi để dân chúng đến nghỉ ngơi, đi dạo. Bí thư Quốc Đống và thị trưởng Dược Quyên đã thảo luận mấy lần ở việc này và quyết định giữ hồ, cây cối bên dưới chân núi lại. Trúc Văn Khôi thấy mấy thường vụ đều chú ý đến điểm này khi Lục Kiếm Dân hỏi nên vội vàng giải thích. Núi Diệu Phong nằm cách cầu Ô Giang 2 km, vừa lúc nằm ở bên cạnh giai đoạn 1 của khu Giang Đông, mà giai đoạn 2 sẽ thu hầu hết Diệu Phong vào, giai đoạn 3 là lấy hết Diệu Phong. Núi Diệu Phong trên danh nghĩa là núi nhưng thực tế nó chỉ là một dải đồi hình chữ C, chiều cao tầm 50 mình, nơi cao nhất không vượt qua 100 mét. Mặc dù không quá cao nhưng lại rất đột xuất ở nơi có địa thế thấp như khu Giang Đông. Diện tích của cả núi Diệu Phong tầm 9 km vuông, trong đó còn có hồ nước với diện tích tầm vài trăm mẫu, chủ yếu là do các dòng suối ở trên núi chảy xuống tạo thành. Vậy diện tích cả khu Giang Đông mới là hơn 40 km vuông, vậy núi Diệu Phong đã chiếm diện tích 9 km vuông sao? Lục Kiếm Dân có vẻ không tin nói. Bí thư Kiếm Dân, đây cũng là điều mà tôi và Bí thư Triệu đã cẩn thận suy nghĩ. Nếu như chúng ta nhất định phải dùng núi Diệu Phong thì thực ra có thể thu hẹp lại một chút, lợi dụng giải đất ở chân núi Diệu Phong, ít nhất có thể thêm được 2, 3 km vuông. Nhưng cuối cùng tôi và Bí thư Triệu nghĩ mãi thì thấy nên giữ nguyên hoàn cảnh sinh thái của núi Diệu Phong. Trung Dược Quân nói, nơi này mặc dù có rừng cây tái sinh là chính nhưng coi như có hơn 20 năm lịch sử, trên núi ngoài một bộ phận cây hơn 20 như tùng, bách, sam, liễn, xà cừ, cũng có một bộ phận cây trên 50 năm, rất hiếm có, chúng tôi cảm thấy bảo tồn một khu vực cây xanh chính là việc tăng hoàn cảnh đô thị của Ninh Lăng chúng ta. Đây chính là giữ lại một lá phổi xanh cho thị xã Ninh Lăng chúng ta, giúp khu nội thành Ninh Lăng lọc không khí, nhất là trong 10, 20 năm tới quá trình đô thị hóa không ngừng tăng lên, như vậy nội thành Ninh Lăng chúng ta nhất định không ngừng mở rộng, số dân cư sẽ tăng nhanh. Đến lúc ấy cây viên cây xanh chính là điểm sáng của Ninh Lăng chúng ta, chỉ riêng cảnh đó cũng là điều không gì mua nổi. Triệu Quốc Đống vui vẻ xen vào. Ha ha bí thư Triệu, khóa chúng ta có suy nghĩ này nhưng khóa sau, sau nữa thì sao? Lục Kiếm Dân thở dài nói. Theo đô thị phát triển, tài nguyên đất nhất là ở trung tâm càng đắt, khó tránh về sau sẽ có người tính tới điểm này. Tôi lo rằng 5-10 năm sau sẽ có kẻ phá vỡ quy hoạch. Ừ. Tôi cũng suy nghĩ về việc này nhưng chúng ta chỉ là cấp thị xã, nếu không chúng ta thật ra có thể thúc đẩy bên đại hội đại biểu nhân dân làm lá chắn cho khu sinh thái này. Chẳng qua tôi cảm thấy cần phải dẫn dắt từ chế độ, quan niệm. Mặc kệ ai đến công tác ở Ninh Lăng nếu muốn lấy lợi ích công cộng của dân chúng toàn thị xã để tạo thành chiến tích của mình, tôi nghĩ đó sẽ là công địch của toàn thị xã. Chúng ta cần chính là tạo ra không khí này. Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa rồi nói. Mấy thường vụ khẽ gật đầu. Lục Kiếm Dân cũng tán đồng quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Ít nhất đầu óc Triệu Quốc Đống khá tỉnh táo, không giống một số lãnh đạo trẻ tuổi chỉ vì lợi ích trước mắt mà không tiếc bỏ công sức, không nghĩ đến tương lai. Ở điểm này Triệu Quốc Đống đúng là có năng lực tốt. Theo quy hoạch của thị xã thì một điểm là gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang, đảm bảo con đê này chống được cơn lũ trăm năm, thậm chí 300 năm mới gặp, điều này tốn kinh phí không nhỏ nhưng không thể không đầu tư. Điểm khác thị xã cũng dự định xây dựng thêm đường vành đai 2 là đường Giang Đông, sau khi cầu Ô Giang xây dựng xong là có thể kết nối với bên khu Giang Đông. Trúc Văn Khôi chỉ vào tấm bản đồ quy hoạch rồi giới thiệu. Mọi người có thể thấy từ năm nay sang năm sau ngoài việc xây dựng cầu Ô Giang, chúng tôi cũng dự định xây dựng đại lộ Giang Đông, đại lộ Huy Hoàng, đại lộ Phượng Hoàng. Trúc Văn Khôi một bên dùng bút kim loại chỉ vừa nói. Đại lộ Huy Hoàng có phía đông giao nhau với phía nam đại lộ Phượng Hoàng ở Hồ Diệu Hồ, núi Diệu Phong.
Như vậy quốc lộ 915, đại lộ Giang Đông, đại lộ Huy Hoàng, Phượng Hoàng có thể mơ hồ tạo thành hình chữ nhật, đó là khu vực quy hoạch giai đoạn đầu của khu Giang Đông. Việc xây dựng khu đô thị mới tiến hành ở đông bắc gần quốc lộ 915 và phía bắc cầu Ô Giang, sau đó nửa năm tới sẽ xây dựng phía đông và nam, khiến cả khu Giang Đông được xây dựng phù hợp với tiến độ xây dựng cầu Ô Giang. Nói tới đây, Trúc Văn Khôi có chút nuối tiếc nói. Bởi vì hiện nay hai bờ sông Ô Giang chúng ta mới có hai cây cầu, nó sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển bên phía đông Ô Giang, mặc dù cầu Ô Giang được xây dựng xong thì tôi chỉ sợ cũng khó có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế. Tôi đoán có lẽ trong 10 năm tới theo KTPT và cuộc sống nhân dân tăng lên, xu thế các gia đình có xe riêng cũng tăng mạnh. Nói cách khác nếu chúng ta không thể đưa ra dự đoán trước thì giao thông sẽ gặp hiện tượng tắc đường nghiêm trọng. Sau này làm việc ở khu Giang Đông, mua sắm ở Giang Tây, ở tại Hà Nam sẽ là một tình huống phổ biến, điều này cũng khiến quy hoạch của chúng ta càng phải có tầm nhìn chiến lược hơn nữa. Theo tôi đoán hai bờ sông Ô Giang ít nhất cần thêm 3 cầu lớn mới thích ứng sự phát triển đô thị, đây là còn chưa tính tới cầu bắc qua sông Tú Hà, Thúy Hà. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn không ngờ Trúc Văn Khôi lại phân tích chính xác đến như vậy. 3 cây cầu. Không ít thường vụ đều nhướng mày. Trúc Văn Khôi đúng là giỏi nói, bây giờ có 2 cây cầu. Còn xây dựng thêm 3 cây cầu nữa, nội thành Ninh Lăng chỉ có từng đó thì anh xây dựng ở đâu? Lão Trúc, 3 cây cầu, anh có phải nói hơi quá không? Cầu được xây đi đâu? Mao Bình cười nói, ở đây chị ta là thường vụ lâu năm nhất, hơn nữa đã làm bí thư đảng ủy hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã nên nói vậy không ai thấy không ổn. Ha ha, trưởng ban Mao, mọi người chắc thấy tôi hơi xúc động nên nói như vậy phải không? Nếu vậy coi như tôi không nói. Dù sao tương lai mọi người cũng thấy. Đương nhiên việc này phải có quan hệ lớn đến sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta. Nhưng theo xu thế phát triển hiện nay thì tôi đoán 3 cây cầu còn ít, không chừng còn phải thêm 4, 5 cây. Trúc Văn Khôi cười nói. Mọi người lại trao đổi về quy hoạch đô thị của Ninh Lăng, sau đó thảo luận về bố cục phát triển đô thị. Triệu Quốc Đống rất thích việc này. Như vậy mọi người có thể thực tế nhìn toàn bộ cảnh quan sau đó nói ra ý kiến của mình. Tránh cho việc ngồi trong phòng hội nghị mà bàn tán. Tôi tin trong tương lai Ninh Lăng sẽ là một đô thị đầy sức thu hút. Theo kinh tế phát triển, sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Ninh Lăng chúng ta cũng tăng mạnh. Tôi không hy vọng xa vời được tất cả mọi người khen và ủng hộ, tôi chỉ hy vọng bộ máy đảng ủy, chính quyền khóa này của chúng ta có thể làm chút việc vì dân chúng, vậy là đủ rồi. Triệu Quốc Đống khi kết luận đã đưa ra câu này. Quyển 13, chương 74. Tôi xin tuyên bố chính thức khởi công xây dựng cầu Ô Giang Ninh Lăng. Sau tiếng nói sang sảng của thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Nhâm Vi Phong, hơn 10 chiếc máy xúc, máy ủi gầm rú tiến vào công trường. Nhâm Vi Phong mặc dù không quá thích lễ khởi công với quy mô lớn như vậy nhưng y cũng nể mặt khi giơ tự mình đến mời. Dù sao Triệu Quốc Đống vừa tới Ninh Lăng vốn đang bệnh nặng lại bị đánh cho vài gậy. Đầu tiên là bí thư huyện ủy Thổ Thành Vương Bá Đào. Phó bí thư huyện ủy kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ cung tự thành, huyện Thổ Thành bị bắt, bây giờ lại đến lượt phó bí thư, chủ tịch quận Tông Kiến, quận Tây Giang bị bắt. Nếu muốn cho Ninh Lăng không đến mức phải tiến hành điều chỉnh như Hoài Khánh 2-3 năm rồi mới sống lại thì tỉnh phải ủng hộ Ninh Lăng không ít. Bởi vì suy nghĩ như vậy nên tỉnh ủy mới đồng ý để Nhâm Vi Phong đến Ninh Lăng, nếu không một việc xây dựng như vậy thì phó chủ tịch thường trực đến là hơi quá. Quốc Đống, Dược Quân. Tôi đã xem bản quy hoạch đô thị của Ninh Lăng, thấy khá khoa học nhưng quy mô quá lớn. Dược Quân, anh từ trên ủy ban xây dựng tỉnh xuống, việc quy hoạch đô thị là ngành của anh nên phải cân nhắc đúng sức mình. Đừng có mà để Quốc Đống kích động nên làm theo. Nhâm Vi Phong đứng trước đài cẩn thận quan sát rồi nói. Chủ tịch Vi Phong, ngài không thể nói oan cho tôi. Kế hoạch này từ đầu đến cuối đều do thị trưởng Dược Quân và phó thị trưởng Văn Khôi là người quy hoạch, phụ trách chính. Phải nói trước khi tôi tới Ninh Lăng thì phương án này đã có sơ bộ. Sau khi tôi tới chỉ thúc đẩy thị ủy tiến hành nghiên cứu, thảo luận phương án này, chính xác là đã sửa lại chút ít, hơn nữa cũng trưng cầu ý kiến của Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã, cũng hỏi ý kiến dân chúng. Dược Quân, anh nói lời công bằng xem. Nghe Nhâm Vi Phong nói như vậy, Triệu Quốc Đống vội vàng kêu oan. Thấy Nhâm Vi Phong nhìn tới mình, Trung Dược Quân vội vàng nói. Chủ tịch Vi Phong, Bí thư Triệu đã nói đúng sự thật.
Phương án này là do sau khi tôi tới Ninh Lăng đã cùng với Phó Thị trưởng Văn Khôi và người của Ủy ban xây dựng thị xã đưa ra, khi đó Hoàng Lăng còn là bí thư nhưng thị ủy không thông qua. Sau khi bí thư Triệu đến chúng tôi liền đưa phương án này để hội nghị thường ủy thảo luận 3 lần, cũng đưa sang xin ý kiến nhiều đơn vị. Cuối cùng do hội nghị thường ủy quyết định và giao cho Ủy ban thị xã thực thi. Ồ, xem ra tôi nói oan cho Quốc Đống rồi. Nhâm Vi Phong gật đầu nói. Chẳng qua Dược Quân, tài chính Ninh Lăng không dư giả, các anh dự định thành lập công ty đầu tư đô thị để thúc đẩy việc xây dựng đô thị cũng phải xem khả năng phát triển ngành sản nghiệp thứ hai, thứ ba của Ninh Lăng, không nên chỉ xây dựng đô thị không thôi, mà phải làm cho việc xây dựng đô thị là để phục vụ sản nghiệp thứ hai, ba phát triển. Nếu không được như vậy thì rất dễ kéo hỏng tài chính Ninh Lăng. Nếu như chỉ tạo một cái giá trống không thì càng nguy hiểm hơn. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đương nhiên hiểu rõ lời nói của Nhâm Vi Phong là như thế nào. Thị xã Vinh Sơn trước cũng đẩy mạnh việc xây dựng khu công nghiệp tập trung, đưa ra quy mô rất lớn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất lớn nhưng số công ty đến ít, quy mô nhỏ, hơn nữa hầu hết là công ty gây ô nhiễm môi trường cao. Nhật báo Nhân dân đã đưa tin về vấn đề này ở Vinh Sơn, điều này làm lãnh đạo chủ yếu của tỉnh chú ý. Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa tự mình dẫn đoàn đến Vinh Sơn kiểm tra công việc, cũng phê bình rất nghiêm khắc. Chủ tịch Phi Phong, điểm này tôi và thị trưởng Dược Quân đã chuẩn bị tư tưởng. Nếu như không có phát triển công thương nghiệp và dịch vụ rất nhanh làm chỗ dựa thì tất cả đều là xây nhà trên không. Xây dựng khu đô thị mới có đẹp đến đâu cũng là thành chết, không có đủ dân cư phi nông nghiệp, không có đủ việc tiêu dùng thì sẽ sụp đổ như ngài nói. Cho nên chúng tôi biết rõ việc xây dựng đô thị chỉ có thể thúc đẩy các ngành khác phát triển chứ không phải là sự thay thế. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Các anh có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Số liệu kinh tế mấy tháng qua của Ninh Lăng khá tốt, hạng mục chất bán dẫn Liên Hoa đã chính thức khởi công rồi chứ. Còn hạng mục của tập đoàn Nam Pha thì sao? Nhâm Vi Phong khẽ thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống này giỏi làm kinh tế, mấy hạng mục lớn đã nhanh chóng giúp hắn đứng vững ở Ninh Lăng nhưng vẫn chưa đủ. Nhiệm vụ trước mắt hắn quá nặng nề. Bí thư Ứng kỳ vọng rất cao vào hắn, theo Nhâm Vi Phong thấy là quá cao, trong đó thậm còn có chút nguy hiểm. Một khi thành tích của anh không thể làm lãnh đạo chủ yếu hài lòng, như vậy anh sẽ không còn được tin tưởng. Nhâm Vi Phong cũng mơ hồ biết Triệu Quốc Đống đang cố gắng củng cố địa vị lãnh đạo tuyệt đối của hắn ở Ninh Lăng, qua đó có thể đẩy mạnh kế hoạch phát triển của hắn. Tỉnh ủy đồng ý việc Tăng Lệnh Thuần và Lưu Như Hoài làm thường vụ thị ủy coi như là ủng hộ Triệu Quốc Đống rất lớn. Bây giờ nghe nói Triệu Quốc Đống đang tranh thủ chức trưởng ban tuyên giáo, điều này làm cho sự phân công của tỉnh có chút xung đột. Yến Nhiên Thiên đã có lần lên tiếng tỉnh quá dung túng Ninh Lăng, thậm chí còn có vẻ là chủ nghĩa đỉnh núi, bất lợi cho xây dựng bộ máy ở thị ủy Ninh Lăng. Mặc dù trên hội nghị không rõ nhưng Nhâm Vi Phong có thể cảm thấy Ứng Đông Lưu và Qua Tĩnh vẫn suy nghĩ đến tình hình đặc biệt ở Ninh Lăng, mà Tần Hạo Nghiên và Yến Nhiên Thiên lại tỏ vẻ phản đối. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh tin tưởng anh mặc dù là tốt nhưng nó cũng là áp lực. Bí thư cho anh đủ tin tưởng và ủng hộ, anh nhất định phải tạo thành tích rõ ràng để người khác hài lòng, đây là đạo lý quá đơn giản. Nhâm Vi Phong tin Triệu Quốc Đống cũng hiểu điều này, mà bây giờ xem ra Triệu Quốc Đống với Trung Dược Quân chưa rõ mâu thuẫn ở mấy vấn đề này. Chủ tịch, hạng mục Liên Hoa tuần trước đã chính thức khởi công, nhà đầu tư không hy vọng hạng mục này khi chưa chính thức mà bị quá nhiều phiền toái, vì vậy chỉ làm lễ khởi công nhỏ. Thị xã bọn họ cũng chỉ mời thị trưởng Đại Phú, tôi và thị trưởng Dược Quân cũng không có tham gia. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Hạng mục của tập đoàn Nam Pha thì có lẽ là tháng sau, nghe nói bọn họ định làm giống Liên Hoa, không định làm lớn. Ồ, điều này đáng cổ vũ, công ty có thể có quan niệm như vậy thì chúng ta phải ủng hộ mới đúng. Nhâm Vi Phong gật đầu nói. Chủ tịch, ngài có phải là phê bình chúng tôi hôm nay lại làm lớn chuyện không? Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ gãi đầu nói. Đây là hạng mục công cộng của thị xã nên khác, chẳng qua về sau không nên tiến hành nghi thức như thế này quá nhiều. Nếu như là nghi thức khánh thành thì tôi rất vui được tham gia. Nhâm Vi Phong cười nói. Chủ tịch, gần đây thị xã Ninh Lăng chúng tôi còn có mấy hạng mục lục tục khởi công. Số vốn thu hút đầu tư năm nay của Ninh Lăng chúng tôi cũng không thua gì Hoài Khánh, Kiến Dương. Nhất là hạng mục vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường từ tre, trưởng ban thư ký Kính Quang cũng chủ động nói sẽ tham gia lễ khởi công. Trung Dược Quân nói xen vào. Ồ, điều này làm Nhâm Vi Phong hơi ngạc nhiên. Dương Kính Quang bình thường không thích tham gia mấy hoạt động như thế này mà. Khi Trung Dược Quân giới thiệu về hạng mục, Nhâm Vi Phong mới hiểu được vấn đề trong đó.
xem ra trưởng ban thư ký Kính Quang vẫn không quên được trường cũ. Không hoàn toàn như vậy, tôi cảm thấy ý của trưởng ban thư ký Kính Quang chính là chỉ cần hạng mục liên quan đến bảo vệ môi trường thì chỉ cần có thời gian là y sẽ tham gia. Triệu Quốc Đống nói, mà chúng tôi sắp tới sẽ có hai hạng mục như vậy. Ngoài hạng mục vật liệu xây dựng bằng tre kia, chúng tôi còn tích cực liên lạc với tập đoàn Quang Hoa về hạng mục xử lý rác thải. Đây là do công ty Neo đã đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng giới thiệu cho chúng tôi. Nhâm Vi Phong khá khen về tính mẫn cảm chính trị của Triệu Quốc Đống. Dương Kính Quang có quan hệ mật thiết với Ứng Đông Lưu, hơn nữa mới vào thường vụ tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống có thể nhanh chóng kéo gần quan hệ với đối phương đủ để thấy tên này hiểu rõ muốn đối phó được lãnh đạo thì phải đối phó được người bên cạnh lãnh đạo trước. Có sự ủng hộ mạnh mẽ của Trung Dược Quân, hơn nữa Triệu Quốc Đống còn có quan hệ khá tốt với Qua Tĩnh, Hàn Độ, như vậy việc đề nghị của hắn bị giằng co ở trên tỉnh là không nhiều. Cùng lắm là bị mắc ở chỗ Yến Nhiên Thiên mà thôi. Nhân lúc Trung Dược Quân ra giới thiệu với Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nhâm Vi Phong nói. Quốc Đống, tôi đề nghị cậu cần chủ động báo cáo việc quan hệ và xây dựng đô thị của Ninh Lăng với Chủ tịch Tần. Tôi thấy Dược Quân có quan hệ khá tốt với cậu, nếu điều kiện thích hợp thì cậu nên kéo cả Dược Quân cùng đi. Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút và lập tức hiểu ý nên khẽ gật đầu. Quyển 13, chương 75. Lỗ Năng đang rất buồn bực. Sau khi có tin đồn truyền ra, y cảm thấy mình đã không thể nào lấy tâm trạng không để ý đến ngoại cảnh mà đối mặt với đồng nghiệp nữa. Việc này không đơn giản chỉ là thêm một trưởng ban tuyên giáo. Trên thực tế mặc dù thường vụ và phó thị trưởng có chênh lệch nhưng không lớn như mọi người nghĩ. Chủ yếu là anh nếu có thể làm thường vụ và trưởng ban tuyên giáo thì cũng có nghĩa là sẽ tham gia hoặc là làm chủ đạo kế hoạch mà đối phương coi trọng, điều này có lợi cho việc kéo gần quan hệ với bí thư thị ủy và tăng thành tích của mình. Chính vì điều này mới làm Lỗ Năng mất sự bình tĩnh vốn có. Bình tĩnh, nói thì đơn giản nhưng trên thế gian này đâu có dễ làm như vậy. Lỗ Năng cười cười tự giễu chính mình. Thực ra cũng không giống bên ngoài đồn thổi, Triệu Quốc Đống đối với mình chỉ là ưu ái mà thôi. Mặc dù mấy năm trước mình giúp hắn một chút nhưng cũng không phải việc gì lớn. Khi đó Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy nhờ mình làm việc nhỏ cũng có đáng gì, hơn nữa cũng chỉ là điều ngang hàng mà thôi. Sau khi Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng, Lỗ Năng đã chủ động tới gần Triệu Quốc Đống. Hơn nữa Lỗ Năng còn kéo cả Bối Thiết Lâm đến gặp Triệu Quốc Đống. Lỗ Năng trước vốn là phó trưởng ban tuyên giáo nên không xa lạ gì với công tác tuyên truyền. Khi y biết được chút tin tức cũng động tâm nhưng tin này không phải đến từ Triệu Quốc Đống, mà lại đến từ Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương và Lỗ Năng có quan hệ khá tốt, thi thoảng Vưu Liên Hương nói với giọng nửa đùa nửa thật là trưởng ban Mao sẽ đi, mảng tuyên giáo cần người quen thuộc phụ trách, tính đi tính lại chỉ có y là hợp nhất. Lỗ Năng còn tưởng Vưu Liên Hương nó đùa nhưng rất nhanh có tin truyền ra. Đến khi Tiêu Phượng Minh trong một lần ăn cơm cùng trêu bảo Lỗ Năng cần khao mọi người. Y suy nghĩ và thấy Triệu Quốc Đống có thể thật sự có ý này. Bởi vì mang tâm tư này nên khi báo cáo công việc với Triệu Quốc Đống, Lỗ Năng rất mẫn cảm. Không đánh trận khi chưa có chuẩn bị kỹ càng, nếu có tâm tư thì y đương nhiên phải có chuẩn bị. Y cảm thấy Triệu Quốc Đống cũng có quan điểm về công tác tuyên truyền của mình. Ngoài việc để khu dân cư Tây Giang và thành cổ thổ thành thành di sản văn hóa cấp quốc gia, còn muốn lấy tuyên truyền để biến đây thành tấm danh thiếp cho Ninh Lăng. Tăng hình tượng Ninh Lăng là đô thị đầy không khí văn hóa, mấy ý tưởng này của Lỗ Năng cũng được Triệu Quốc Đống tán thành. Nhưng sau khi Tằng Lệnh Thuần được bổ nhiệm làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký, Lưu Như Hoài làm thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang đã có hết, nhưng tin y làm trưởng ban tuyên giáo cũng dần nhạt đi. Điều này làm Lỗ Năng có chút thất vọng, chẳng lẽ đây chỉ là giấc mơ thôi sao? Y thông qua vài quan hệ trên tỉnh rất nhanh biết trên tỉnh có vẻ muốn bố trí một nhóm cán bộ đến các nơi nhận chức. Trong đó vị trí thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Ninh Lăng cũng xếp vào trong đó. Nếu như nói trước đó không có lời đồn thì Lỗ Năng cũng không có tâm tư này. Dù sao y mới làm phó thị trưởng chưa lâu nhưng một khi có tâm tư lại muốn cứ thế mất đi đúng là rất khó khăn. Lỗ Năng cũng thông qua Bối Thiết Lâm mà mơ hồ biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Qua Tĩnh, điều này lại làm y có chút hy vọng. Chỉ cần Triệu Quốc Đống có đủ bản lĩnh thì vẫn có thể thông qua con đường khác giải quyết vấn đề này mà. Chủ yếu là Triệu Quốc Đống có muốn phí công làm việc này không? Lâu như vậy sao vẫn không có tin tức làm Lỗ Năng cảm thấy sợ rằng Triệu Quốc Đống có cố gắng nhưng hiệu quả chắc cũng không có. Sự chờ đợi luôn làm người ta khó chịu. Mặc dù Lỗ Năng muốn làm mình bình tĩnh nhưng y cảm thấy mình chỉ làm được ngoài mặt mà thôi.
Ngay khi Lỗ Năng đang lo lắng, Triệu Quốc Đống cũng không vui vẻ mấy. Lời ám chỉ của Nhâm Vi Phong rất rõ ràng, Trung Dược Quân là người của Tần Hạo Nghiên, điểm này không có gì bí mật. Nhưng Trung Dược Quân có chút khác so với những người thuộc hệ của Tần Hạo Nghiên. Trung Dược Quân là cán bộ kỹ thuật đi ra, mặc dù về sau theo hành chính nhưng vẫn là người muốn làm thật. Nếu không việc xây dựng đô thị Ninh Lăng mới không làm cho y kích động như vậy. Nếu là người khác thì sẽ nhân cơ hội này đạt thành tích, còn công việc chủ yếu ném sang cho phó thị trưởng phụ trách. Trung Dược Quân thực sự muốn xây dựng khu Giang Đông thành điển hình của cả tỉnh cho nên tập trung rất nhiều tâm trí vào đó. Vì thế Triệu Quốc Đống có đôi khi phải nhắc đối phương không nên quá chú trọng vào việc xây dựng ở khu Giang Đông. Dù sao đây chỉ là công việc một phía, rất nhiều chuyện cũng nên giao cho Trúc Văn Khôi xử lý. Bởi vì như vậy nên quan hệ giữa Triệu Quốc Đống với Trung Dược Quân khá tốt. Nhất nhất ở việc xây dựng khu Giang Đông, hai người có cùng quan điểm. Triệu Quốc Đống cũng đã mời Trịnh Kiện đến Ninh Lăng khảo sát thực địa ở khu Giang Đông, sau đó quyết định do Ngân hàng xây dựng thị xã Ninh Lăng cho công ty đầu tư đô thị Ninh Lăng vay 100 triệu, điều này làm Trung Dược Quân đánh giá cao khả năng quan hệ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng kéo Trung Dược Quân lên báo cáo tình hình công việc gần đây của Ninh Lăng với Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên. Lần đó chủ yếu do Trung Dược Quân nói, Triệu Quốc Đống bổ sung. Trước mặt hai người Tần Hạo Nghiên thể hiện rất ăn ý nhưng Tần Hạo Nghiên nghĩ như thế nào thì Triệu Quốc Đống không thể hiểu. Trên tỉnh vẫn chưa có quyết định rõ ràng về ai làm trưởng ban tuyên giáo thị ủy. Triệu Quốc Đống đoán đây không phải chỉ riêng Ninh Lăng bị kéo mà nhiều thành phố, thị xã khác cũng vậy. Thị xã muốn thể hiện ý nguyện của mình, tỉnh lại muốn thực thi ý đồ của tỉnh, đây là một ván cờ. Mặc dù là do cấp trên cấp dưới nhưng bên dưới cũng có thể đánh cờ với cấp trên. Anh có thể có tình hình đặc biệt. Có nguyên nhân đặc biệt, nói tóm lại cuối cùng chính là phải qua một cuộc đấu mới có thể quyết định. Mặc dù là như vậy nhưng công việc cũng không được trì hoãn. Công việc này tạm thời Triệu Quốc Đống giao cho Phù Quyên phụ trách. Nhưng Phù Quyên phụ trách mảng giáo dục vệ sinh cũng khá nhiều việc nên không dành được bao tâm trí sang bên kia. Đây là điều Triệu Quốc Đống lo nhất. Không có người đắc lực phụ trách việc này thì chuyện rất dễ dàng bị HAG. Quy hoạch khu dân cư Tây Giang và khởi động tu sửa. Trùng tu tôn tạo thành cổ thổ thành cũng đang được tích cực quy hoạch. Tranh thủ tài chính từ trên tỉnh cũng là một việc trong đó. Nhưng với tình hình tài chính hiện nay của thổ thành đúng là không thể gánh chịu chi tiêu lớn như vậy, chỉ có thể thông qua nhiều con đường mà gom góp. Thêm một chân thì cũng tốt hơn là đi lò cò. Triệu Quốc Đống day day chán, ưỡn người. Cả người hắn đã mệt vì làm việc vất vả. Giữ được sức khỏe, tinh thần là rất quan trọng, nhưng chỉ là người hiện đại khó có thể làm được như vậy. Chờ đến khi sức khỏe yếu mới nghĩ ra và bù lại, đến lúc đó đã muộn. Điện thoại vang lên, Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy là Cù Vận Bạch gọi. Hắn có vẻ đã muốn chặt đứt mấy mối quan hệ. Hắn đến Ninh Lăng 3-4 tháng nhưng số lần về An Đô chỉ trên đầu ngón tay, thậm chí Cù Vận Bạch đang ở Hoài Khánh thì hắn cũng không gọi mấy. Chỉ là hắn cố duy trì một tuần gọi một lần. Vận Bạch, làm sao vậy? Tim Triệu Quốc Đống đập mạnh. Hắn có cảm giác dù Cù Vận Bạch báo còn tuần nữa cô mới sinh. Người nghe điện là Cù Vận Lam. Chị tôi vừa sinh, cháu gái, 6 cân, hai mẹ con bình thường, anh tự nhìn xem. Giọng Cù Vận Lam có vẻ rất tức tối, nhưng rất nhanh đã bị Cù Vận Bạch đoạt lấy. Cô nói nhỏ nhẹ, dịu dàng làm Triệu Quốc Đống có chút áy náy. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, một tâm trạng khó nói thành lời tràn ngập trong lòng hắn. Chuyện gì thế này? Mình cả ngày đau đầu vì một vị trí thường vụ thị ủy để làm gì? Có quan hệ gì đến mình? Triệu Quốc Đống nhốt mình vào nhà vệ sinh gào to để điều chỉnh tâm trạng, sau đó hắn mới tỉnh táo lại được. Quyển 13, chương 76. Hội nghị thường ủy tranh luận rất kịch liệt. Mặc dù trước đó Ứng Đông Lưu đã biết sẽ có tranh luận kịch liệt, nhưng không ngờ Yến Nhiên Thiên phản ứng mạnh như vậy. Chẳng qua càng như vậy càng khiến Ứng Đông Lưu kiên định làm theo ý đồ của mình. Nếu như trong hội nghị mình mà do dự thì tình hình sẽ càng phức tạp hơn. Yến Nhiên Thiên chưa chắc còn có thể ở lại đây trong khóa sau, nhưng Miêu Trấn Trung thì sao? Ứng Đông Lưu nhẹ nhàng nhìn sang Miêu Trấn Trung ngồi ngay ngắn ở đó, chỉ sợ Miêu Trấn Trung sẽ thay thế Yến Nhiên Thiên, thậm chí càng khó đối phó hơn Yến Nhiên Thiên. Nhưng việc này Yến Nhiên Thiên không thể tác động gì được. Trung ương khi điều chỉnh nhân sự ở một tỉnh đều có ý đồ. Có lẽ Trung ương muốn thêm nhiều nhân tố để xem vị bí thư tỉnh ủy có thể khống chế tình hình hay không. Trưởng ban qua, tôi cảm thấy ban tổ chức cán bộ khi cân nhắc việc điều chỉnh cán bộ cũng cần phải xem xét tình hình đặc biệt ở thành phố, thị xã bên dưới.
vừa nãy tôi nghe chị giới thiệu thì thấy có 3 vị trí đều có nguyên nhân đặc biệt nào đó rồi cho rằng cần suy nghĩ ý kiến bên dưới. Tôi không phải không tôn trọng ý kiến bên dưới nhưng có một nguyên tắc đó là cán bộ xác định nhóm cán bộ từ cơ quan thuộc tỉnh xuống cơ sở rèn luyện sẽ không vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bị ngăn cản. Yến Nhiên Thiên đặt mạnh bút xuống bàn và nói. Chẳng lẽ nói cán bộ từ tỉnh xuống không thể đảm nhiệm chức vụ này, hoặc là có thể không thể hiện được ý đồ của thị xã bên dưới, không phục tùng bọn họ. Tôi cảm thấy quan điểm này quá hoang đường. Đây là biểu hiện lợi ích địa phương, thị xã muốn đánh cờ với tỉnh. Tôi thấy đây là do một số lãnh đạo địa phương muốn bố trí người hợp ý mình chứ không căn cứ tình hình thực tế. Trên tỉnh không thể có ngoại lệ này, như vậy sẽ cổ vũ một số lãnh đạo thị xã có tư tưởng không bình thường. Quan điểm của Phó Bí Thư Yến tôi không thể đồng ý. Qua Tĩnh cũng rất nghiêm túc nói. Không sai, lần này tỉnh quyết định điều cán bộ trong cơ quan thuộc tỉnh xuống làm phong phú bộ máy cán bộ địa phương, cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo, một phần khác là rèn luyện nhưng chúng ta hình như chỉ đưa ra nguyên tắc mà quên đi mục đích. Mục đích chúng ta phái cán bộ xuống là gì? Đó chính là vì để địa phương phát triển nhanh hơn, đó là điều quan trọng nhất. Rèn luyện cán bộ cũng tốt, tăng cường lãnh đạo cũng tốt. Mục đích cuối cùng là để tỉnh phát triển nhanh hơn. Nếu như mạo muội đưa một người xuống để đối đầu với lãnh đạo chủ yếu của địa phương, tôi cảm thấy vậy là không ổn. Không có điều tra sẽ không có quyền lên tiếng, hầu hết đảng ủy thị xã đều phục tùng bố trí của tỉnh ủy, một vài thị xã đưa ra quan điểm khác nhưng sau khi được trao đổi đã thay đổi ý kiến. Về phần một số thị xã có suy nghĩ đặc biệt, tôi cảm thấy đó là rất bình thường. Bởi vì chúng ta đối mặt là tỉnh có 80 triệu dân, 14 thành phố, thị xã ở từng giai đoạn khác nhau sẽ gặp sự phát triển khác nhau. Đảng ủy địa phương có suy nghĩ của mình là rất bình thường. Dù sao bọn họ cũng đại biểu ý kiến mấy triệu dân. Nếu như tất cả đều ủng hộ ý tưởng của tỉnh mới là không bình thường. Qua Tĩnh nói rất sắc bén, nghe làm người ta thấy chói tai. Yến Nhiên Thiên tái mặt, ngay cả Tần Hạo Nghiên cũng phải nhìn lại Qua Tĩnh. Qua Tĩnh không hề khách khí phản công như vậy đúng là hiếm có. Mấy năm qua mặc dù quan điểm của hai người có khác nhau nhưng Qua Tĩnh ít nhất cũng tỏ vẻ tôn trọng Yến Nhiên Thiên. Nhưng từ giọng của Qua Tĩnh hôm nay đã không nhịn được, có lẽ cảm thấy hai người đều phải đi nên không cần phải rụt rè như trước nữa. Phải cầu thị, phải phân tích vấn đề cụ thể, đây là nguyên tắc trước sau như một của đảng. Nhất là bây giờ trong giai đoạn cải cách đầy phức tạp cũng càng cần thận trọng suy tính. Một mặt yêu cầu thống nhất phục tùng là điều tôi thấy đúng. Nhưng để tiện cho việc triển khai công việc thì phải nhìn theo vấn đề khách quan. Thái độ này của Qua Tĩnh làm các vị thường vụ ngồi đây lần đầu tiên ý thức được sự sắc bén của người phụ nữ này. Bí thư Đông Lưu, Chủ tịch Hạo Nhiên, các vị thường vụ, tôi đề nghị tỉnh ủy cần phải cân nhắc tình hình cụ thể của mấy địa phương đó. Ban tổ chức cán bộ cũng đã thận trọng tìm hiểu tại sao mấy địa phương đó không đồng ý với quan điểm của tỉnh. Bản thân tôi cũng gặp và nói chuyện với mấy vị bí thư các nơi này. Cá nhân tôi cho rằng lo lắng của bọn họ là có lý do, cũng không phải xuất phát từ tư tâm. Chúng ta không nên nghĩ cán bộ lãnh đạo của mình kém đến thế. Mấy năm qua tỉnh ta phát triển rất thuận lợi, điều này đã chứng minh sự ngưng tụ lực lượng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ta không thua kém bất cứ tỉnh nào. Câu nói cuối cùng của Qua Tĩnh khiến cho Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Qua Tĩnh thể hiện rõ tính hiếu thắng làm cho nhiều người phải suy nghĩ xem có cần vì vấn đề này mà làm mất lòng vị trưởng ban tổ chức cán bộ sắp rời đi không. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ sắp tới Yến Nhiên Thiên cũng sẽ đi vậy mà còn nắm chặt chuyện này. Điều này cũng khiến bọn họ phải suy nghĩ xem làm như thế nào mới có lợi cho mình nhất. Mặt Yến Nhiên Thiên lúc này rất khó coi. Qua Tĩnh kiêu ngạo như vậy, dù mình sắp đi cũng không đến lượt ả ra vẻ ta đây như vậy chứ. Nhưng không đợi Yến Nhiên Thiên lên tiếng. Ứng Đông Lưu chủ trì hội nghị đã nói. Được rồi trưởng ban Qua, chị cũng nên chú ý tâm trạng của mình. Không nên xen lẫn tình cảm cá nhân vào đó. Qua Tĩnh nói. Xin lỗi bí thư Đông Lưu, tôi có chút kích động. Có thể là do tôi cảm thấy do mình hiểu rõ về cuộc điều chỉnh này nên mới vậy. Nhiên Thiên, Qua Tĩnh, trong công việc có ý kiến khác nhau là rất bình thường. Hội nghị thường ủy vốn là nơi để mọi người trao đổi. Nếu như thật sự không thể đạt được nhất trí thì chúng ta còn nguyên tắc tập trung dân chủ mà. Ứng Đông Lưu cười nói. Hạo Nhiên, anh có ý kiến nào khác không? Tần Hạo Nghiên lắc đầu không nói. Được rồi, tôi nói một câu. Bây giờ tỉnh đang tiến hành điều chỉnh một chút bộ máy đảng ủy các thành phố, thị xã, nói là điều chỉnh một chút là bởi vì trước đó đã lục tục có điều chỉnh. Mà lần này điều chỉnh là liên quan rộng nhưng không dính tới lãnh đạo chủ yếu,
làm như vậy là để cho có lợi cho sự ổn định bộ máy. Chẳng qua lần điều chỉnh này là do tỉnh ủy thống nhất bố trí, từ nguyên tắc thì phải phục tùng theo quyết định của tỉnh ủy, không nên tùy tiện theo ý địa phương. Yến Nhiên Thiên lạnh lùng nhìn Ứng Đông Lưu rồi nói. Vừa nãy trưởng ban qua cũng đã nói một vài địa phương có ý kiến khác vì công việc của bọn họ. Tôi cảm thấy việc này phải chia thành hai phần mà đánh giá. Nếu như chỉ bởi vì độ tuổi của bộ máy hoặc vì vấn đề thành phần đến từ các nơi thì tôi thấy không phải lý do, phải giữ gìn uy tín của tỉnh ủy, phải để cho lãnh đạo chủ yếu địa phương hiểu rõ quan điểm này. Nhưng nếu thực sự vì nguyên nhân công việc mà muốn đề bạt hoặc điều chỉnh một thành viên bộ máy địa phương, tôi cảm thấy cũng có thể cân nhắc ủng hộ. Bởi vì tỉnh ủy làm tất cả những việc này cũng là vì sự phát triển trong toàn tỉnh, đó là mục đích chủ đạo của chúng ta. Ứng Đông Lưu nói khá nhẹ nhàng nhưng mọi người đều có thể cảm nhận sự kiên quyết của y. Tần Hạo Nghiên nhìn thoáng qua Ứng Đông Lưu rồi lạnh nhạt viết gì đó trong sổ. Ứng Đông Lưu này không có khí thế cứng rắn, bá đạo như Ninh Pháp, nhưng sự cố chấp thì không kém gì Ninh Pháp. Yến Nhiên Thiên nếu nghĩ rằng Ninh Pháp đã đi, y có thể thò đầu ra thì là quá tự tin vào mình. Không nhìn xem thái độ của Qua Tĩnh sao? Ứng Đông Lưu cười thầm trong lòng, y thấy Ứng Đông Lưu nhìn tới liền nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Đông Lưu, vừa phải kiên trì nguyên tắc chung nhưng cũng phải cân nhắc sao cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nhất là nhu cầu thực tế trong công việc cũng cần ủng hộ. Đúng như vừa nãy Bí thư Đông Lưu có ói, tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự là vì để địa phương phát triển tốt hơn. Hội nghị thường ủy cuối cùng đã kết thúc, Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh nhìn nhau và đều hiểu hội nghị lần này là lần cuối cùng bọn họ đối đầu với nhau. Quyển 13, chương 77. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Qua Tĩnh liền thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đã thực hiện theo ý đồ của hắn. Nói cách khác tỉnh ủy đã thỏa mãn yêu cầu điều chỉnh bộ máy thị ủy Ninh Lăng, đây là lòng ân hiếm có nhưng cũng có nghĩa là áp lực lớn. Nếu hắn không đưa ra thành tích tốt thì cứ chờ xem. Đối với điểm này Triệu Quốc Đống lại rất tự tin. Hắn tới Ninh Lăng chính là muốn thực hiện kế hoạch lớn của hắn, mà bây giờ có thể nói mấy năm tới là năm thuận lợi nhất khi hắn vào chính trị. Hắn phải nắm bắt cơ hội này. Trung Dược Quân mặc dù là người của Tần Hạo Nghiên nhưng đó là người có thể kết hợp chặt với mình trong làm việc xây dựng thành thị. Lục Kiếm Dân mặc dù có chút không hòa hợp với mình nhưng đó chỉ là mấy việc từ rất lâu. Mình đã không còn là thường vụ thị ủy trước đây, Lục Kiếm Dân cũng không còn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Lục Kiếm Dân cũng là kẻ lão luyện nên biết cách với tình hình mới. Vưu Liên Hương, Tăng Lệnh Thuần, Lưu Như Hoài không cần suy nghĩ. Bọn họ sẽ kiên định ủng hộ mình. Mà Tiêu Phượng Minh hiện nay đã thành quân sư của hắn. Mà mình cũng có vài lần trao đổi với y, Triệu Quốc Đống tự tin đã thành công nhận được sự kính trọng của đối phương. Lam Quang có suy nghĩ khác nhưng do mình cố lôi kéo nên chắc không vấn đề gì. Từ việc điều chỉnh hệ thống chính pháp, Triệu Quốc Đống có thể quan sát được đồng minh trước đây bây giờ đã thực sự dùng thái độ của một thường vụ với một bí thư thị ủy. Lý Đại Phú cùng Lý Nguyên Khánh cũng thuộc về nhân vật tránh xa sự tranh đấu. Đương nhiên hai người có điểm khác nhau, Lý Nguyên Khánh không muốn xen vào các vụ việc ở địa phương, Lý Đại Phú lại mới vào thường vụ nên trước mắt không có lực lượng để tham gia. Duy nhất không nằm trong tầm kiểm soát chính là Toàn Lực Trí. Nhưng người này chỉ mang tới chút phiền phức nhỏ mà thôi. Mình không phải Hoàng Lăng nên không phải ngại Toàn Lực Trí nhìn chằm chằm hay đâm sau lưng. Vương Ích là kẻ giỏi luồn lách. Lý Chiêu cũng là người trực tính, vừa lúc ban giám sát thị ủy cần nhân vật như vậy. Mình cũng đưa được Lạc Dục Thành vào trong ủy ban kỷ luật để hạn chế Toàn Lực Trí, tất cả đều trong lòng tay mình, đã đến lúc cần phát động. Ninh Lăng chúng ta có chênh lệch rất lớn với các đô thị truyền thống công nghiệp như Miên Châu, Kiến Dương cùng với Hoài Khánh. Mặc dù chúng ta đông cố gắng đuổi theo nhưng điều này cần thời gian. Tôi vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề là một đô thị không có kinh tế công nghiệp mạnh thì có phải là quá kém hay không? Triệu Quốc Đống nói khá chậm như vừa suy nghĩ vừa nói. Tôi nhớ khi Bí Thư Ứng làm chủ tịch tỉnh hơn 4 năm đã từng đề cập một quan điểm đó là phải coi trọng cả phát triển kinh tế và phát triển sự nghiệp dân sinh, phải cho đông đảo quần chúng hưởng hạnh phúc do phát triển kinh tế mang tới. Đây cũng là điều mà đảng ủy, chính quyền chúng ta cần chăm chú nghiên cứu sao cho quần chúng có cảm giác hạnh phúc. Thế nào là cảm giác hạnh phúc? Sự nghiệp dân sinh từng bước hoàn thiện và thu nhập bình quân tăng lên, đó là suy nghĩ của tôi. Trong buổi học tập lần này gồm tất cả các thường vụ thị ủy, mỗi người đều chăm chú ghi chép. Đặt trước mặt Triệu Quốc Đống là một quyển sổ dày, hắn đang nói về những điều mình hiểu sau khi học tập ở tỉnh về. Trụ cột của Ninh Lăng thấp, làm như thế nào để tăng trưởng kinh tế vượt bậc,
khiến cuộc sống dân chúng tăng cao, đó là điều mà mọi người đều đối mặt. Quan hệ giữa phát triển kinh tế và tăng cuộc sống của nhân dân, tôi cảm thấy đó là quan hệ giữa mục tiêu và thủ đoạn. Phát triển kinh tế là thủ đoạn, tăng cuộc sống của nhân dân là mục đích, thông qua phát triển kinh tế để tăng trình độ cuộc sống nhân dân lên. Theo thông lệ của Thị ủy Ninh Lăng, cuộc học tập này diễn ra trong 3 ngày. Ngày đầu là ngồi học tập, ngày 2 đi tham quan, ngày 3 thảo luận. Điểm tham quan lần này Triệu Quốc Đống đã rất khổ tâm khi lựa chọn. Ngoài thành cổ Thổ Thành và khu dân cư Tây Giang là điểm sáng của ngành văn hóa, hạng mục công nghiệp chủ yếu là đi tham qua hạng mục vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường ở Phong Đình, hạng mục chất bán dẫn liên hoa và pin năng lượng mặt trời tập đoàn Nam Pha ở khu khai phát. Khu trồng khoai tây rộng 3.000 mẫu ở Thổ Thành cũng đã ký kết hiệp định sơ bộ với tập đoàn chế biến thực phẩm Dalit, đây vốn là mộ điểm sáng có thể tham quan. Đây là thành quả thu hút đầu tư lớn nhất của Ngụy Hiểu Lam trên cương vị bí thư huyện ủy Thổ Thành. Chẳng qua hạng mục này mới ký hiệp định chưa chính thức khởi công nên Triệu Quốc Đống suy nghĩ mãi và quyết định bỏ qua. Lịch trình hội nghị khá nhiều, gần như đến nơi này xong sẽ đi nơi khác ngay. Buổi chiều ngày thứ ba sau khi kết thúc cuộc thảo luận, tất cả thành viên hội nghị sẽ được kéo đến công trường xây dựng cầu Ô Giang, đi cảm nhận động tác rất lớn của Ninh Lăng. Trúc Văn Khôi cũng được một phen thể hiện miệng lưỡi của mình trước mặt các vị ủy viên thị ủy. Ý của Triệu Quốc Đống là nội dung chính của cuộc họp tập lần này muốn lấy phát triển kinh tế làm chính. Dù sao hiện nay công việc trung tâm của Ninh Lăng chính là phát triển kinh tế, nhưng trong các cuộc học tập sau đây hắn cũng cần đưa thêm mấy điểm sáng về sự nghiệp dân sinh để tham quan. Mặc kệ là tình hình an ninh trật tự có hiệu quả, hay đạt thành tích trong giải quyết việc làm cho công nhân mất việc cũng đều là nội dung chính của cuộc học tập. Điểm này hắn đã lên tiếng rõ ràng trong cuối đợt học tập. Đảng ủy, chính quyền một nơi không chỉ chú trọng mỗi vào phát triển kinh tế, đồng thời cũng phải làm như thế nào khiến cho trình độ cuộc sống của quần chúng tăng lên. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ câu nói chỉ số cảm giác hạnh phúc của dân chúng lại thành một từ thông dụng ở Ninh Lăng. Dù là cơ quan cấp thị xã hay là đảng ủy, chính quyền quận, huyện, lãnh đạo khi nói đều nhất định đưa ra chỉ tiêu về cảm giác hạnh phúc của dân chúng. Cục thống kê thị xã cũng tham khảo quy định quốc tế mà đưa ra chỉ tiêu về cảm giác hạnh phúc của dân chúng, cũng chuẩn bị tiến hành lấy ý kiến, điều tra trong dân chúng. Có người nói đây là làm cho có người nói đây là cách trực tiếp thể hiện tinh thần của ba đại hội ở Trung ương, có người phấn khởi, có người lạnh nhạt đứng xem. Chẳng qua Triệu Quốc Đống làm người khởi xướng lại không nghĩ việc này lại mang tới tác động mạnh như vậy. Lão Lỗ, suy nghĩ của anh là tốt, làm một bộ tài liệu chuyên đề về lịch sử văn hóa, truyền thống dân tộc, điều kiện tự nhiên của Ninh Lăng chúng ta mặc dù sẽ phải bỏ ra không ít, nhưng tôi cảm thấy đáng để đầu tư. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện nay sức hấp dẫn về lịch sử văn hóa dân tộc ở Ninh Lăng chúng ta có danh tiếng không nhỏ ở tỉnh, thậm chí cả nước. Điều này có quan hệ rất lớn đến việc lần trước Tổng cục Di sản Văn hóa và Hiệp hội Nhiếp ảnh Trung Quốc đến Ninh Lăng chúng ta. Tôi đoán đợt quốc khánh này ngành du lịch Ninh Lăng chúng ta sẽ bay vọt. Lỗ Năng cũng không chú ý đến Triệu Quốc Đống có vẻ mất tập trung mà tiếp tục nói theo ý của mình. Tôi cảm thấy nếu thừa dịp này phát ra bộ phim tài liệu, giống như đợt năm đó ngài mời công ty du lịch các nơi đến Hoa Lâm, tôi nghĩ sẽ có hiệu quả không hề ít. Lão Lỗ, chờ chút, tôi nghĩ một chút đã. Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ lại mấy ký ức gián đoạn. Theo hắn nhớ hình như đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm bộ phim, ấn tượng Lưu Tam Tỷ, cũng là trong năm 2003-04, thời gian cụ thể hắn không nhớ nổi. Nhưng hắn nhớ rõ bộ phim này khiến Quế Lâm trở thành điểm nóng về du lịch. Quyển 13, chương 78. Vấn đề này đáng để cân nhắc. Nghe nói bộ phim này chẳng những khiến nơi diễn ra rất thu hút khu du lịch, còn đạt được hiệu quả kinh tế rất lớn. Sức ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế địa phương là khó có thể tưởng tượng. Quế Lâm trước vốn thiếu sức cạnh tranh nhưng sau bộ phim như được tiếp thêm sức mạnh, thay ra đổi thịt. Lời này có thể hơi quá nhưng đúng là do bộ phim kia đã rót luồng gió mới vào ngành du lịch Quế Lâm. Cũng không biết đoàn làm phim đã quyết định đến Quế Lâm diễn chưa? Nếu chưa thì Ninh Lăng hoàn toàn có thể đi trước một bước mời chào đoàn làm phim, như vậy sức ảnh hưởng của Ninh Lăng sẽ tăng vọt. Lỗ Năng có chút khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống, y không biết câu nói của mình sao lại động chạm thần kinh của đối phương. Đối phương rõ ràng đang suy nghĩ nên Lỗ Năng chỉ có thể ngậm miệng đợi hắn suy nghĩ xong rồi mới nói tiếp. Hiệu suất làm việc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rất nhanh, ngày thứ hai sau khi hội nghị thường vụ tỉnh ủy kết thúc đã bắt đầu đi theo trình tự. Cũng may Lỗ Năng đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở nên chỉ cần được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy duyệt qua một chút là xong,
không cần quá nhiều trình tự như đề bạt lên làm cấp phó giám đốc sở. Lỗ Năng cũng thông qua quan hệ trên tỉnh mà biết lần này đấu tranh rất mạnh. Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh đấu lần cuối khiến các vị thường vụ mở rộng tầm mắt. Đồng thời cũng có rất nhiều tin đồn truyền ra chứ thực tế biết tình hình chỉ là do các vị thường vụ ngồi đó mới biết mà thôi. Các vị thường vụ đương nhiên không nhàm chán tiết lộ chuyện này, cùng lắm nói vài ba câu mà thôi. Có 4 thành phố, thị xã đề nghị tỉnh ủy cân nhắc tình hình thực tế mà chấp nhận đề cử cán bộ địa phương, nhưng có 2 nơi bị tỉnh ủy bác bỏ, chỉ có 2 nơi được thông qua. Lỗ Năng vì vậy mới biết được Triệu Quốc Đống tuyệt đối có quan hệ rất mạnh ở tỉnh. Chỉ riêng Qua Tĩnh ở việc này đã đấu khẩu với Yến Nhiên Thiên và mình được thuận lợi thông qua, điều này cũng có nghĩa bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu ủng hộ ý kiến của Qua Tĩnh. Có phải vì công việc hay không thì Lỗ Năng cảm thấy chỉ có thể nói là do lãnh đạo cảm nhận như thế nào. Bí thư tỉnh ủy cảm thấy Triệu Quốc Đống làm tốt ở Ninh Lăng, phù hợp với ý đồ thì anh muốn đề cử ai cũng có thể chấp nhận. Lỗ Năng không có nhiều thời gian suy nghĩ. Ninh Lăng tranh thủ được quyền đề cử chức trưởng ban tuyên giáo nên ngay hôm sau hội nghị thường vụ đã thông qua Lỗ Năng làm trưởng ban tuyên giáo, cũng bằng cách nhanh nhất trình hồ sơ lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Sau đó chỉ còn lại một trình tự, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đồng ý Lỗ Năng làm trưởng ban tuyên giáo thị ủy Ninh Lăng, sau đó hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua là xong. Lão Lỗ, tôi nghe nói hình như Quế Lâm làm ra một sân khấu kịch ly giang, chính là vì bộ phim Lưu Tam Tỷ kia. Bọn họ muốn kết hợp bộ phim này để tạo ấn tượng về du lịch của Quế Lâm, anh có biết tin này không? Triệu Quốc Đống cuối cùng đã nhớ được một việc, mặc dù rất mơ hồ nhưng cũng còn biết chút ít. Ngài nói là sân khấu kịch ở Quế Lâm, tôi đương nhiên biết, mùa hè năm 2000 lúc ấy đã tiến hành khánh thành, làm rất lớn. Sau đó nghe nói vì vấn đề tài chính, nhà đầu tư và chính quyền địa phương không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên mãi làm cho nhà hát này hoạt động cầm chừng. Lúc ấy cũng có tranh luận nên để nhà hát tự thân phát triển hay là chính quyền địa phương ủng hộ thì cũng có tranh luận. Lỗ Năng suy nghĩ rất nhanh rồi nói. Không có tiền thì đúng là khó làm được gì. Đương nhiên hạng mục như vậy cũng phải đầu tư tầm vài chục triệu, không chừng còn lên đến 100 triệu. Đương nhiên nhà đầu tư cũng phải cân nhắc rõ ràng xem có nên tin lời chính quyền địa phương là hạng mục nhất định thành công hay không. Đừng có mà học các nơi rồi xây dựng ra và không thể khai thác được. Lỗ Năng cân nhắc có phải là bí thư Triệu muốn học việc này không? Y hít sâu một hơi nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt. Ừ, xác định rõ mục tiêu, kế hoạch là cả vấn đề. Tài chính lại càng là điều quan trọng nhất, việc kinh doanh cũng cần phải tính đến sự mạo hiểm của nhà đầu tư. Nếu chính quyền vận động thì phải dồn nhiều tài chính vào, có thể tạo được bao hiệu quả, thu được bao tài chính về cũng cần tính toán. Đây không phải mấy ngành sản xuất là có sản phẩm ngay được. Nó cần khu du lịch đến xem, nếu bọn họ không tới thì anh đúng là phí công vô ích. Triệu Quốc Đống nói làm cho tim Lỗ Năng đang treo trên cây thoáng cái buông xuống. Y sợ Triệu Quốc Đống nóng đầu, không tính đến tính mạo hiểm rồi yêu cầu chính quyền phụ trách việc này, vậy nó sẽ là cơn ác mộng về phiêu lưu tài chính. Có lẽ hắn không sao nhưng tiền đồ chính trị của hắn cũng phải dừng lại. Lỗ Năng không biết Triệu Quốc Đống thực ra cũng muốn làm như vậy nhưng là muốn đoạt việc quay phim ở Quế Lâm. Việc này lúc đầu sẽ tạo chấn động mạnh nhưng về sau nó sẽ chìm đi. Đúng thế bí thư Triệu, công việc này mang tính mạo hiểm cao. Nếu không có đội ngũ diễn viên tốt thì không nên tính tới. Dù là chính quyền có dư giả tài chính thì việc đầu tư hơn 100 triệu như vậy cũng là khá mạo hiểm. Lỗ Năng vội vàng nói. Lão Lỗ, tôi sao thấy anh có phải đang muốn nhắc tôi không nên thử mạo hiểm ở việc này không? Triệu Quốc Đống cười nói. Không phải anh vừa muốn quay một bộ phim tài liệu giới thiệu Ninh Lăng chúng ta với thế giới sao? Sao nói đến việc này anh lại sợ vậu? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Lỗ Năng. Lỗ Năng đổ mồ hôi, điều này sao có thể so sánh? Quay bộ phim tài liệu tốn bao tiền, còn làm một sân khấu kịch như Quế Lâm thì mất bao tiền? Thấy Lỗ Năng không nói gì, Triệu Quốc Đống cười phá lên. Lão Lỗ, một việc phải chia làm hai mà nhìn nhận. Cũng không chỉ nên thấy mạo hiểm mà không dám đi tới, cũng không thể mù quáng vì thấy lợi ích, tất cả đều phải căn cứ tình hình thực tế mà làm. Chẳng qua tôi thấy ý tưởng này khá tốt, anh về có thể xem xét, đi hỏi xem bên Quế Lâm định làm gì. Nếu bây giờ bọn họ vẫn đang còn tranh luận thì chúng ta có thể ra tay trước mời đoàn làm phim đến Ninh Lăng. Lỗ Năng cười khổ một tiếng. Y không phải không ủng hộ phát triển ngành công nghiệp không khói này. Nhưng đây không phải việc đầu mà nó liên quan tới nhiều mặt. Tài chính là một việc, vận động cũng rất phức tạp.
bây giờ y mới lên làm trưởng ban thư ký đã phải giơ cao ngọn cờ này, y đúng là có chút không nhịn được. Bí thư Triệu, sợ là chúng ta nên thận trọng một chút. Ngành du lịch văn hóa của Ninh Lăng chúng ta mới khởi bước. Nói thật cả Ninh Lăng chỉ có khu du lịch Hoa Lâm là có chút danh tiếng. Còn về phần khu dân cư nội thành Tây Giang và thành cổ Thổ Thành ít người biết, công viên rừng quốc gia ở Cô Lỗ Câu mới bắt đầu được khai thác, nếu mạo muội đầu tư lớn thì tôi lo hiệu quả sẽ khiến ngài rất thất vọng. Lỗ Năng gần như cắn chặt răng nói, y vừa lên chức mà đã làm gián đoạn hứng thú của bí thư thị ủy thì dù là ai cũng phải suy nghĩ. Nhưng y không thể nói như vậy. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười nói, tôi cũng không phải nói chính quyền sẽ phụ trách chính việc này. Bây giờ thị xã có rất nhiều khoản dùng tới tiền, mà theo lời anh nói đầu tư vào mảng này ít nhất cũng trên 100 triệu, thị xã lấy đâu ra nhiều tiền thế. Thị trường dược quân sợ là sẽ lập tức chửi tôi. Ý của tôi là đi theo hướng kinh doanh, đương nhiên chúng ta cũng có thể tính nhiều phương án, chẳng qua có một điều phải khẳng định là tài chính thị xã không đầu tư vào đây. Lỗ Năng thở phào nhẹ nhõm, không cần thị xã bỏ tiền ra thì đơn giản hơn nhiều. Nếu như là theo hướng kinh doanh thì sẽ là kêu gọi nhà đầu tư, bọn họ lãi lỗ là việc của bọn họ. Đương nhiên trong câu của Bí thư Triệu là còn tính phương án khác, nhưng nó tốt hơn là chính quyền bỏ tiền ra. Bí thư Triệu, bên Quế Lâm còn không kinh doanh việc này tốt, Ninh Lăng chúng ta có thể không? Lỗ Năng vẫn phải nhắc vài câu, sự nổi tiếng về du lịch ở hai nơi hiện nay vẫn còn chênh nhau quá nhiều. Việc do người, hơn nữa anh cũng không phải nói Ninh Lăng chính là báu vật trong núi. Phải tìm cách để cho người bên ngoài biết chứ. Quyển 13, chương 79. Những đợt nắng gắt cuối thu vẫn đang từ từ phát huy hết uy lực, tháng 10 là một tháng cực kỳ bận rộn, các sắp xếp 3 tháng trước đều được thu hoạch vào tháng 9, sau 2 tuần nhậm chức trưởng ban tuyên giáo thị ủy thì Lỗ Năng mới được bổ nhiệm vào thường vụ thị ủy, chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng gì cả. Thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã lại điều chỉnh phân công một lần nữa. Tuy rằng hội nghị đại hội đại biểu nhân dân khóa mới phải sang năm mới bắt đầu nhưng bất kể là ai cũng đều hiểu rõ với cục diện trước mắt thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể thay đổi, mà ai nắm giữ loại công tác nào về cơ bản cũng đã định. Công ty đầu tư đô thị tuy rằng mới lập nhưng chẳng khác nào ngé con không sợ hổ cả, hành động một cách hung hăng, nhất là khi tinh lực của Trúc Văn Khôi lại chủ yếu đặt vào nơi này. Việc xây dựng khu Giang Đông và xây dựng cầu chính đã bắt đầu được khởi động toàn diện. Hạng mục tu sửa và bảo hộ thành cổ Thổ Thành và dân cư Tây Giang đã chính thức được xếp vào công trình trọng điểm của chính quyền, phải cố gắng trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia trong năm nay, sang năm sẽ bắt đầu trình tự đề cử di sản văn hóa thế giới. Lấy lời của Triệu Quốc Đống mà nói thì cạnh tranh hiện nay không phải cuộc thi chạy giữa thỏ và rùa, chạy vững vàng nhưng chậm như rùa cũng không được, mà chạy điên cuồng rồi nghỉ tạm như thỏ cũng không được, phải phi ngựa một cách thích hợp, duy trì liên tục thì mới có thể không bị lạc hậu so với thời đại. Nếu không thế thì sẽ càng bị các thành thị anh em khác ở trong tỉnh cách xa hơn. Dược quân, 7 ngày nghỉ quốc khánh này có khả năng chỉ có anh vất vả rồi. Tôi phải tới Bắc Kinh một chuyến, xa cách hơn nửa năm nên nhớ vợ lắm. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân vừa đi vừa nói vui. Ha ha, đúng là xa cách thắng tân hôn, mùi vị này đúng là đặc biệt, không sao cả, anh cứ đi đi, chuyện bên này cũng không còn bận gì cả, tất cả đều vào khuôn khổ cả rồi. Tâm trạng của Trung Dược Quân cũng rất tốt, Triệu Quốc Đống ủy quyền nhiều cho hắn, cho dù là đề xuất một vài quan điểm bất đồng thì cũng đều lựa lúc chỉ có hai người để trao đổi ý kiến chứ không hề tỏ sự không nhất trí trước mặt người ngoài. Hơn nữa hắn cũng phải thừa nhận người này có nhiều quan điểm mới mẻ và độc đáo trong nhiều chuyện, khác hẳn với người thường. Ngay cả trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch thành thị mà hắn vẫn tự cho là kiêu ngạo và am hiểu nhất thì cũng có cảm giác mới mẻ với mấy ý tưởng mà đối phương đề xuất. Tựa như việc đưa núi Diệu Phong và hồ Diệu Hồ thành một khu công viên cây xanh, không thể không nói đây là một khoản kinh phí lớn, chiếm diện tích 9 km vuông, không tiến hành xây dựng mà nhét toàn bộ vào hệ thống sinh thái vào trong thành thị. Chỉ riêng việc làm được điều này cũng đã không dễ dàng gì, sau vài năm chỉ sợ sẽ trở thành tấc đất tấc vàng, có thể kiên trì ý này thì quan trọng là phải có nghị lực quyết đoán mới được. Đương nhiên cũng không phải quan điểm nào hai người đều hoàn toàn nhất trí. Ví dụ việc đưa khu dân cư Tây Giang và thành cổ Thổ Thành tạo danh tiếng cho Ninh Lăng thì Triệu Quốc Đống đề xuất lợi dụng phong cảnh sơn thủy để nâng cao địa vị thị xã văn hóa du lịch của Ninh Lăng lên. Về điểm này thì tuy Trung Dược Quân tán thành nhưng cũng không đồng ý với phương thức triển khai. Phương thức này tốn rất nhiều chi phí, đến cuối cùng có thể mang lại nhiều hiệu quả và lợi ích đáng để nghiên cứu cho sản nghiệp văn hóa du lịch của địa phương cũng cần suy nghĩ. Nhưng Triệu Quốc Đống lại kiên trì với ý tưởng này.
Cũng may Triệu Quốc Đống vẫn đồng ý chính quyền không chiếm địa vị chủ đạo trong này mà nên áp dụng hình thức thương mại để hoạt động nên mới bình ổn được tranh chấp giữa hai người. Chỉ cần thị xã không phải chi tiền thì Trung Dược Quân cũng không để ý nhà đầu tư nào nguyện ý đến làm, nhưng nội tâm của hắn vẫn không cho là đúng. Ừ, Như Hoài tìm anh sao? Có phải là nói khách sạn 3 sao có khả năng không thể ở khu Hà Nam bọn họ hay không, muốn tới khu Giang Đông mới à? Triệu Quốc Đống cười hỏi. Ôi, còn không phải như vậy sao, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, tôi biết nói như thế nào. Khu Giang Đông cũng chỉ vừa mới bắt đầu, tôi tiếp xúc được một chút nên đề nghị bọn họ tốt nhất là xây ở khu Hà Nam mới. Tôi cũng nói cho bọn họ biết lúc xây dựng xong cây cầu chính thì sẽ bắt đầu xây cầu giữa khu Hà Nam và Giang Đông, nhưng bọn họ vẫn có phần do dự. Khi nhắc tới chuyện này thì Trung Dược Quân khá tức giận. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là tức giận, dù sao muốn xây dựng khu Giang Đông thì không mất 1-2 năm là không được, hơn nữa còn phải có thời gian để tích tụ nhân khí, mà người ta có thể đợi anh 2-3 năm sao. Hạ tầng cơ sở khu Hà Nam đều có quy mô đơn giản, đất đai sẵn có, chỉ cần khởi công, ngày xây xong cũng chính là ngày khai trương, đối với nhà đầu tư xây dựng khách sạn thì cũng cần phải tính toán. Ừ, như vậy là tốt nhất, tránh cho Như Hoài đến Tây Giang lại có cảm giác thị xã chúng ta cố ý đâm đao sau lưng hủy chỗ dựa của y, trong lòng lại nguội lạnh. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Nhận được tin tức lúc này thì e là thị trưởng Trung lại cảm thấy ấm áp như được tắm gió xuân vậy. Trung Dược Quân cũng mỉm cười, dường như là ngẫm nghĩ điều gì đó nên ngừng lại một chút rồi mới nói. Bí thư Triệu, vị trí chủ tịch quận Tây Giang cũng không nên để trống quá lâu. Tôi thấy Hạ Đồng khó có thể đảm nhiệm trọng trách này, ngài cảm thấy Cổ Bình Nguyên thế nào? Lão Cổ. Cổ Bình Nguyên là phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban xây dựng thị xã, lần này coi như đã lập được công lao to lớn trong việc quy hoạch xây dựng thành thị, tạo được ấn tượng khá tốt với Triệu Quốc Đống, người này có quan hệ khá thân thiết với Trung Dược Quân trong nhiều năm. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút, hắn vẫn luôn suy xét về vấn đề chọn người làm chủ tịch quận Tây Giang. Nếu nói về kinh nghiệm thì Tiếu Chiêu Quý cũng đủ nhưng vì do công tác trong thời gian dài ở hệ thống tổ chức nên không quá quen với công tác hành chính bên chính quyền, nhất là phụ trách quận Tây Giang này, với lại tuổi người này cũng khá cao. Lão Tiếu cũng đã tới chỗ hắn thăm dò ý tứ nhưng Triệu Quốc Đống lại không tỏ thái độ nên cũng khá biết điều không đến hỏi nhiều. Thấy Triệu Quốc Đống không lên tiếng làm tim Trung Dược Quân đập thình thịch. Hắn biết mình có hơi đường đột nhưng đã mấy lần Cổ Bình Nguyên thổ lộ ý tứ muốn xuống dưới rèn luyện ngay trước mặt mình. Nhất là khi Tông Kiến xảy ra chuyện thì tâm trạng lại càng cấp thiết hơn, trong lúc vô tình hắn cũng đã đề cập qua với Tiêu Phượng Minh cũng trả lời thẳng thắn rằng chỉ cần mình phải trao đổi ý kiến trực tiếp với Triệu Quốc Đống, nếu bí thư Triệu mà không có ý kiến thì tất cả đều không có vấn đề. Quyền nhân sự chủ yếu trên thị xã về cơ bản đều nằm trong tay Triệu Quốc Đống, nhất là một vị trí trọng yếu như chủ tịch quận Tây Giang này, nếu như không có được cái gật đầu của Triệu Quốc Đống thì khỏi phải nghĩ làm gì. Trung Dược Quân vẫn luôn tìm một cơ hội thích hợp để mở miệng nên hôm nay gặp dịp nói ra, nhưng thấy Triệu Quốc Đống trầm ngâm không nói thì Trung Dược Quân lại có hơi hối hận, nếu mà bị phản đối thì mình biết giấu mặt vào đâu đây. Cần phải tìm một phương thức ổn thỏa hơn mới được. Triệu Quốc Đống cũng đang suy nghĩ xem Cổ Bình Nguyên này có thích hợp đảm nhiệm làm chủ tịch quận Tây Giang hay không, Cổ Bình Nguyên có năng lực nhưng do công tác quá lâu trong hệ thống xây dựng nên thiếu kinh nghiệm đảm đương địa phương. Cũng may năng lực của bí thư quận ủy Lưu Như Hoài khá toàn diện. Chỉ có điều Hạ Đồng cần phải điều chỉnh thích hợp một chút. Trong thời gian này Trung Dược Quân phối hợp với mình rất ăn ý, Cổ Bình Nguyên cũng không phải kẻ có tài trí bình thường, mọi người đều biết Cổ Bình Nguyên rất được Trung Dược Quân tín nhiệm, nhân tình này nhất định phải cấp, nếu không Trung Dược Quân khó mà nắm được cái vòng tròn thị trường này. Lão Cổ khá được, nguyên tắc của tôi là đồng ý nếu Hạ quyết tâm. Triệu Quốc Đống đồng ý một cách sảng khoái. Hãy nói qua với Phượng Minh một tiếng. Đợi sau lễ quốc khánh thì đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy đi. Phó bí thư huyện ủy kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Phong Đình cũng đã để trống lâu rồi, mấy lần bí thư kiếm dân cũng đã nhắc tôi phải nhanh chóng bố trí. Đến lúc đó chúng ta mở cuộc họp hội ý để nghiên cứu một chút. Trung Dược Quân vui mừng quá đỗi, không ngờ Triệu Quốc Đống lại đồng ý đề cử của mình một cách dứt khoát như thế, thậm chí là sảng khoái khiến cho hắn bất ngờ. Đúng, hai vị trí ở Phong Đình cũng đã để trống lâu rồi. Điều này cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với công tác, việc này nên nghiên cứu một chút. Triệu Quốc Đống vẫn luôn nghĩ về vấn đề nhân sự nội bộ, tuy rằng bộ máy cấp thị xã về cơ bản đã ổn định. Điều chỉnh nhân sự bộ máy cấp huyện và một vài cơ quan trực thuộc thị xã cũng đã được đưa lên chương trình nghị sự,
Lục Kiếm Dân và Tiêu Phượng Minh đều đề cập qua với hắn về việc cuối năm phải đối mặt với một vài thay đổi nhân sự, nhắc nhở Triệu Quốc Đống phải nhanh chóng suy xét, nghiên cứu. Bí thư huyện ủy Phong Đình là Tạ Ba đã ngồi ở vị trí này được 6, 7 năm rồi, hơn nữa kinh tế Phong Đình chẳng những không có nhiều khởi sắc mà địa vị ngày càng sa sút. Khi Hoàng Lăng còn tại nhiệm thì không quá coi trọng phát triển kinh tế huyện, cho nên mặc kệ Phong Đình tuột dốc. Triệu Quốc Đống đến được mấy tháng thì nghĩ rằng nhất định phải điều chỉnh toàn bộ. Tiến hành thay máu bộ máy huyện ủy Phong Đình là điều kiện để thúc đẩy nền kinh tế một huyện đang dần dần sa xuống đáy có thể khởi sắc. Lúc đầu Triệu Quốc Đống có ý để Ngụy Hiểu Lam đến Phong Đình làm bí thư nhưng Vương Bá Đào gặp chuyện đã làm rối loạn sắp xếp của hắn, vì thế không thể không đưa Ngụy Hiểu Lam đến Thổ Thành làm bí thư huyện ủy. Hiện giờ để ai đảm nhiệm bí thư huyện ủy Phong Đình cũng là một nan đề, ít nhất bây giờ Triệu Quốc Đống cũng chưa có ý tưởng hay. Cuối năm thì Hoàng Côn gần như sẽ tới Đại hội đại biểu nhân dân thị xã đảm nhiệm phó chủ nhiệm, Đường Diệu Văn hẳn là có thể tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy Hoa Lâm, nhưng chọn người vào vị trí chủ tịch huyện cũng rất trọng yếu, không suy xét trước là không được. Kinh tế của Hoa Lâm đã tiếp cận với Tây Giang, hơn nữa với đà tăng tốc trước mắt thì nếu Tây Giang mà không có hành động gì lớn để thay đổi thì 2-3 năm sau cũng huyện Hoa Lâm có thể sẽ vượt qua Tây Giang để trở thành một huyện có nền kinh tế đứng đầu. Mấy năm nay cái tên Hoàng Côn này chỉ toàn dập theo khuôn cũ, hơn nữa Đường Diệu Văn cũng chỉ mải miết làm việc, kinh tế Hoa Lâm mặc dù có không ít điểm sáng mới nhưng hai ngành công nghiệp lớn là thực phẩm và chế biến ra lại vững bước phát triển. Cộng thêm ngành du lịch đã kéo được các ngành sản xuất thủ công nghiệp như chạm khắc gỗ, thạch điêu, hàng mây tre, phát triển, có không ít nông dân các xã, trấn xung quanh khu du lịch làm giàu từ các ngành này, về cơ bản ba ngành công nghiệp này đã kéo kinh tế cả Hoa Lâm lên. Cho đến hiện tại ở huyện Hoa Lâm vẫn luôn khen ngợi thời La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đã gây dựng được nền móng tốt, nhất là việc dùng tài sản tham gia cùng với công ty khai phát khu dư lâm núi Hốt Luân, về sau chuyển đổi thành công ty cổ phần Tinh Lãng để đưa lên thị trường chứng khoán, mỗi năm đều có thể thu được khoản hoa hồng khổng lồ khiến tài chính Hoa Lâm càng thêm dư giả. Hơn nữa khoản tiền vốn đã tăng hơn chục lần so với lúc đầu tham gia cổ phần, có thể nói là một con gà mái đẻ trứng vàng. Quyển 13, chương 80. Vấn đề nhân sự vĩnh viễn là vấn đề trung tâm cấp thiết nhất với cán bộ cao cấp thị xã, là nền tảng để phát triển kinh tế thịnh vượng từ đó thúc đẩy dân sinh sự nghiệp, hay nói cách khác thì xét đến cùng đều phải được chứng thực trên người cán bộ. Chỉ có cán bộ tài năng mới có thể quán triệt tất cả quyết sách, sử dụng một cách phù hợp với khẩu vị của mình, có thể hiểu được ý nghĩ của mình, cán bộ có thể quán triệt được ý đồ của mình. Đây là cách sử dụng cơ bản nhất của một người đứng đầu. Nếu một người đứng đầu không thể nắm giữ quyền dùng người một cách hợp lý thì đó là một người lãnh đạo thất bại, mà có thể nói rằng người nắm giữ được cách dùng người thì là một bí thư thị ủy đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn không phải là đủ tư cách, anh nắm giữ quyền dùng người nhưng lại không biết dùng tốt quyền lực này thì chỉ là đạt tiêu chuẩn chứ chưa đủ tư cách. Chỉ có người nào biết cách dùng người để thúc đẩy địa phương phát triển thì mới là đủ tư cách. Đương nhiên có rất ít những người ưu tú được người đủ tư cách nhìn chúng. Đó vừa phải là những người có thể quán triệt được ý đồ dùng người của mình vừa có thể phát huy đầy đủ tác dụng của bản thân, biết xử lý thành thạo để trở thành một trợ thủ tốt cho mình, ví như quan hệ giữa thị trường, phó bí thư, trưởng ban tổ chức cán bộ, phải làm sao thể hiện được dân chủ và tập trung đúng mức. Ngay cả lúc đang bay từ An Đô tới Bắc Kinh thì Triệu Quốc Đống cũng vẫn cân nhắc về vấn đề nhân sự của thị xã. Trước khi đi hắn cũng đã trao đổi ý kiến với Tiêu Phượng Minh. Bảo y nên bắt đầu suy xét vấn đề điều chỉnh bộ máy huyện ủy Phong Đình, cùng với việc chọn người làm bí thư quận ủy Đông Giang và chủ tịch huyện Hoa Lâm. Bí thư quận ủy Đông Giang là Du Đức Thọ vốn là chủ tịch quận Ninh Lăng trước khi Ninh Lăng được lên cấp, sau được đảm nhiệm bí thư quận ủy, chưa từng thay đổi. Đây cũng là một bí thư hiếm có trong toàn thị xã kể từ khi thành lập chưa bị động tới, ngay cả đợt lũ lụt càn quét các chủ tịch quận thì hắn cũng chỉ bị xử phạt. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng thấy kinh ngạc vì mình đã đi rồi trở lại mà người này vẫn ngồi yên được ở cái ghế bí thư quận ủy Đông Giang này, đúng là dù có Thương Hải Tang Điền thì chỉ có tên này bất biến. Tình hình quận Đông Giang và huyện Phong Đình y hệt nhau, chẳng qua chủ tịch quận phải sang năm mới xuống, tuổi Du Đức Thọ cũng đã cao, thành tích không rõ ràng. Quận Đông Giang ở trong tay hắn không hề khởi sắc, một quận trực thuộc thị xã có điều kiện tốt như vậy không ngờ lại luân lạc ngang với mấy huyện như Phong Đình, Thương Hóa. Chỉ riêng biểu hiện này là đã phải nghĩ rồi, giờ tuổi cao lại cũng không có ý tưởng hay năng lực gì thì điều chỉnh cũng là tất nhiên. Tiêu Phượng Minh cũng hỏi chọn người vào vị trí chủ tịch quận Tây Giang, Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng biết Trung Dược Quân đã trao đổi với Tiêu Phượng Minh, chỉ cần mình khẳng định thái độ thì chuyện còn lại sẽ do Tiêu Phượng Minh lo.
Ý của Triệu Quốc Đống là tuyển cử trước nhiệm kỳ mới trước năm mới, về cơ bản là xác định bộ máy lãnh đạo chủ yếu toàn thị xã, để bộ máy lần này có thể có hoàn cảnh ổn định thực sự làm công tác. Là lừa hay là ngựa thì đều phải bỏ ra để đi, sức chiến đấu của bộ máy mạnh hay yếu, năng lực tác phong của lãnh đạo chủ yếu, hắn cũng muốn quan sát một lượt, người tài lên, người nào kẻ kém phải loại bỏ, nhất định phải làm nghiêm túc, những kẻ phân biệt đối xử, ngồi không ăn bám thì nên dần rút khỏi vũ đài lịch sử. Khi Triệu Quốc Đống đặt chân tới Bắc Kinh thì đã hơn 7 giờ tối, Lưu Nhược Đồng lái chiếc ô tô tới đón, nàng về nước trước Triệu Quốc Đống một ngày, sau một ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên trông khí sắc và tinh thần đều rất tốt. Hai người đều có rất ít cơ hội sử dụng chiếc ô tô này, đi nhiều năm mà công tơ mét cũng chưa đến 20.000 km, có điều nhờ bảo dưỡng tốt nên tiếng điều hòa và động cơ đều rất êm. Khí hậu ở Bắc Kinh vào tháng 10 là dễ chịu nhất, tuần lễ vàng quốc khánh ở đây cũng là nơi mà du khách cả nước hướng tới. Từ dòng người hối hả ở sân bay quốc tế là có thể cảm nhận được lữ khách đến từ khắp nơi đều rất phấn chấn, bọn họ đều mong chờ tuần lễ vàng này có thể mang đến những kỷ niệm tốt đẹp cho mình. Lưu Nhược Đồng lái ô tô rời khỏi sân bay rồi phóng với tốc độ cao trên đường cao tốc. Lần này trở về được bao lâu? Triệu Quốc Đống ngồi ở ghế bên có thể nhìn đôi má thanh tú của Lưu Nhược Đồng, dù dưới ánh sáng chạng vạng nhưng vẫn điềm tĩnh, khoan thai. Em có ở lâu cũng không ảnh hưởng đến công tác của anh mà. Đúng ra thì em phải hỏi dịp quốc khánh này anh có thể nghỉ được bao lâu mới phải. Lưu Nhược Đồng mỉm cười. Anh, anh được nghỉ 4, 5 ngày. Triệu Quốc Đống cũng cười cười, cảm giác hờ hững do xa cách lâu ngày giữa hai người nhờ hai câu này đã được xóa tan đi. Nghỉ ngơi và hồi phục, thời gian này anh quá mệt mỏi. Em nghe Tứ Tỷ nói, anh trở về Ninh Lăng phải làm ra được thành tích mà lãnh đạo tỉnh An Nguyên giao cho đúng không? Có phải là cảm thấy rất áp lực phải không? Lưu Nhược Đồng hơi nhếch miệng, dã tâm trời sinh của Triệu Quốc Đống đã đến lúc được bộc lộ. Theo lý thuyết làm Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Bộ Năng lượng cũng là một con đường có tiền đồ tốt đẹp, đồng thời ở một nơi thâm sâu như Bắc Kinh lại thông qua Lưu gia thì có thể hấp thu không ít, chất dinh dưỡng, bồi dưỡng cho bản thân, chịu đựng rèn luyện vài năm, tích tụ tài nguyên thì tối thiểu trước 35 tuổi cũng có thể xuống địa phương nào đó ở phía đông công tác, lúc đó hẳn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại muốn trở lại chốn cũ để tranh đấu. Cô chưa từng tới Ninh Lăng nhưng nghe nói còn kém hơn Hoài Hóa rất nhiều, một người quen ở một đô thị lớn cùng với cảnh tượng phát đạt ở Duyên Hải phía đông như nàng thì rất khó tưởng tượng được sao Triệu Quốc Đống lại lưu luyến mãi ở một nơi kém hơn cả Hoài Hóa như thế. Trong mắt nàng thì Hoài Hóa đã là một địa phương nông thôn chân chính rồi, một nơi còn khốn cùng hơn cả Hoài Hóa thì đúng là vùng khỉ ho cỏ gáy. Công tác ở nơi nào mà chẳng có áp lực. Nếu em muốn ngồi ở một vị trí nào đó và làm được thành tích, muốn làm được chuyện gì đó thật sự thì không thể nói không có áp lực được. Bộ năng lượng cũng thế mà Ninh Lăng cũng vậy, không có khác biệt gì quá lớn, mấu chốt là trong mỗi giai đoạn của cuộc đời thì bản thân mỗi người biết suy tính để thể hiện được giải trí của mình ứng với từng vị trí. Triệu Quốc Đống nhoẻn miệng cười nhìn Lưu Nhược Đồng. Cũng giống như em vậy, không phải em cũng lựa chọn sự nghiệp của mình mà không oán trách hay hối hận gì sao? Anh nghĩ chúng ta đều cùng thuộc một loại người. Lưu Nhược Đồng lặng lẽ gật đầu, Triệu Quốc Đống nói không sai, mình và hắn đều cùng một kiểu người, đó chính là sẵn sàng hy sinh ở những phương diện khác hòng làm được việc mà mình muốn làm, nhưng mình là vì một niềm tin cao cả, còn hắn thì sao? Theo như lời Tứ Tỷ nói thì hắn đích xác là một người có dã tâm kết hợp với quyết đoán và tài năng, một người như vậy thì tiền đồ chính trị không thể đo được, nhưng mục tiêu của người này là gì? Những điều hắn làm thực sự là vì khát vọng muốn quốc gia hoặc là một địa phương được phồn vinh, phát triển hay chỉ là làm vì muốn tô điểm cho con đường thăng tiến của hắn? Sự lựa chọn của em là căn cứ vào những hiểu biết của em với thế giới này, căn cứ vào lòng yêu nước, còn anh? Lời của Lưu Nhược Đồng như gió thoảng truyền tới tai Triệu Quốc Đống, lời này nghe ra thì dường như có vẻ lạnh nhạt, dí dỏm nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể cảm nhận được sự chấp nhất và kiên quyết của đối phương. Suy nghĩ một chút. Triệu Quốc Đống hướng ánh mắt về cảnh đêm ngoài cửa kính. Anh cũng như vậy, có lẽ anh thích hưởng thụ cuộc sống, hoặc có lẽ anh còn có những ham muốn khác, nhưng tôi vĩnh viễn luôn hy vọng được làm bất cứ chuyện gì vì quốc gia. Lưu Nhược Đồng khá kinh ngạc vì không ngờ đối phương có thể nghe được lời tự nhủ lý nhí của mình, mà điều càng khiến nàng ngạc nhiên hơn là đối phương có thể nói ra lời quả quyết như vậy. Dường như cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Lưu Nhược Đồng nên Triệu Quốc Đống thản nhiên cười cười. Ở cương vị khác nhau thì đều có thể lập được những công trạng khác nhau. Em cũng như thế mà tôi cũng vậy, có lẽ quan niệm bề ngoài thì không giống nhau nhưng anh nghĩ chúng ta đều có chung một mục tiêu là đủ rồi.
Trong xe có vẻ khá im lặng, dường như hai người đều đang cẩn thận cảm ngộ những gì vừa mới bộc lộ. Nhân sinh vốn cũng rất phức tạp, anh không thể dùng một hệ thống đơn thuần, yếu ớt để đối ứng với mỗi người. Mỗi một cá nhân đều là một thể đa diện với đủ sắc thái không ngừng biến ảo. Tựa như các nhân vật trong lịch sử vậy, Trương Cư Chính hiển nhiên là một danh tướng nhưng sinh hoạt cá nhân thì lại khiến người đời khinh thường, Tần Thủy Hoàng bạo ngược vô đạo nhưng lại là người khai sáng một đại đế quốc, có tác dụng to lớn không thể thay thế đối với sự xuất hiện của Trung Quốc. Khang, Càn ám chỉ Khang Hy, Càn Long, được xưng là thế hệ hưng thịnh cũng không phải là đầu sỏ gây nên đà tuột dốc của đại quốc luôn dẫn đầu hơn 5.000 năm sao. Những điều này đều rất khó dùng vài lời để nói rõ ràng được, Triệu Quốc Đống cũng giống như Lưu Nhược Đồng, chỉ cần nắm chắc được cái cốt lõi trong đó là đủ rồi. Khá thú vị, tạo cho em cảm giác rất sâu sắc. Lưu Nhược Đồng cười tươi rói. Hôm qua về nhà em gặp Trầm Đông Chiêu, y còn hỏi kỳ lễ quốc khánh này anh có trở về hay không, y nói mình rất nhớ việc vừa uống rượu vừa tâm sự với anh. Ha ha, uống rượu tâm sự, loại cảm giác này cũng lâu rồi anh chưa hưởng thụ lại. Cũng được, tìm một cơ hội gặp mặt đi. Triệu Quốc Đống có hơi cảm khái, lần này trở về Bắc Kinh là do hắn có ý tưởng. Bệnh sắc sắp bùng nổ, chiến tranh ở Y, rắc là không thể tránh được, làm thế nào để chuyện này có ích đây? Nếu nói chỉ dựa vào lực lượng trong tay mình hiện giờ thì căn bản là không đủ, nếu như có thể ảnh hưởng đến Thái Chính Dương, Ninh Pháp, thậm chí Lục Kiến Bang thì có lẽ còn có khả năng. Đương nhiên mình cũng có thể thông qua người vợ trước mặt cùng với đám người Trầm Đông Chiêu để gây ảnh hưởng, dù chỉ là ảnh hưởng nhỏ thì cũng phải xem có thể khiến con chiến hạm đi lệch khỏi quỹ đạo lịch sử chút nào hay không. Tiếc nuối lớn nhất của đời người cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, hiển nhiên nếu đối mặt với con sóng lớn ở trước mặt thì sẽ có vô số kỳ ngộ chờ đón, nhìn như tay có thể chạm tới rồi lại chỉ có thể vỗ tay thở dài, bản thân mình chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ từ từ mất đi thì cái tư vị này đúng là rất khó chịu. Bất kể như thế nào cũng phải thử xem, đây chính là số mệnh của mình, cho dù bị người khác chế giễu vô ích thì cũng phải thử một lần. Quyển 13, chương 81. Trầm Đông Chiêu nổi danh không giống như những người đàn ông khác vì nhờ làm chồng của cán bộ cao cấp, cũng không phải bởi vì hắn nắm rõ tình hình xu thế quốc tế hiện nay, thậm chí cũng không phải vì những trình bày và phân tích kinh điển trong nghiên cứu chiến lược châu Á của hắn mà chỉ vì trực giác. Hắn luôn thể hiện mình là một người đàn ông có năng lực cảm nhận nhạy bén vượt quá mức bình thường, bất kể là thời sự chính trị hàng ngày hay là phán đoán sự kiện cụ thể thì đều có thể nói trúng hạch tâm, chỉ ra được điểm mấu chốt. Đây cũng không phải đơn giản chỉ nhờ một hệ thống tình báo trợ giúp, có một lần Trầm Đông Chiêu cho rằng Lưu Nhược Đồng có thân phận đặc thù, tuy nhiên Lưu Nhược Đồng trên danh nghĩa là tùy viên quân sự của Bộ Ngoại giao nhưng ai cũng biết nhân vật như vậy thì đại biểu cho cái gì. Kỳ thật đó chính là quân tình báo được quân đội cài vào trong đại sứ quán, đương nhiên bọn họ cũng không có trách nhiệm chấp hành nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ ở một chỗ tổng hợp, phân tích các tin tức tình báo thu thập được. Nhưng rồi hắn nhanh chóng phủ định lại phán đoán lúc ban đầu của mình, không nói tới những yêu cầu kỷ luật đặc biệt trong ngành của Lưu Nhược Đồng, mà ngay cả trong mấy lần giao lưu tâm tình thì Trầm Đông Chiêu và Triệu Quốc Đống đều nhận thấy rất nhiều việc không phải mảng tình báo hạn hẹp mà Lưu Nhược Đồng phụ trách có thể bao trùm được. Có những thứ sai lệch với phạm trù công tác của Lưu Nhược Đồng. Mặc dù ngay cả bản thân Lưu Nhược Đồng cũng chưa chắc đã có khả năng lý giải và thấu triệt sâu sắc đến như vậy nhưng Triệu Quốc Đống lại có thể dùng một câu nói để vạch trần. Điều này quả thực khiến Trầm Đông Chiêu có phần hoài nghi người này liệu có phải ở cơ quan đặc biệt nào hay không nhưng sau khi tìm hiểu thông qua một vài quan hệ thì không thể không gạt bỏ đi. Nhờ giấc mơ nên Triệu Quốc Đống cũng biết không ít tình hình chính trị quân sự đương thời mà nhiều người thời này không rõ. Rất nhiều tin tức quân sự nhan nhản trên Internet hàng ngày trong mơ nếu đưa ra vào lúc này thì đều có thể trở thành những tin kinh thiên động địa. Đương nhiên những tin tức vụn vặt thì Triệu Quốc Đống cũng không nhớ được bao nhiêu, ngoại trừ mấy sự kiện lớn siêu cấp thì hắn còn miễn cưỡng nhớ chứ những tin khác thì cái được cái mất. Trầm Đông Chiêu có cảm giác người này xuống địa phương có mấy tháng mà sự trầm ổn tăng mạnh nhưng sự linh hoạt, nhạy bén thì không giảm chút nào mà lại càng ẩn giấu sâu kín hơn. Hai người đã nhiều lần tâm sự với nhau. Hắn cực kỳ hứng thú đối với vị cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng này, lúc nào cũng hy vọng có thể khai thác được nhiều điều từ đối phương. Vậy mà không ngờ đang ở thời khắc mấu chốt thì người này lại đột ngột xuống dưới địa phương, điều này quả thực khiến hắn không thể tưởng tượng được. Theo hắn thấy thì với tầm mắt và năng lực của Triệu Quốc Đống thì chỉ ở lại bộ năng lượng thêm mài giũa thêm vài năm là hoàn toàn có đủ tư cách lên vị trí cao cấp, nhất là còn có Lưu gia hỗ trợ thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Lên cấp phó bộ ngồi thêm vài năm rồi xuống địa phương lần nữa thì dù có là phó chủ tịch tỉnh cũng dễ như trở bàn tay. Vậy mà giờ hắn xuống địa phương mà nghe nói là một nơi hoang vu,
mà ở trong cái thời đại tất cả lấy việc kiến thiết kinh tế làm trung tâm, nếu anh muốn nhảy vọt lên thì phải đưa ra được thành tích thực tế, mà ở địa phương có điều kiện kém thì anh muốn làm ra được chiến tích sẽ không dễ dàng như vậy. Điều kiện khách quan sẽ hạn chế anh phát huy năng lực chứ cũng không phải anh muốn như thế nào thì có thể đạt tới như ý anh, làm không tốt sẽ phải lăn lộn tới vài địa phương khác, so với ở lại bộ năng lượng thì kém xa. Theo Trầm Đông Chiêu thấy thì tốt xấu gì Triệu Quốc Đống cũng có thể đi cùng với Thái Chính Dương, quan hệ giữa Thái Chính Dương và Triệu Quốc Đống cũng không phải là bí mật gì người khác không nhận ra, ở trong mắt bọn họ thì lại càng không. Cậu cảm thấy nước Mỹ đã xác định đánh Iraq. Vấn đề cũng không có gì chắc trở nhưng Trầm Đông Chiêu cảm thấy dường như đối phương rất chắc chắn, thậm chí ngay cả thời gian cũng đều có thể tính toán nắm chắc. Xác định đánh cũng không có gì đáng để tham thảo, chắc chắn các anh đều có nghiên cứu hàng ngày. Kết quả này không phải vấn đề mà vấn đề ở chỗ là nước Mỹ có thể tung bom đạn được bao lâu, tra xét rồi đàm phán thì đều là thủ đoạn che mắt. Người nước Mỹ thực chất chẳng hề muốn tra xa vũ khí sát thương quy mô lớn cái gì cả mà bởi vì cơ bản là cũng không có thứ đó, hoặc là dù có thì chỉ cần sớm có chế tài trong thập niên này là đủ tan thành mây khói rồi. Hiện tại cái mà nước Mỹ cần chính là tìm được một chỗ đứng ở vùng Trung Đông rồi từ đó bảo đảm được quyền khống chế tuyệt đối trung tâm cung cấp dầu mỏ. Không muốn để tổ chức OPEC hôm nay thét cái này, ngày mai kêu cái khác một cách tùy ý. Lúc thì cắt giảm sản lượng, lúc thì sản xuất giới hạn, nếu không thì cũng là kêu gào người Palestine, chỉ đơn giản như vậy, tiêu diệt Iraq chỉ là giết gà dọa khỉ. Ai dám gây khó dễ với Uncle Sam thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Andy, Uncle Sam ám chỉ nước Mỹ, US. Để biết thêm chi tiết xin xem http://vi.wikipedia.org/wiki/chu-sam. Nếu có được Iraq làm căn cứ địa khi cần thiết thì con khỉ Iran mà không nghe lời thì hắn có thể giết luôn con khỉ đó. Đây cũng không phải là đề tài mới mẻ gì, thái độ của nước Mỹ với Iraq càng ngày càng mạnh và cứng rắn, liên tục thay đổi biện pháp gây sức ép với Iraq. Nếu anh không thỏa mãn thì chứng tỏ trong lòng anh có điều gì đó mờ ám. Nếu anh hài lòng thì phải để mặc cho người Mỹ đi ỉa đi đái trong nhà của anh, lệnh trừng phạt trong vòng 10 năm thì một Trung Đông cường quốc cũng sẽ biến thành ma bệnh. Tới lúc đó người Mỹ lại chẳng nhân cơ hội đến chiếm tiện nghi hay sao, lão Bush con thực sự không làm uổng phí mối quan hệ tốt đẹp với đám buôn súng ống và đạn dược. Ý cậu nói là nước Mỹ cũng muốn động tới Iran sao? Trầm Đông Chiêu nói với giọng như không tin. Không, mấu chốt là ở chỗ hành động của người Mỹ ở Iraq sẽ có kết quả như thế nào? Đây mới là quan trọng. Nếu sau khi chiếm lĩnh được Iraq thì có thể sẽ xử lý thành công vấn đề nội bộ của Iraq, biến Iraq nghe lời giống như Hàn Quốc, Nhật Bản, vậy thì Iran mới nguy hiểm. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Đương nhiên việc này sẽ rất khó. Nước Mỹ muốn giải quyết Iraq thì rất đơn giản nhưng nếu muốn hoàn toàn bãi bình quốc gia này thì e là mưu trí và thao lược của bọn họ còn kém một chút. Cậu cảm thấy nước Mỹ sẽ chiếm lĩnh Iraq? Trầm Đông Chiêu khá khiếp sợ. Hắn biết rõ Triệu Quốc Đống không phải là người ăn nói lung tung. Người nước Mỹ luôn miệng nói rằng vì vũ khí sát thương quy mô lớn thì đương nhiên không có ai cho là thật. Nhưng nếu đóng quân trường kỳ rồi chiếm lĩnh thì dường như không phù hợp với tác phong của nước Mỹ. Kể từ sau chiến tranh Triều Tiên thì nước Mỹ đã không đưa quân đội của mình đến đóng quân ở một nước đang trong tình trạng chiến tranh cả. Đông Chiêu ca, rất nhiều chuyện không phải bất biến, đứng trước lợi ích thì liệu có ai có thể không nhìn hay không? Tài nguyên dầu mỏ bên trong Iraq hiện đều bị một mình Iraq khống chế, một khi Saddam bị đánh ngã thì anh có cho rằng người Mỹ không động tâm trước khối thịt béo mập như vậy hay không, vậy thì vì sao bọn họ lại đến đây? Triệu Quốc Đống cười cười. Chia cắt là tất nhiên, quan trọng là người Mỹ có làm được hay không? Hai người lại thảo luận xem nước Mỹ sẽ dùng phương thức gì để giải quyết Iraq, Saddam có thể duy trì được bao lâu? Tranh luận về mấy vấn đề này rất lâu. Tuy rằng Triệu Quốc Đống không thể thuyết phục được Trầm Đông Chiêu nhưng hắn lại đưa ra rất nhiều quan điểm khiến Trầm Đông Chiêu cảm thấy mới mẻ và độc đáo. Còn Triệu Quốc Đống cũng đưa ra những kiến nghị mà tranh thủ thời gian viết được đưa cho Trầm Đông Chiêu, chỉ nói đây là một vài ý tưởng của mình. Mặc dù biết rõ việc này nhất định sẽ dẫn tới một vài phiền toái không cần thiết nhưng Triệu Quốc Đống cũng không quản nhiều. Triệu Quốc Đống không biết những quan điểm và ý kiến vụn vặt từ trong ký ức của mình có thể cung cấp cho bọn Trầm Đông Chiêu bao nhiêu cảm hứng. Sau khi Mỹ chính thức rút lính tác chiến khỏi Iraq thì nhiều bài viết trên Internet đã tổng kết được nhiều kinh nghiệm có giá trị to lớn. Những thứ này còn phải đợi tự nhóm Trầm Đông Chiêu suy xét, hắn cũng chỉ có thể làm được như thế này thôi. Việc trao đổi với Lưu Nhược Đồng gần như cũng chỉ xoay quanh điều này, điều khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy kinh ngạc chính là Lưu Nhược Đồng không ngờ lại thuyên chuyển công tác,
giờ về nước nghỉ ngơi cũng chính là để chuẩn bị tới chỗ khác làm, khó trách khẩu khí của cô nàng lại cổ quái như vậy. Từ Kazakhstan tới Iran, điều này làm cho Triệu Quốc Đống vừa kinh ngạc vừa tò mò, hắn thật không ngờ Lưu Nhược Đồng biết nói tiếng Ba Tư đơn giản, tuy chỉ là tiếng phổ thông nhưng điều này cũng thật không đơn giản. Càng ngày Triệu Quốc Đống càng cảm thấy hứng thú với thân phận thực sự của Lưu Nhược Đồng, theo Triệu Quốc Đống thấy thì đổi tới Iran chắc chắn là biểu hiện của việc thăng chức. Nhất là hiện nay nước Mỹ sắp gây chiến tranh ở Iraq thì có thể đi tới mấy quốc gia, ủng hộ khủng bố, như Iran và Iraq thì đã chứng tỏ được tín nhiệm của tổ chức với anh. Trong lúc tham thảo thì Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống không thể tránh khỏi xoay quanh chủ đề nước Mỹ có khả năng sẽ áp dụng tiến công quân sự đối với Iraq, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại cứ luôn sửa chữa quan điểm này của nhóm người Lưu Nhược Đồng. Đây không phải là tấn công quân sự mà là chiến tranh thực sự, một cuộc chiến tranh xâm lược hoàn toàn, chứ không phải nhẹ nhàng bâng quơ như hồi chiến tranh vùng vịnh năm xưa. Đây hoàn toàn cuộc chiến tranh muốn tiêu diệt, phá hủy hoàn toàn để khống chế, chiếm lĩnh, nếu nhìn không thấu điểm này thì rất nhiều vấn đề sẽ thất sách. Đối với những tin tức và quan điểm mà Triệu Quốc Đống đưa ra thì Lưu Nhược Đồng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, rõ ràng là nàng hiểu rõ và chính xác về những tin này hơn so với bọn Trầm Đông Chiêu. Nàng không thể tưởng tượng được Triệu Quốc Đống một người nghiệp dự với tình hình chính trị, quân sự đương thời lại biết những tin mà hắn không có khả năng biết được. Rất nhiều cái mà ngay cả bọn Trầm Đông Chiêu cũng không có khả năng biết được. Nhưng bất kể như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng cung cấp không ít điều mới mẻ cho Lưu Nhược Đồng. Đối với một người sắp tới Iran nhậm chức như Lưu Nhược Đồng mà nói thì đây chắc chắn là một sự trợ giúp rất lớn, điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến một vài phân tích, phán đoán trong công tác của Lưu Nhược Đồng. Triệu Quốc Đống không biết những cố gắng của mình về phương diện này có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, cũng có lúc hắn thậm chí còn ảo tưởng rằng nếu như mình là người lãnh đạo số một của quốc gia thì nên làm như nào mới tốt, ít nhất ở nhiều vấn đề thì mình đều. Nếu như nói về mấy vấn đề này thì Triệu Quốc Đống có cảm giác mình dù có dùng hết khả năng cũng chưa chắc có được bao nhiêu giá trị, nhưng ở một vài phương diện khác thì Triệu Quốc Đống cảm giác mình vẫn có thể tạo ra được một ít ảnh hưởng hữu ích. Tỷ như trong phạm vi bộ năng lượng thì trợ giúp đất nước dự trữ dầu mỏ và dầu thô. Đương nhiên điều này còn quyết định bởi sức ảnh hưởng và lực chi phối của mình, quy kết lại đó chính là thực lực. Quyển 13, chương 8-12. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Thái Chánh Dương cũng chú ý đến vấn đề này. Giai đoạn một trụ sở dự trữ dầu khí sắp khánh thành, đang lục tục chuẩn bị đưa dầu vào. Đây cũng là hành động quan trọng nhất của Thái Chánh Dương ở cương vị Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Giai đoạn 1 khánh thành và xây dựng giai đoạn 2 đều được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Thái Chánh Dương. Cùng lúc đó Bộ Năng lượng cũng lấy ý kiến thúc đẩy chính quyền các địa phương thành lập hệ thống dự trữ dầu địa phương, đảm bảo khi việc cung cấp thiếu thì có thể hỗ trợ Trung ương. Ý kiến này được một vài tỉnh duyên hải tiêu tốn nhiều dầu khí áp dụng. 6 tỉnh đã bắt đầu dự trữ, chẳng qua quy mô không quá lớn. Nó phân biệt nằm ở Thiên Tân, Ninh Ba, Chu Sơn, Huệ Châu, Thanh Đảo. Giai đoạn 2 sẽ thêm vài tỉnh như Lan Châu, Cam Túc, Xuân Thành, Điền Nam, Vạn Châu, Trùng Khánh, Cẩm Châu, tỉnh Liêu, Khâm Châu, tỉnh Quế cũng bắt đầu xin phép được xây dựng. Triệu Quốc Đống cũng nói chuyện với Thái Chánh Dương về việc giá dầu thô sắp tới sẽ thay đổi lớn khi Mỹ tấn công Iraq, điều này làm Thái Chánh Dương hiểu bây giờ phải nhanh chóng dự trữ dầu thô. Vì vậy yêu cầu 6 trụ sở lớn kia hoàn thành việc dự trữ chiến lược bằng cách trình văn bản xin Quốc vụ viện ra quyết định, có lẽ sẽ nhanh chóng được phê chuẩn. Tranh thủ tiến hành dự trữ trong 3 tháng, Triệu Quốc Đống nghe vậy mới có chút yên tâm. Trước mắt Bộ Năng lượng nắm giữ năng lực rất lớn, Thái Chánh Dương cũng đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống, yêu cầu các tập đoàn, công ty lớn về dầu khí Trung Quốc bắt tay vào hành động dự trữ chiến lược dầu khí của quốc gia. Căn cứ tình hình thực tế của quốc gia mà tăng việc nhập khẩu dầu. Đồng thời Bộ cũng gửi văn bản xuống Sở Năng lượng các tỉnh, yêu cầu các tỉnh làm tốt việc chuẩn bị đề phòng tình hình thế giới có biến động khiến giá dầu tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Triệu Quốc Đống cũng vui mừng vì việc này. 6 trụ sở dự trữ chiến lược kia được xây dựng xong sớm hơn so với những thứ hắn biết nhiều. Ít nhất có thể giảm được một khoản tiền không hề nhỏ khi chiến tranh Iraq diễn ra. Khi đó giá dầu thô từ trên 20 USD tăng vọt lên thành 40 USD một thùng. Vấn đề dầu thô sẽ đắt lên thì Triệu Quốc Đống ngoài việc nói với Thái Chánh Dương ra, hắn cũng không nghĩ đến việc tự mình thực hiện. Mặc dù công ty năng lượng quốc toàn đã có năng lực chơi nhỏ ở chuyện này nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy không có tác dụng mấy. Thứ nhất do năng lượng quốc toàn đang trong quá trình mở rộng quy mô nên không có nhiều tài chính dồn vào mảng này, mặc dù việc này sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
nhưng hắn thật ra đã đưa tin này cho Lưu Kiều, xem cô và bạn của cô có hứng thú hay không. Về phần cô có tin hay không lại là việc khác. Thái Chánh Dương rất bận rộn, đại hội đảng sắp diễn ra, Thái Chánh Dương làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng ngoài việc là ủy viên Trung ương đảng ra thì cũng gặp phải vấn đề lớn là sắp tới sẽ đi đâu. Đối với Thái Chánh Dương mà nói đây là bước rất quan trọng. Về bệnh xác, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ xem có thể tìm được biện pháp thích hợp giải quyết hay không. Ngoài việc hắn yêu cầu Trường Xuyên tăng cường nghiên cứu bệnh dịch, hắn đúng là không biết mình nên làm như thế nào khác. Bây giờ hắn nhảy ra kêu gào thì có lẽ ngoài việc bị gọi là thằng điên ra thì không có chút thu hoạch gì. Triệu Quốc Đống gọi điện đúng lúc Trường Xuyên đang có mặt ở lễ ký kết thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng, Điền Nam. Công ty dược Thương Lãng bỏ ra 40 triệu thành lập cơ sở tảo đinh ốc ở vùng biển Lệ Giang, chủ yếu sản xuất tảo đinh ốc thiên nhiên. Đây là bước thứ hai trong lĩnh vực sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Thương Lãng. Cùng lúc đó Trường Xuyên lại bay tới Vũ Hán để tham gia lễ khai trương cửa hàng tiêu thụ của công ty dược Thương Lãng, dự tính đến cuối năm 2002 sẽ mở cửa hàng tiêu thụ ở khắp các thành phố lớn trong cả nước. Cuối năm 2003 sẽ có trên 500 cửa hàng. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Trường Xuyên lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Thương Lãng tích lũy 2 năm cuối cùng đã bộc phát. Công ty kinh doanh dược Thương Lãng là công ty phụ trách việc tiêu thụ dược phẩm của công ty mẹ, công ty dược Thương Lãng, trụ sở chính nằm ở Thượng Hải. Nhờ quan hệ của công ty thì đến năm 2005, cửa hàng của công ty đạt đến 1.000, mở rộng ra tất cả các thành phố trong cả nước, hơn nữa còn muốn tiến quân đến các thị xã. Đây là hành động rất lớn trong mảng dược của Trường Xuyên. Cũng là quyết định trọng đại sau hơn 2 năm ấp ủ của bọn họ. Bây giờ ngành kinh doanh nước suối đang gặp cạnh tranh rất nóng bỏng, muốn chiếm thị phần của người khác là không dễ. Nhưng ngành dược lại phát triển rất mạnh, lợi nhuận càng lúc càng tăng lên, lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô. Tảo đinh ốc thiên nhiên được coi là sản phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất thế kỷ 21, rất được chào đón ở châu Âu, Mỹ, trong nước cũng dần sử dụng nhiều sản phẩm này. Nhưng nơi sản xuất loại tảo này có hạn. Trong nước chỉ có vùng biển Điền Nam là có, mà tảo đinh ốc nhân tạo đương nhiên không thể có tác dụng bằng tảo tự nhiên. Cho nên khi ra điều này thì công ty dược Thương Lãng nhận liền rất quyết đoán thỏa thuận với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam về việc thành lập khu sản xuất tảo đinh ốc tự nhiên ở tỉnh, cũng tránh cho vùng biển Điền Nam bị phá vỡ vì khai thác không có kế hoạch. Thương Lãng cũng bỏ ra 10 triệu hỗ trợ chính quyền địa phương Lệ Giang, Điền Nam để bảo vệ hoàn cảnh vùng biển nơi đây, điều này làm chính quyền địa phương rất chào đón. Ít nhất chưa từng có công ty nào chưa xây dựng đã quyên tiền bảo vệ môi trường cho địa phương như vậy. Tiến vào mảng này cũng là bước đi rất quan trọng của Thương Lãng. Bởi vì do mảng sản phẩm bảo vệ sức khỏe không ngừng mở rộng trong lĩnh vực dược của tập đoàn, khiến cho sản phẩm của ngành dược càng thêm phong phú. Vì thế để cho ngành dược phát triển sâu rộng hơn nữa, tập đoàn liền cảm thấy việc khống chế nguyên liệu là con đường tất yếu cần đi. Từ năm 2001, Tập đoàn Thương Lãng đã ủy thác công ty điều tra các đô thị lớn của cả nước, hiểu rõ tình hình phân bố các điểm bán hàng của công ty cạnh tranh, sau đó chuẩn bị thành lập cửa hàng. Sau hơn 5 nghiên cứu, cuối cùng Tập đoàn Thương Lãng đã quyết định nhanh chóng tiến vào mảng này, đảm bảo sự phát triển càng thêm mạnh mẽ của dược Thương Lãng. Triệu Quốc Đống bảo cần nghiên cứu thêm việc miễn dịch và điều trị làm cho Trường Xuyên rất khó hiểu. Ông anh mình sao lại có suy nghĩ này? Dược Thương Lãng hợp tác với Đại học Y khoa Thượng Hải gần đây đã nghiên cứu ra một loại thuốc tân dược chữa trị bệnh về máu, ông anh lại đột nhiên nói là muốn nghiên cứu về mảng dịch bệnh, nói chung chung như vậy làm Trường Xuyên đúng là không biết ra tay từ đâu. Trường Xuyên thậm chí còn không rõ sao ông anh mình lại đưa ra yêu cầu này. Nghiên cứu không phải nói một câu là xong, dù là có mục tiêu cụ thể cũng không phải một hai ngày là thấy hiệu quả. Chẳng qua lời Triệu Quốc Đống nói, Trường Xuyên luôn tin tưởng. Y dự định xem có thời gian sẽ hỏi ông anh một câu, xem ông anh có ý gì. Với lực lượng nghiên cứu hiện nay của dược Thương Lãng, Trường Xuyên khá tự hào. Sau mấy năm tích lũy, với việc giữ ổn định tăng trưởng cao và đầu tư lớn vào mảng nghiên cứu, Trường Xuyên tin dược Thương Lãng nếu nói mình đứng thứ hai trong ngành dược toàn quốc thì không ai dám nói đứng thứ nhất. Đây chính là tôn chỉ mà Triệu Quốc Đống đã đưa ra với Trường Xuyên. Thực ra sau khi Triệu Quốc Đống gọi điện cho Trường Xuyên, hắn liền thấy mình hơi loạn. Khi bệnh dịch chưa chính thức được phát hiện, mình sao có thể yêu cầu một công ty đột nhiên tiến hành nghiên cứu về vấn đề này, đúng là quá hoang đường. Chẳng qua trong mấy ngày ở Bắc Kinh, hắn vẫn luôn suy nghĩ xem nên đối phó với việc này như thế nào. Nếu nói chiến tranh Iraq hắn đúng là không thể có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi bệnh sát tàn phá đất nước mang lại ảnh hưởng quá lớn,
Triệu Quốc Đống cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải phát huy một phần lực lượng. Làm như thế nào để cho đảng ủy, chính quyền tỉnh Nam Việt nhanh chóng cảm thấy tính nghiêm trọng của việc này, làm như thế nào để trung ương, chính phủ thậm chí cả nước nhanh chóng cảm nhận mối nguy hại do xác mang tới là rất quan trọng. Có lẽ hắn cần thông qua nhiều con đường mà nhắc ở Nam Việt. Ninh Pháp chính là một cầu nối, về phần khác sợ rằng hắn không thể không lợi dụng mạng Internet để đưa tin. Quyển 13, chương 8-13. Triệu Vân Hải ở Dương Thành rất thoải mái. Mặc dù vất vả đến độ cả ngày làm đến tận tối mịt nhưng y lại thấy vui vẻ. Y tự gây dựng sự nghiệp, mặc dù tài sản là do mấy ông anh cho nhưng làm đều do tự tay y làm. Y đã làm quen với những anh em cùng chí hướng. Đây là điều Triệu Vân Hải vui vẻ nhất. Triệu Vân Hải cảm thấy mình đi con đường đúng đắn. Rèn luyện ở tập đoàn Thương Lãng lâu như vậy có giúp đỡ rất lớn đối với y khi bắt tay vào lĩnh vực mới. Nhưng nếu như y không bước ra thì mãi là kẻ không làm được trò trống gì, chỉ là kẻ ngồi làm trong công ty của hai ông anh mà thôi. Đó không phải cuộc sống của mình. Khi mình bán lại toàn bộ cổ phần của Thương Lãng, Triệu Vân Hải biết mình đã đi lên con đường không có đường lui, nhưng đó lại là con đường chông gai của y. Công ty do Triệu Vân Hải thành lập đã được công ty IDG và công ty đầu tư mạo hiểm hắn đang bỏ ra 12 triệu USD đầu tư vào. Thêm tài sản ban đầu do Triệu Vân Hải bỏ ra khiến cho công ty này đang phát triển cực nhanh trong lĩnh vực mạng. Có tài chính ủng hộ kết hợp với khái niệm về các tuyến du lịch Trung Quốc nên khiến công ty tăng tốc rất nhanh. Trang web do công ty quản lý cũng lập tức thành nơi nhiều người tham gia, cũng đang từng bước tiến tới niêm yết lên thị trường chứng khoán của NASDAQ, Mỹ, có lẽ sang năm sau sẽ thành công lên thị trường chứng khoán. Bây giờ Triệu Vân Hải đã không phải tập trung chính vào công ty Tiêu Diêu nữa. Công việc sau đây không phải nhà đầu tư như y phải làm. Có đội ngũ quản lý tốt thì công ty sẽ tiến vào thời kỳ phát triển, tác dụng của Triệu Vân Hải đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là mới đầu y chỉ rõ phương hướng cho bọn họ. Bây giờ chính là lúc y chờ thu thành quả. Trang tin tức, Thiên Hạ mới là điểm mà Triệu Vân Hải chú ý, mặc dù về nghiệp vụ chia làm hai mảng C2C, B2B. Khi lựa chọn B2B cùng C2C, Thiên Hạ cuối cùng có một phần lớn chọn C2C, một bộ phận nhỏ chọn B2B, quá tham lam cầu toàn thì chỉ có kết quả không thành công, vì thế phân rã là tất nhiên. Chỉ có một bộ phận nhỏ chọn B2B nhưng đó lại là mảng phát triển nhanh nhất. Có thể nói bọn họ chỉ tập trung vào đây, không phân tán tư tưởng sang điều khác khiến nó phát triển nhanh chóng. Đương nhiên Thiên Hạ C2C cũng không yếu thế, bọn họ cũng lấy thành tích xuất sắc để chứng minh lựa chọn của mình là chính xác. Bản thân Triệu Vân Hải không phải chuyên gia ở lĩnh vực mạng cho nên y chỉ chú tâm vào một việc đó tài chính. Biểu hiện hoàn hảo ở công ty Tiêu Giao khiến cho danh tiếng nhà đầu tư của y khá nổi ở lĩnh vực mạng. Bên cạnh y thậm chí còn có một nhóm đầu tư đang tìm kiếm cơ hội. Mỗi một khi xuất hiện điểm sáng, bọn họ liền liên hệ và phân tích xem có đáng để đầu tư hay không. Mà sự phát triển của Thiên Hạ là điều khiến nhiều nhà đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước thèm muốn. Dù đang đến thời kỳ mạng phát triển chậm đi đôi chút nhưng các nhà đầu tư cũng không hề e ngại. Triệu Vân Hải cảm thấy mình rất thích cuộc sống như vậy. Y học ngành pháp luật kinh tế nên càng thích cảm giác này. Cái mũi thính, ánh mắt nhạy bén, nhằm đúng thời cơ rồi lao tới, tiến vào cực nhanh sau đó chọn thời cơ thích hợp mà rời đi. Cảm giác thành công đó thật tuyệt vời. Triệu Vân Hải đã lâu không gọi điện cho anh cả. Thứ nhất do y quá bận, thứ hai do đại ca quá bận, xét cho cùng là hai bên đều bận. Đương nhiên không đến mức không có thời gian gọi điện, chẳng qua trong mắt hai người công việc là quan trọng hơn nên chỉ khi có việc lớn nên mới gọi. Đại ca gọi điện tới hỏi về tình hình phát triển của trang web tin tức Thiên Hạ, hơn nữa hỏi rất chi tiết làm Triệu Vân Hải rất ngạc nhiên. Hình như đại ca không quá quan tâm chuyện cụ thể mà chỉ là hỏi phương hướng phát triển sự nghiệp của mình thôi mà. Triệu Vân Hải cũng hỏi rõ đại ca có phải có yêu cầu đặc biệt gì không, nhưng đại ca lại không nói rõ. Cuối cùng chỉ là nói ở Ninh Lăng hy vọng trang web có thể giúp đỡ tuyên truyền cho Ninh Lăng. Việc này mà khiến đại ca gọi đến cho mình và nói chuyện một lúc lâu làm Triệu Vân Hải không quá tin. Đại ca hình như còn có chuyện gì đó nhưng lại không tiết lộ, điều này khiến Triệu Vân Hải rất buồn bực. Triệu Quốc Đống đúng là còn chưa có quyết định cụ thể. Chủ yếu là ở chỗ hắn không biết lúc nào bệnh xác mới bùng phát. Hắn chỉ biết nó xuất hiện ở Nam Việt nhưng tình hình cụ thể hắn hoàn toàn không biết. Cũng may trụ sở chính của trang web Thiên Hạ nằm ở Dương Thành, Triệu Quốc Đống hy vọng Triệu Vân Hải có thể nhanh chóng tìm được tin tức gì đó cho mình. Kỳ nghỉ này ở Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống thu hoạch không ít.
Quan hệ giữa hắn và Lưu Nhược Đồng đã lấy lại cảm giác nhẹ nhàng, điểm này làm hắn rất vui. Thuyết phục Thái Chánh Dương bắt đầu toàn diện khởi động kế hoạch dự trữ chiến lược dầu khí quốc gia cũng là việc vui vẻ. Chỉ từng đó đã đủ để quốc gia bớt tổn thất nhiều, dù sao hắn cũng là làm việc có lợi cho dân chúng, quốc gia. Hướng đi tiếp theo của Thái Chánh Dương về cơ bản đã rõ. Triệu Quốc Đống thậm chí cảm giác có lẽ Trung ương không đợi sau khi Đại hội Đảng tổ chức mới để Thái Chánh Dương từ chức Bộ trưởng Bộ Năng lượng, ít nhất khi nói chuyện với Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống cảm nhận được như vậy. Cũng không nằm ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương rất có thể đi đến tỉnh Điền Nam. Đây là vị trí rất quan trọng với nhiều dân tộc, nhất là khi Trung ương đẩy mạnh tầm quan trọng mối quan hệ với Myanmar thì địa vị của tỉnh này càng thêm quan trọng. Trung Quốc hợp tác với Myanmar xây dựng đường sắt, đường ống dẫn khí và quốc lộ nối liền nhau đều đi qua Điền Nam. Vì thế rất cần đảng ủy, chính quyền Điền Nam toàn lực ủng hộ. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Trung ương phái Thái Chánh Dương đến Điền Nam. Đồng thời kinh tế Điền Nam khá lạc hậu nên cũng cần Thái Chánh Dương đến thay đổi. Làm như thế nào để thực hiện phát triển kinh tế vừa nhanh vừa ổn định, đồng thời cũng phải làm cho cuộc sống dân chúng ở đây tăng lên, đó chính là kỳ vọng của Trung ương đối với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương cuối cùng đã được thỏa lòng mong ước đến làm bí thư tỉnh ủy một nơi, Triệu Quốc Đống cũng vui mừng cho y. Trụ cột Điền Nam mặc dù yếu nhưng hoàn cảnh tự nhiên và xã hội đều khá tốt. Nhất là Điền Nam có biên giới với Myanmar, Việt Nam, Lào, nếu có thể lợi dụng tốt thì Điền Nam sẽ là nơi giao thương chính của Trung Quốc với mấy nước kia. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và thấy nên trở lại thực tế. Thái Chánh Dương đi làm bí thư tỉnh ủy, mình còn ở một góc. Thoáng cái đã công tác được một khoảng thời gian không hề ngắn, nhìn qua thì hắn luôn thuận lợi nhưng chỉ hắn mới biết mình gặp được nhiều tính khiêu chiến. Từ Bộ Năng lượng về Ninh Lăng đúng như Lưu Thác nói. Khi từ Trung ương đến địa phương vẫn đặt chỉ tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu, nếu muốn lộ rõ lý lịch và địa vị của mình thì phải chú tâm vào phát triển kinh tế, các vấn đề khác chỉ là thuê hoa dệt gấm mà thôi. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Lưu Thác có suy nghĩ quá chính xác. Đảm bảo an sinh xã hội cũng tốt, chỉ tiêu cảm giác hạnh phúc cũng tốt, đô thị xanh cũng tốt, đó chỉ thực hiện được khi kinh tế phát triển. Ninh Lăng muốn phát triển, phải phát triển cực nhanh. Ngoài việc mấy hạng mục kia cần phải nhanh chóng tiến hành xây dựng xong còn cần tạo hoàn cảnh tốt, thành lập hoàn cảnh và không khí khiến các nhà đầu tư nghe tên tự đến, muốn cho các nhà đầu tư cảm thấy an toàn và yên tâm khi đầu tư vào Ninh Lăng, phải tiến thêm một bước tăng cường ý thức phục vụ. Hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc trước đó chỉ mới là bắt đầu, Ninh Lăng cần phải tiến thêm nữa. Quyển 13, chương 8-14. Vân Duệ cảm thấy tâm trạng sếp hôm nay tốt, trong hội nghị các công ty phi nhà nước buổi chiều nay. Sếp sẽ có bài phát biểu quan trọng. Đáng lẽ chiều sếp có lịch khác nhưng hình như vì hội nghị này mà thay đổi. Điều làm cho Lỗ Năng có chút kinh ngạc chính là sếp lại gặp Tôn Trường Phú nên mới tham gia hội nghị lần này. Phòng khách không ngừng vang lên tiếng cười sang sảng. Tham gia hội nghị này chỉ có sếp và thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Lỗ Năng. Vân Duệ nhìn nhận ngay ra vị tổng giám đốc Tôn kia có chút lo lắng, có lẽ cái danh người giàu nhất Ninh Lăng rơi vào đầu làm y không quen. Hay là do được bí thư thị ủy gọi vào nên lo lắng. Cuộc gặp cuối cùng đã xong, Vân Duệ đứng ở ngoài cửa thấy Tôn Trường Phú kia thở phào nhẹ nhõm, một bên gật đầu cúi người, một bên vội vàng không ngừng chào hai vị lãnh đạo. Vân Duệ dẫn Tôn Trường Phú xuống lầu, xe Mercedes, Ben 300 màu đen lặng lẽ dừng trước cửa. Vân Duệ rõ ràng thấy Tôn Trường Phú này lau mồ hôi trán rồi mới có thể ngồi thẳng được. Lỗ Năng cũng không hiểu nổi. Y không biết sao bí thư Triệu khi gặp Tôn Trường Phú lại gọi cả mình vào. Theo lý thuyết phải mời Vưu Liên Hương hoặc Lý Đại Phú mới đúng chứ. Thậm chí bí thư Triệu gặp Tôn Trường Phú cũng không cần ai đi cùng mới đúng. Nói chuyện nửa ngày, bí thư Triệu thường nói những câu cổ vũ, cũng hỏi tình hình phát triển của công ty rượu Ninh Lăng, nhất là rất quan tâm đến xu thế phát triển của công ty rượu Ninh Lăng trong năm nay. Lỗ Năng cũng không biết Tôn Trường Phú ở ngoài như thế nào mà gặp bí thư Triệu lại như một học sinh gặp thầy giáo vậy, không hề có khí thế của người giàu nhất Ninh Lăng, thậm chí còn có thể giống như người đàn ông lần đầu gặp phủ vậy, luôn vâng dạ. Điều này làm Lỗ Năng không hiểu sao tên này có đến 100 triệu tài sản. Lỗ Năng và Tôn Trường Phú mặc dù không nói quá quen nhưng theo y biết Tôn Trường Phú không đến mức hèn mọn như vậy mới đúng. Chỉ dựa vào hai công ty có trên vài trăm triệu thì tốt xấu gì cũng có thể ưỡn ngực chứ. Tôn Trường Phú lên xe mới thở dài một tiếng, trán và lưng đổ mồ hôi làm y cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả người phụ nữ bên cạnh cũng thấy sếp hôm nay có vẻ không đúng. Sao thế lão Tôn?
Không có gì. Tôn Trường Phú lắc đầu dựa vào ghế và nói. Không có gì mà trông anh như vậy sao, giống như vừa mới ra tù vậy. Người phụ nữ có chút không vui nói. Ra tù mẹ cô ấy. Tôn Trường Phú đột nhiên nổi giận. Cái mồm quả đen của cô không nói được câu dễ nghe nào à? Cút cho ông. Người phụ nữ không ngờ sếp bình thường luôn giữ vững bình tĩnh lại đột nhiên tức giận như vậy nên có chút sợ hãi không dám nói. Theo Tôn Trường Phú nhiều năm như vậy, cô biết Tôn Trường Phú rất ít khi nổi giận, nhưng đã nổi giận là có vấn đề thực sự. Tôn Trường Phú nhắm mắt lại, chuyện vừa nãy từ từ hiện ra trong đầu y. Người này không dễ chọc, cũng không thể chọc. Một lúc lâu sau Tôn Trường Phú mới vô thức nói một câu. Mẹ nó chứ, đi từ Nam đến Bắc mấy chục năm, gặp không ít người nhưng đúng là khu đất Ninh Lăng này có nhân tài, bảo sao còn trẻ như vậy đã làm bí thư thị ủy. Người phụ nữ có chút khó hiểu nhìn sếp, đây không phải câu nói không có nghĩa, cô chỉ biết sếp hình như rất e ngại bí thư thị ủy. Có cần như vậy không? Thời buổi này có tiền còn sợ ai, có chuyện gì mà tiền không giải quyết được? Triệu Quốc Đống đứng trước cửa sổ nhìn xe rời đi. Tôn Trường Phú này xem ra là người tỉnh táo và cẩn thận, cũng là người hiểu chuyện. Hắn chỉ mờ mịt gõ vài câu, Tôn Trường Phú đã hiểu là có chuyện gì. Cũng không phải ủy ban kỷ luật trong lúc nhất thời không tra ra vấn đề gì. Dù công ty rượu Ninh Lăng trắng như tờ giấy thì cũng không phải anh, Tôn Trường Phú có thể bình yên. Triệu Quốc Đống cũng cẩn thận hỏi qua ý kiến của Tôn Trường Phú về việc bị viện kiểm sát mời đến để giải trình về việc đưa tiền cho Tông Kiến. Tôn Trường Phú rất cứng miệng, ngoài mấy chứng cứ rõ ràng làm y không thể chối cãi ra, các vấn đề khác đều đùn đẩy hết, nhất là khi dính tới vấn đề tổn thất tài sản quốc gia liền ngậm miệng ăn tiền. Toàn Lực Trí rất có hứng thú với vụ án này. Mặc dù Lý Triều bị điều đi nhưng y đã làm người tự mình chỉ huy vụ án, thậm chí còn hai lần tự gặp mặt Tôn Trường Phú nhưng không thấy có hiệu quả mấy nên cuối cùng mới giao cho Lạc Dục Thành. Sau khi biết được tình hình, Triệu Quốc Đống cũng cho rằng vụ án này có lẽ không tiến triển thêm gì mấy, trừ khi việc định giá trước đây được xác nhận là có chuyện. Nhưng với tình hình hiện nay thì cũng không cho phép lật lại việc này, ngay cả viện kiểm sát cũng cho rằng việc này thiếu căn cứ. Nhưng Triệu Quốc Đống không cho rằng chuyện này cứ thế mà chìm đi. Hắn gần như có thể khẳng định Tôn Trường Phú và Chu Xuân Tú nhất định đã làm gì đó. Bởi vì mới đầu khi cải cách nhà máy rượu Ninh Lăng, Chu Xuân Tú kiên quyết phản đối, cho rằng hiệu quả kinh doanh của nhà máy tốt, không cần cải cách. Mà Triệu Quốc Đống cũng có thái độ ủng hộ. Nhưng kết quả sau đó nằm ngoài dự đoán của mọi người, Chu Xuân Tú thay đổi hẳn, nhiệt tình ủng hộ việc cải cách nhà máy rượu. Điều này không phải bởi vì Hoàng Lăng thuyết phục nên Chu Xuân Tú thay đổi, mà do chính bản thân Chu Xuân Tú. Sau khi Hoàng Lăng đến Ninh Lăng, Chu Xuân Tú vẫn kiên quyết phản đối việc cải cách nhà máy rượu, điểm này Triệu Quốc Đống nhớ rõ. Nhưng bây giờ đã quá lâu nên rất nhiều khó có thể tìm tòi rõ ràng. Cứ như vậy bỏ đó không phải tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Việc định giá nhà máy này là bao nhiêu thì khó nói nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy ít nhất cũng tầm trên 5 triệu. Tôn Trường Phú dễ dàng nhận được quyền khống chế cổ phần ở Ninh Lăng, hơn nữa trong 3 năm qua kinh doanh tốt như vậy. Điều này mặc dù có liên quan đến năng lực kinh doanh của y, nhưng cũng có quan hệ lớn đối với việc trụ cột công ty không kém. Điểm này chính bản thân Tôn Trường Phú đã thừa nhận. Triệu Quốc Đống cảm thấy cũng cần làm gì đó cho nên sau khi hội nghị kết thúc hắn đã mời Tôn Trường Phú ở lại nói chuyện. Hắn vừa tỏ vẻ quan tâm đến tình hình công ty, đồng thời cũng rất tự nhiên ám chỉ Tôn Trường Phú vài vấn đề. Triệu Quốc Đống cảm thấy người thông minh như Tôn Trường Phú nhất định sẽ hiểu rõ ý của mình. Lão Lỗ, tình hình bên Bắc Kinh thế nào rồi? Đã liên lạc, hôm kia tôi và thị trưởng Phù đã lên Bắc Kinh gặp mặt bọn họ. Công ty nghệ thuật ấn tượng sáng tạo Bắc Kinh có danh tiếng lớn, chúng tôi tới gặp đối phương, bọn họ cũng không dễ lộ tin gì. Điều này có lẽ do Ninh Lăng chúng ta bây giờ còn chưa có tiếng tăm. Lỗ Năng nói, hy vọng cuộc gặp mặt có thể đạt một chút hiệu quả. Nhưng công trình tu sửa của chúng ta vẫn tiến hành theo kế hoạch, không thể vì chuyện này mà gác lạc, điều này tôi đã sớm nói chuyện với Tây Giang cùng Thổ Thành. Ừ, việc tu sửa phải đảm bảo không bị ảnh hưởng gì, nhất định phải nghiêm khắc tiến hành theo ý kiến các chuyên gia, quyết không thể tự chủ trương làm ra thứ gì mới, đây là việc bảo vệ di sản văn hóa, không cho phép có thứ hiện đại tiến vào. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Trên Bắc Kinh thì anh chú tâm một chút, có gì cần có thể báo cáo với tôi. Tôi thấy nếu bên Quế Lâm chưa có động tĩnh gì thì đây chính là cơ hội của chúng ta. Bí thư Triệu, tôi nghĩ vấn đề khác thì không sao. Đám người Bắc Kinh kiêu rất kiêu căng nhưng đây là nền kinh tế thị trường, nói chính là hiệu quả, chỉ cần vấn đề tài chính có thể xác thực,
lại có lãi thì tôi nghĩ bọn họ không thể không chú ý. Ninh Lăng chúng ta cũng là nơi có tiếng mà. Lỗ Năng chớp mắt và nói. Chủ yếu nằm ở vấn đề tài chính, nhất là tài chính khởi động. Nếu chính quyền không đầu tư thì đúng là không biết lấy từ đâu ra. Ha ha, lão Lỗ, xe đến núi sẽ có đường, tôi nghĩ Ninh Lăng sẽ có không ít công ty có tư tưởng tốt, tính giác ngộ cao mà làm ra sự cống hiến cho thị xã. Anh cứ yên tâm. Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 13, chương 85. Ngày 14 tháng 8 năm 2002, Trung ương Đảng tiến hành Đại hội Đảng lần thứ 16 ở Bắc Kinh. Chủ đề đại hội chính là giơ cao lá cờ lý luận vĩ đại của Đặng Tiểu Bình, toàn diện thực hiện BEST ưu tưởng quan trọng, toàn diện xây dựng xã hội tiểu khang, đẩy nhanh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của Trung Quốc. Đại hội bầu ra 198 ủy viên Trung ương Đảng, 158 ủy viên dự khuyết, 121 ủy viên ủy ban kỷ luật. Ngày 15 tháng 11 năm 2002, Hội nghị ủy viên Trung ương Đảng lần thứ nhất khóa 16 trọng thể diễn ra tại Bắc Kinh, hội nghị bầu ra 24 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, 9 ủy viên thường trực Bộ Chính trị, cũng bầu Tổng Bí thư, Ban Bí thư. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng đọc công báo hội nghị trên Nhật báo An Nguyên, hắn cũng tham gia Đại hội Đảng lần thứ 16, chẳng qua hội nghị ủy viên Trung ương Đảng thì hắn chưa có tư cách tham gia. Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên nằm trong danh sách ủy viên Trung ương Đảng, đây là đương nhiên. Làm hai bí thư tỉnh ủy viên Trung ương là tất nhiên. Còn Ninh Pháp cũng đã chính thức thành một trong 25 ủy viên, làm bí thư tỉnh ủy Nam Việt, tỉnh lớn nhất về kinh tế của Trung Quốc, y không hề có gì phải lo lắng là mặc định được tiến vào Bộ Chính trị. Thái Chánh Dương sau Quốc Khánh đã từ chức Bộ trưởng Bộ Năng lượng, được bổ nhiệm chính thức làm bí thư tỉnh ủy Điền Nam. Trong đại hội đảng, y lấy tư cách trưởng đoàn đại biểu Điền Nam tới tham gia hội nghị. Quỹ đạo của lịch sử đã xuất hiện sai khác đôi chút, ít nhất nó đã bắt đầu từ mấy năm trước. Mặc dù biến hóa rất nhỏ này không ảnh hưởng đến hướng đi chung của lịch sử nhưng theo những nhân tố nhỏ không ngừng tích tụ cũng tạo thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng sẽ đến ngày phát huy được uy lực. Triệu Quốc Đống rất tin vào điều này. Đại hội đảng xác định phương châm, nguyên tắc với hàm nghĩa sâu rộng, còn cần một thời gian nữa nó mới có thể dùng các phương thức thích hợp truyền ra. Bây giờ bố cục nhân sự trong đảng về cơ bản đã được xác định, nhưng bên chính phủ thì còn phải đợi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào tháng 3 sang năm học mới xuất hiện. Nhưng điều này thực ra không phải gì là bí mật với Triệu Quốc Đống. Tin Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh sẽ đi cũng không còn là bí mật. Yến Nhiên Thiên nghe nói sẽ sắp lên làm phó trưởng ban thư ký kiêm phó chủ nhiệm hội trật tự an toàn xã hội, coi như lên một bậc. Làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy vui mừng chính là việc Qua Tĩnh vào danh sách ủy viên Trung ương Đảng, rất nhanh có tin truyền ra nói Qua Tĩnh sẽ lên làm phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nghe nói chị rất có thể thành Tổng cục trưởng Cục Điện ảnh Quốc gia. Đây có thể nói là bước tiến dài trong sự nghiệp của Qua Tĩnh. Triệu Quốc Đống đoán điều này cũng có liên quan đến Ninh Pháp. Mấy năm Ninh Pháp ở An Nguyên đã có quan hệ tốt Qua Tĩnh, đồng thời năng lực của Qua Tĩnh cũng đủ mạnh nên đã bước dài đến thế. Trong những người quen của Triệu Quốc Đống còn có Dương Thiên Minh. Y đã thôi chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, sau đó được làm Phó Hiệu trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đảng Trung ương, chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng. Bởi vì Dương Thiên Minh đã có khả năng dự đoán cơn lũ lớn năm 98, có biện pháp ứng phó kịp thời khiến lãnh đạo Trung ương có đánh giá cao về y. Vì thế Dương Thiên Minh giữ chức này cũng rất khiến người ta chú ý. Nhất là có không ít truyền thông nước ngoài chú ý đến quan chức vốn ít xuất hiện trên truyền hình như Dương Thiên Minh. Mà truyền thông trong nước cũng có một chuyên đề về những cán bộ từ An Nguyên đi ra. Cán bộ từ An Nguyên đi ra có hai người vào Bộ Chính trị gồm Ninh Pháp và Tô Giác Hoa. Đồng thời Tô Giác Hoa khóa trước đã làm tiểu thư, bí thư thành phố Thượng Hải, lần này lại nằm trong danh sách ủy viên Bộ Chính trị, có lời đồn sang khóa chính phủ mới y sẽ thành phó thủ tướng. Ngoài hai vị ủy viên Bộ Chính trị này ra, còn có 7 ủy viên Trung ương Đảng là cán bộ xuất phát ở An Nguyên. Ngoài hai vị bí thư, chủ tịch tỉnh An Nguyên ra, còn có bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Hải, Trương Nghiễm Lan, bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiềm Nam, Liễu Đạo Nguyên, bí thư tỉnh ủy tỉnh Điền Nam, Thái Chánh Dương, phó hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, Dương Thiên Minh và Qua Tĩnh. Đây là cán bộ từ An Nguyên đi ra trong 10 năm qua. Mặc dù chưa hẳn là cán bộ sinh ra và lớn lên ở An Nguyên, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đã làm rất tốt ở An Nguyên. Vì thế mới có thể phát triển lên thêm. Có thể nói An Nguyên đã trở thành một trụ sở quan trọng bồi dưỡng cán bộ. Cán bộ lãnh đạo từ An Nguyên đi ra đều thể hiện được năng lực của mình.
đặt báo lên bàn, Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài mà không khỏi thở dài một tiếng. Sống một đời phải làm được việc gì đó để không phụ với kiếp này. Đối với hắn mà nói 5 năm tới là 5 năm rất quan trọng đối với hắn. Trong 5 năm đó hắn sẽ làm được gì thì phải xem cách hắn làm như thế nào để lợi dụng những tri thức đã biết vào thực tế. Khi Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi Triệu Vân Hải xem bọn họ có nhận được tin phản ánh về chứng bệnh kỳ lạ gì không. Triệu Quốc Đống đột nhiên phát hiện giọng của Triệu Vân Hải có chút chần chừ làm tim hắn đập mạnh, đồng thời cũng thấy mình không thở nổi. Đây là lần thứ hai Triệu Quốc Đống nói chuyện này với Triệu Vân Hải. Anh, sao anh biết bọn em nhận được phản ánh này? Chẳng lẽ bên anh cũng có? Chẳng qua bên em cũng chưa nhận được tin tức chính xác, chỉ là nói bệnh nhân sốt cao không hạ, mà nghe nói người nằm ở phòng bên cũng lây bệnh. Triệu Vân Hải mới đầu không chú ý tới việc này vì cho rằng đó chỉ là bệnh bình thường. Nam Việt ở Duyên Hải, là tỉnh có kinh tế rất phức tạp, mỗi ngày có rất nhiều người qua lại nên mấy bệnh cảm, viêm phế quản, thậm chí HIV có nhiều cũng không là gì lạ. Nhưng lần thứ hai Triệu Quốc Đống gọi tới nói chuyện này làm Triệu Vân Hải rất ngạc nhiên. Hình như ông anh rất chú ý việc phòng dịch ở Nam Việt, chẳng lẽ nói Ninh Lăng cũng xuất hiện bệnh này và do người từ Nam Việt mang đến. Thật sự là như vậy sao? Triệu Quốc Đống cố gắng yêu cầu mình bình tĩnh lại, cuối cùng nó cũng tới. Mới kết thúc đại hội đảng chưa đầy tháng mà đã xuất hiện bệnh dịch này. Xem ra lời đồn bệnh xác giấu trong dân gian một thời gian nhưng không bị phát hiện ra cũng không phải là giả. Cái này có gì là thật hay không chứ anh? Bây giờ bệnh viện vẫn đang theo dõi. Có khi chỉ là bệnh cảm thì sao? Triệu Vân Hải rõ ràng nhận ra ông anh mình khác lạ. Y cũng không rõ sao lại như vậy, chỉ là lần trước Triệu Quốc Đống hỏi nên y cũng nhờ bạn bè tìm hiểu và biết được tin này. Trang web của các chú có đưa tin này không? Triệu Quốc Đống bây giờ biết mình cần phải tỉnh táo để cân nhắc biện pháp đối phó, chỉ dựa vào hắn chạy quanh hò hét sẽ không có bao tác dụng. Bây giờ chủ yếu là nằm ở chỗ khiến cho Nam Việt chú ý tới. Việc này cũng cần đưa lên sao ạ? Em sợ rằng không cần. Triệu Vân Hải có chút kinh ngạc nói. Anh sao thế, chuyện này cũng không hiếm gặp mà. Bệnh viện quan sát một thời gian và thấy bình thường, có chút chỉ là người mệt mỏi, có người bị bệnh từ trước nên mới vậy. Anh, có phải là bên anh có chuyện gì liên quan đến Nam Việt không? Triệu Vân Hải có chút không cho là đúng. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được Triệu Vân Hải không coi trọng, điều này cũng khó trách, trước khi chuyện chính thức phát sinh thì ai có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Vân Hải, chú đừng quản nhiều như vậy, anh chú ý nhất định là có lý của mình, anh đề nghị trang web các chú cần rất chú ý đến việc này. Bệnh này có khả năng lây nhiễm rất mạnh, hơn nữa có thể xuất phát từ Nam Việt, không chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Triệu Quốc Đống nói khá hàm hồ, cũng không phủ nhận có phải Ninh Lăng xuất hiện bệnh này hay không. Không đến mức đó chứ anh, bệnh lây nhiễm cũng chưa chắc gây chết người mà, hoặc là nói người nguy hiểm đến tính mạng chỉ là người già, trẻ em mới bị chứ. Triệu Vân Hải càng lúc càng thấy không đúng, ông anh mình hình như chưa bao giờ nói chuyện vu vơ mà. Sao lại coi trọng việc này đến thế? Quyển 13, chương 86. Triệu Quốc Đống im lặng không nói một lúc lâu, vấn đề này đúng là khó giải thích như thế nào? Nói thật nguyên nhân hay là nói Ninh Lăng cũng phát hiện bệnh này. Triệu Vân Hải cũng thấy ông anh có vẻ do dự, y không biết ông anh mình lo điều gì. Dù là phát hiện bệnh truyền nhiễm thì cũng không cần một vị bí thư thị ủy quá chú tâm như vậy chứ. Có cần thần bí thông qua mình tìm hiểu tình hình như vậy không? Đây là điều làm người ta rất khó hiểu. Vân Hải, chuyện này anh không tiện giải thích nhiều với chú. Nhưng chuyện rất quan trọng, chú cảm thấy anh đã bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với chú chưa? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Chuyện này không thể trì hoãn, anh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, đó là trực giác của anh. Trực giác của anh chưa bao giờ sai. Bên Ninh Lăng xuất hiện bệnh này hay không thì em không cần xen vào, bên Nam Việt thì em cần chú trọng. Ngành truyền thông có trách nhiệm phản ánh vấn đề, mà đây chính là cơ hội để mạng Internet mới phát triển tỏ rõ ưu thế của mình. Anh muốn nói gì vậy? Triệu Vân Hải cuối cùng đã nhận ra ông anh mình không phải nói đùa cho vui, mà là thật sự ra lệnh cho mình. Mặc dù y không chỉ huy gì trang web thiên hạ, nhưng y là người khiến nó phát triển lên, còn là nhà đầu tư lớn nhất. Nhờ khoản tiền đầu tư của y mới khiến thiên hạ vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, trở thành một trong năm trang web tin tức lớn nhất Trung Quốc. Bây giờ y cũng đang tích cực chạy quanh vì thiên hạ nên có tiếng nói lớn ở trang này. Anh cũng không nói nhiều, chú bố trí người quan sát việc này nhưng phải chú ý việc này, bệnh này lây lan rất mạnh. Hơn nữa còn rất nguy hiểm với cơ thể.
Bên Ninh Lăng, Triệu Quốc đồng ý dừng lại một chút. Anh đề nghị chú nếu hiểu rõ tình hình thì phải lập tức thông báo với đảng ủy, chính quyền địa phương, đó là điều rất quan trọng. Tại sao? Bọn em hoàn toàn có thể thông qua web mà đưa tin, chỉ cần bản thân tin tức chính xác là được mà. Triệu Vân Hải không thể hiểu nổi. Vân Hải, trang web đặt ở Nam Việt, cần phải có quan hệ tốt với đảng ủy, chính quyền địa phương. Hơn nữa Thiên Hạ là trang web tổng hợp, không chỉ là trang về tin tức nên có nhiều mặt cần chính quyền ủng hộ. Đây không phải là nịnh bợ mà là sự đóng góp của công ty. Chú phản ánh vấn đề với đảng ủy, chính quyền cũng sẽ khiến đảng ủy chính quyền chú trọng, kịp thời có biện pháp giải quyết. Anh nghĩ nói còn quan trọng hơn là chú tự đưa tin tức lên, đây cũng không phải việc gì khó. Triệu Quốc Đống nói. Vâng, em biết rồi, em sẽ đề nghị với bọn họ. Em không phụ trách vấn đề đưa tin, em sẽ cố hết sức. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi gọi cho XX, Triệu Quốc Đống liền gọi cho Thái Chánh Dương. Quan hệ giữa hắn và Ninh Pháp không đến mức lúc nào cũng có thể gọi được, nên chỉ có thể thông qua Thái Chánh Dương. Triệu Quốc Đống lần này lấy danh nghĩa mình nhận được tin từ Vân Hải nên gọi điện báo cho Thái Chánh Dương. Hắn nói em trai mình phụ trách mảng tin tức trang web Thiên Hạ và phát hiện tình hình khác lạ, thấy đáng để chú trọng. Thái Chánh Dương biết Triệu Quốc Đống nói chuyện không phải vu vơ. Hắn đột nhiên gọi tới nhất định là thấy việc này rất nghiêm trọng cho nên mới quyết đoán đề nghị mình gọi cho Ninh Pháp. Thái Chánh Dương cũng hỏi hắn chuyện này có thật sự nghiêm trọng đến mức cần lập tức có biện pháp đối phó không? Thái Chánh Dương đề nghị hắn nếu có thể thì xác minh một chút. Triệu Quốc Đống suy nghĩ mãi và cảm thấy lời Thái Chánh Dương nói là rất có lý. Mặc dù hắn có thể đoán nhầm thời gian một chút nhưng như vậy càng ổn thỏa hơn. Nhất là đối với hắn mà mạo muội đưa ra ý kiến nếu không thể được đối phương tin tưởng thì sẽ mang tới bất lợi rất lớn. Nhưng gần Giáng sinh, Triệu Vân Hải gọi tới nói đúng là xuất hiện sự lây nhiễm, đã liên tục phát hiện vài ca bệnh ở bệnh viện, điều này làm Triệu Quốc Đống rất khẩn trương. Hắn cảm thấy chuyện không lên kéo nữa, nếu không sẽ thành sai lầm quá lớn. Triệu Quốc Đống biết đã đến lúc cần hạ quyết tâm. Sau khi gọi cho Triệu Quốc Đống liền gọi đến số điện thoại kia. Đó là số điện thoại của Ninh Pháp, đương nhiên khi Triệu Quốc Đống báo tên, thân phận và nói mình có chuyện rất quan trọng cần báo cáo với bí thư Ninh, thư ký rất lễ phép mời Triệu Quốc Đống chờ. 2 phút sau, Ninh Pháp nghe điện. Triệu Quốc Đống giới thiệu qua tình hình, cũng nói bởi vì em trai mình phụ trách mảng tin tức của trang Thiên Hạ nên sớm phát hiện tình hình này và đang theo dõi. Bây giờ đã báo tình hình này với Sở Y tế, Văn phòng tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Việt. Hắn mời Ninh Pháp kịp thời tìm hiểu và có động thái. Ninh Pháp mới đầu có chút kinh ngạc khi Triệu Quốc Đống nói như vậy, nhưng rất nhanh thấy giật mình. Nếu thật sự như lời Triệu Quốc Đống nói thì tình hình là rất nguy hiểm. Nhất là đối với tỉnh lớn như Nam Việt, có nhiều dân cư di chuyển. Nếu xuất hiện bệnh dịch mà không được chú trọng để nó lây lan thì sẽ tạo thành ảnh hưởng quốc tế. Sau khi bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn có thể làm đã làm xong. Thái Chánh Dương biết tình hình này nên cũng đã đưa ra quyết định ở Điền Nam. Hắn cũng đã bố trí Phù Quyên một lần nữa tiến hành bố trí chống dịch ở tất cả quận, huyện, mặc dù bề ngoài là có vẻ làm cho có vì tỉnh An Nguyên dù sao cũng không phải khu vực trọng điểm của SAC. Nhưng hắn cần phải tỏ rõ sự nghiêm túc, phải cho dân chúng toàn thị xã cảm thấy biện pháp ứng đối của thị ủy, hơn nữa cũng để dân chúng chuẩn bị đầy đủ tư tưởng thì khi SAC xuất hiện mới giữ được ổn định xã hội. Triệu Quốc Đống không khỏi nhớ đến cơn lũ năm 1998, đúng là do hắn sớm chuẩn bị ứng phó nên mới khiến hắn được tuyên dương, bây giờ hình như lại là như vậy. Phù Quyên đúng là không thể hiểu nổi ý đồ của Triệu Quốc Đống. Chỉ trong vòng mấy ngày ngoài việc yêu cầu thị xã diễn tập cho tình huống khẩn cấp, vị bí thư thị ủy này còn rất nhiệt tình chú ý đến công tác y tế, vệ sinh. Chẳng những liên tục đến thị sát bệnh viện nhân dân số 1, số 2, còn tự mình đến kiểm tra bệnh viện truyền nhiễm. Cũng đưa ra ý kiến thị xã sẽ cải thiện trang thiết bị của bệnh viện truyền nhiễm, yêu cầu Cục Y tế lập tức đi làm. Điều này làm Phù Quyên và lãnh đạo Cục Y tế vừa khẩn trương vừa sợ. Toàn thị xã diễn tập khi có bệnh truyền nhiễm xuất hiện, Phù Quyên và lãnh đạo Cục Y tế không khỏi thầm nghĩ có phải bí thư Triệu lên Bắc Kinh thấy ở đây hay có bệnh truyền nhiễm nên mới đột nhiên chú trọng công việc này. Nhưng việc làm lớn như vậy, mọi người không cho là đúng. Chẳng qua đây đương nhiên là công việc tốt đối với mảng y tế, vệ sinh. Bí thư thị ủy chú trọng việc này thì bọn họ sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Bí thư Triệu, tôi cảm thấy kinh tế Ninh Lăng chúng ta mặc dù kém một chút nhưng đầu tư cho y tế là khá đầy đủ. Công tác y tế của thị xã chúng ta luôn nằm top đầu của tỉnh.
Bệnh viện truyền nhiễm có thể nhỏ một chút nhưng đã là khá lớn đối với Ninh Lăng chúng ta. Lúc trước khi xây dựng bệnh viện truyền nhiễm này, thị trưởng Mạch cho rằng đó là dùng pháo bắn muỗi. Trên đường từ bệnh viện về trụ sở thị ủy, Phù Quyên nói. Thị trưởng Phù, đề phòng là việc tất yếu cần làm, nhất là chuyện liên quan đến tính mạng nhân dân, nói rất cần chú trọng cũng không quá đáng. Nếu không khi xảy ra chuyện thì chúng ta lại luống cuống tay chân. Bệnh viện truyền nhiễm có địa điểm tốt, hoàn cảnh tốt nhưng thiếu trang thiết bị. Anh cần phải thúc đẩy bên cục tài chính nhanh chóng phê duyệt tài chính, nói đây là ý của tôi. Tôi cho các anh một tháng, nhất định phải chuẩn bị xong. Triệu Quốc Đống ngồi trong xe nhìn hàng cây hai bên đường và nói. Cái này sợ rằng ngài phải nói với thị trưởng Trung và phó thị trưởng Liên Hương mới được. Phù Quyên có chút khó xử. Nếu như Triệu Quốc Đống không nói thì việc cô xin cấp khoản tài chính này cũng không thể nào nhanh được. Dù cục tài chính không dây dưa thì Vưu Liên Hương nhất định cũng không thông qua. Cô đi nói chuyện thì dễ bị coi là giả truyền ý lãnh đạo. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Được, tôi sẽ nói chuyện với phó thị trưởng Liên Hương, chuyện này không thể kéo dài rồi mọi người nghĩ không có gì lớn nên bỏ đó. Đúng, cuộc diễn tập cũng phải bố trí chú đáo, chị đã mời lãnh đạo trên tỉnh chưa? Giám đốc Mai, Sở Y tế tỉnh xác định sẽ tới, nhưng Chủ tịch Cam có thể đến hay không thì chưa rõ, nói muốn xem thời gian. Phù Quyên nói. Vân Duệ, cậu gọi cho Lục Nhị hỏi xem Chủ tịch Cam có nhà không? Tôi nói chuyện với Chủ tịch Cam một chút. Triệu Quốc Đống nói. Vân Duệ ngồi bên trên rất nhanh gọi điện, sau đó đưa máy cho Triệu Quốc Đống. Quyển 13, chương 8-17. Lục Nhị nghe thấy giọng của Triệu Quốc Đống liền thấy vui vẻ. Triệu Quốc Đống bố trí chính là lệnh, chẳng qua Chủ tịch Cam có rảnh hay không thì không phải do cô quyết định. Cô chỉ bóng gió nói lãnh đạo nên đến Ninh Lăng tham gia đợt diễn tập. Triệu Quốc Đống nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng Lục Nhị lại biết có những lúc một lãnh đạo có tham gia hay không sẽ chứng minh tầm quan trọng của nơi đó trong mắt lãnh đạo. Mà Chủ tịch Cam sau khóa này sẽ kết thúc, năm sau có thể lên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc. Nếu như Chủ tịch Cam tham gia thì đó là vinh dự của Ninh Lăng. Chủ tịch Cam đang họp, Lục Nhị nói chuyện một lúc với Triệu Quốc Đống. Sau khi Cam Bình họp xong, cô liền lập tức nói Triệu Quốc Đống đã gọi tới. Tiểu Nhị, cô vội vàng như vậy làm gì? Triệu Quốc Đống có chuyện, tôi thì không có sao. Cam Bình thấy Lục Nhị có chút lo lắng lên trêu chọc. Không phải thưa Chủ tịch, tôi thấy Bí thư Thị ủy rất hiếm khi chú ý công tác y tế, phòng dịch như vậy. Tôi ở bên ngài mấy năm nhưng hình như chưa thấy vị bí thư thị ủy nào chuyên môn vì công việc này mà trao đổi với ngài, bình thường đều chỉ do phó thị trưởng phụ trách, cùng lắm là thị trưởng đến chỗ ngài. Tôi thấy chủ yếu đều là nói chuyện về công tác giáo dục và kèm chút công tác y tế mà thôi. Lục Nhị mặt hơi đỏ lên. Bí thư Triệu mới tới Ninh Lăng mà đã tổ chức cuộc diễn tập khẩn cấp như vậy, đủ thấy anh ta chú trọng công tác y tế như thế nào, đó là tôn trọng ngài. Thị trưởng Phù cũng đã lên mời ngài nói muốn ngài ủng hộ công tác của Ninh Lăng. Cam Bình rất thích tính cách của Lục Nhị, trước mặt chị, Lục Nhị không bao giờ nói vòng vo, cũng không có ve quá cẩn thận. Làm cán bộ ngoài đảng, Cam Bình thích trao đổi thẳng thắn hơn. Đối với lãnh đạo là như vậy, với đồng nghiệp là như vậy, với cấp dưới cũng là như vậy. Mà Lục Nhị rất hiểu chuyện nên hai người có thể trao đổi với nhau như chị em. Nói thật Cam Bình rất cảm ơn Triệu Quốc Đống đã đề cử Lục Nhị làm thư ký cho mình. Cam Bình biết sang năm mình có thể lên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quốc gia, chị cũng muốn hỏi ý kiến Lục Nhị xem có muốn lên Bắc Kinh với mình không. Cũng may Lục Nhị chưa có bạn trai nên đỡ phải suy nghĩ vấn đề này. Ừ, cô bé này nói chuyện càng lúc càng có trình độ, đúng là làm tôi động tâm. Bí thư Triệu đúng là không uổng công đề bạt cô. Cam Bình nở nụ cười. Được, cô gọi điện cho Ninh Lăng nói tôi sẽ ít tham gia. Chẳng qua sau khi cuộc diễn tập kết thúc là tôi phải về tỉnh ngay. Lục Nhị cũng không biết sao mình lại chú ý đến việc của Triệu Quốc Đống như vậy. Nhưng trong lòng cô có một tình cảm khó hiểu với hắn, bất cứ chuyện gì của Triệu Quốc Đống, cô đều muốn biết. Mà nếu như có thể giúp hắn một chút, trong lòng cô sẽ thấy rất vui vẻ. Ngay cả tìm bạn trai, Lục Nhị cũng vô thức so sánh với Triệu Quốc Đống. Vì thế đây là nguyên nhân chính khiến cho cô không tìm được bạn trai. Dù sao muốn tìm được người xuất sắc như Triệu Quốc Đống là quá khó khăn. Cam Bình cũng đã loáng thoáng ám chỉ với cô rằng nhân vật như Triệu Quốc Đống không dễ tìm được, cô nếu không thay đổi thì sợ bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Nhưng điều này hình như không do Lục Nhị. Sau khi được giới thiệu mấy người, Lục Nhị nếu không thấy vô vị thì lại thấy những người đó kém cỏi,
căn bản không khiến Lục Nhị cảm thấy nên tiếp tục tìm hiểu nữa. Người ngoài ai cũng biết thư ký của chủ tịch Cam mắt cao hơn trán nên dần không ai dám tìm cô. Lục Nhị biết đây là tâm kết của mình nhưng bây giờ không thể cởi bỏ nó. Có lẽ chỉ khi một ai đó xuất hiện thay đổi được điều này thì may ra. Sau khi nhận được điện của Triệu Quốc Đống, mới đầu Ninh Pháp không quá chú trọng. Mặc dù Triệu Quốc Đống miêu tả rất nghiêm trọng nhưng ít nhất Ninh Pháp còn chưa nhận được báo cáo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về việc này. Chẳng qua vì cẩn thận nên y vẫn yêu cầu thư ký hỏi văn phòng tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và sở y tế về việc này. Làm Ninh Pháp giật mình đó chính là tình hình y nhận được không khác gì so với điều Triệu Quốc Đống nói, hơn nữa bệnh đang lan tràn. Mặc dù tỷ lệ người nhiễm bệnh không đáng bao so với tỉnh Nam Việt trên 80 triệu dân nhưng căn bệnh lan tràn nhiều như vậy vẫn là rất nghiêm trọng. Ninh Pháp lập tức yêu cầu Sở Y tế tổ chức chuyên gia lập tổ nghiên cứu kết hợp với bệnh viện, cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh lập tức liên lạc với Bộ Y tế, yêu cầu Bộ Y tế lập tức phái chuyên gia đến Nam Việt tìm hiểu căn bệnh, đưa ra phán đoán kịp thời. Sau khi nắm giữ tình hình này, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Việt cũng báo cáo lên Quốc vụ Viện, cùng lúc đó trang web Thiên Hạ cũng đưa ra một tin tức không làm người ta chú ý mấy, đó là trong địa phận Nam Việt xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn nhạy cảm phát hiện tin này mặc dù đơn giản nhưng dù sao nó cũng đã xuất hiện, điều này có lẽ là do trang Thiên Hạ đã liên lạc với Nam Việt, sau đó đưa lên để đỡ tạo ra ảnh hưởng quá lớn nếu căn bệnh bùng phát mà người dân trước đó không được nhận tin gì. Nam Việt cũng yêu cầu tất cả thành phố, thị xã tiến hành giám sát bệnh dịch, cũng nhắc nhở nhân viên y tế chú ý bảo vệ bản thân, đối với bệnh nhân xác định bị bệnh lập tức phải cách ly quan sát. Đồng thời cũng yêu cầu đảng ủy, chính quyền địa phương các nơi phải có biện pháp thích hợp nhằm ổn định lòng dân. Nam Việt xuất hiện việc này cũng khiến Trung ương và Quốc vụ Viện chú ý, nhưng mà lúc này mọi người vẫn không nghĩ cơn bão này nó lại lớn đến như vậy. Rất nhiều chuyên gia y tế và quan chức đều nghi ngờ đây có phải bệnh cảm hay không. Một tháng sau tình hình có vẻ khá tốt, do Nam Việt kịp thời khống chế khiến bệnh này cũng không lây lan ra ngoài Nam Việt, ít nhất một tháng nay là như vậy. Thậm chí đợt Tết cũng là một đợt Tết khá yên bình, ai cũng nghĩ căn bệnh không thể lây lan rộng. Chỉ có Triệu Quốc Đống là nghĩ khác. Hắn không tin bệnh xác chỉ vì vài cuộc điện của mình mà không phát huy được tác dụng vốn có của nó. Bệnh này trước khi nghiên cứu ra thuốc chữa thì nó lúc nào cũng có thể bùng phát. Tỉnh Lục Nhị mặc dù trước mắt làm khá thành công nhưng cũng không có nghĩa không có sơ sót. Dù sao đây là bệnh, nó còn ẩn núp trong cơ thể, thậm chí có thể núp rất lâu mới phát tác. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, Cù Vận Bạch tới. Cô vẫn ở Australia không về. Đây là hành động chuẩn bị từ trước của hai người. Triệu Quốc Đống lấy lý do mùa đông ở Trung Quốc rất lạnh nên đề nghị Cù Vận Bạch mua một căn nhà ở đó, như vậy thuận tiện cho mùa xuân, đông sang Australia nghỉ. Cù Vận Bạch cũng đồng ý nên chọn mua một căn biệt thự. Tiểu Cù đến. Dương Thiên Bồi nằm trên ghế lắc đầu nói. Chú đó, anh không biết nói chú như thế nào nữa. Chú đã trưởng thành rồi vậy mà không nghĩ đến hậu quả sao? Cũng may Tiểu Cù là người phụ nữ độc lập nên không gây phiền phức cho chú, nếu không anh xem chú thoát thân như thế nào. Thoát thân gì cơ? Triệu Quốc Đống cũng không giải thích, hắn không hối hận việc mình đã làm, cùng với việc thầm oán hận không bằng nghĩ cách giải quyết cho tốt. Bồi ca, cách sống của mỗi người là khác nhau mà. Biện bạch. Dương Thiên Bồi khinh thường nói. Ha ha. Anh nếu cho rằng đây là biện bạch thì tùy anh thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Huy ca đâu anh? Vừa dậy, y nói đến thăm một người bạn mới đi du lịch ở Hong Kong về. Dương Thiên Bồi nói. Kệ y đi, đợt Tết này y nhiều lịch lắm, mảng bất động sản liên quan nhiều mặt, hơi không chú ý một chút là dễ bị vướng ở đâu đó. Quyển 13, chương 88. Triệu Quốc Đống khá mẫn cảm, hắn nghe ra được là hai vợ chồng từ Hong Kong về nên bị bệnh. Hắn ngẩn ra nói. Là từ Hong Kong đến sao anh? Hình như là vậy, anh nghe nói hai vợ chồng này sang Hong Kong chơi vài hôm, có lẽ mấy ngày Tết phải trực ban nên đến bây giờ bù lại. Sau đó đến Dương Thành chơi một ngày, bay về là đổ bệnh, bây giờ vẫn ở bệnh viện truyền dịch. Dương Thiên Bồi còn tưởng Triệu Quốc Đống quan tâm đôi vợ chồng kia. Là một vị trưởng phòng, cục đất đai Ando, có quan hệ khá tốt với Kiều Huy. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà trực tiếp gọi cho Kiều Huy. Cũng may Kiều Huy đang trên đường đến bệnh viện. Triệu Quốc Đống chỉ bảo y tạm thời đừng đến bệnh viện. Kiều Huy cũng hỏi nguyên nhân. Triệu Quốc Đống chỉ nói không chừng đây là bệnh truyền nhiễm, bảo y lập tức về. Ngay sau đó Triệu Quốc Đống gọi điện cho Cam Bình, nói những điều hắn nghi ngờ và lo lắng.
Cam Bình cũng đã tìm hiểu rõ chuyện bên Nam Việt nên cũng yêu cầu các bệnh viện đề phòng. Vì thế bây giờ nghe Triệu Quốc Đống nói ở Ando có một đôi vợ chồng nghi ngờ mắc dịch nên cũng nói sẽ lập tức yêu cầu Sở Y tế phái người đến tìm hiểu. Kiều Huy về, cả Kiều Huy và Dương Thiên Bồi đều có chút kinh ngạc vì sự coi trọng của Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý, hắn lại gọi cho Phù Quyên. Hắn yêu cầu Phù Quyên mật thiết chú ý tình hình bệnh viện trong toàn thị xã, ở cả cấp xã thị trấn, phát hiện tình hình gì phải lập tức báo cáo với hắn. Công việc này trước Tết Triệu Quốc Đống đã giao cho Phù Quyên, gồm cả việc thông báo tình hình ở bên Nam Việt. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương. Quan hệ giữa hắn với hai người khác với Ninh Pháp nên không có nhiều e ngại, hắn có thể nói rõ lo lắng của mình đối với bọn họ, nhắc hai người cần phải chú ý chặt việc này, để khi xuất hiện đột biến là kịp thời có phản ứng. Hai người cũng chú trọng ý kiến của Triệu Quốc Đống, tỏ vẻ sẽ phái người tìm hiểu. Sau khi làm xong mấy việc này, Triệu Quốc Đống cảm thấy điều mình có thể làm đã làm. Lúc ở Bắc Kinh hắn thậm chí còn nói chuyện này với Lưu Thác. Nhưng Lưu Thác có vẻ không chú trọng mấy. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã chuyên môn nhắc y nhưng Triệu Quốc Đống đoán đối phương không để trong lòng. Bây giờ nếu còn xảy ra chuyện thì đó chính là ý trời. Tình hình thế nào? Triệu Quốc Đống nhìn Phù Quyên và Cục trưởng Cục Y tế Mâu Kim Á đang vội vàng đi vào. Phát bệnh là hai anh em, bọn họ ngày 10 từ Phật Sơn, Nam Việt về, có lẽ là đợt Tết không mua được vé tàu, vì thế bọn họ đi tàu đến Ninh Lăng, lại đi xe bus chạy chuyến Ninh Lăng, Vĩnh Lương mà về Thổ Thành. Hai anh em này nghỉ ở nhà 3 hôm nhưng không thấy xuất hiện bệnh tình. Bắt đầu từ hôm qua ông anh bị ốm, nóng sốt, ho khan, tối qua đến người em bị bệnh tương tự, sau đó hai người đều đến bệnh viện huyện Thổ Thành khám, sau đó lập tức được cách ly. Qua phán đoán sơ bộ bệnh tình có vẻ tương tự biểu hiện bên Nam Việt. Phù Quyên nghiêm túc nói. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ tình hình thoáng cái nghiêm trọng như vậy. Hắn vừa báo cáo với Cam Bình chưa đầy tiếng, toàn tỉnh đã xuất hiện 7 trường hợp nghi nhiễm bệnh. Đều là người từ phái Nam Việt về tỉnh An Nguyên, hơn nữa Ninh Lăng còn xuất hiện hai người. Bây giờ đã làm gì? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Đã thông báo bên đường sắt, mời bọn họ nhanh chóng tra rõ khoang mà hai người này đã đi, mời bọn họ thông báo đến chính quyền của hành khách trên toa, kịp thời có biện pháp đối phó. Phù Quyên nói. Bên chúng ta cũng lập tức có bố trí. Đã tìm được xe bus hai anh em bọn họ đi. Lái xe và nhân viên thu vé tạm thời chưa xuất hiện bệnh trạng nhưng cũng được cách ly quan sát, ép ngoài ra cũng thông báo Tây Giang và Thổ Thành, chính quyền địa phương đã lập tức họp và thông báo xuống yêu cầu hành khách đi xe bus đó đến bệnh viện quan sát. Triệu Quốc Đống gật đầu, Phù Quyên làm rất quyết đoán, chuyện gì cũng có thể sớm bố trí. Còn bên ga xe lửa, Cục Y tế đã phái nhân viên y tế lập trạm kiểm tra tạm thời ở ga xe lửa, yêu cầu hành khách một khi phát hiện sức khỏe không tốt liền đến kiểm tra ngay. Mâu Kim Á vội vàng nói. Triệu Quốc Đống ra hiệu hai người ngồi xuống và nói. Lão Phù, Lão Mâu, đây có lẽ là cuộc đấu rất gian khổ. Hai hôm nay trên mạng đã bắt đầu đưa nhiều về vấn đề này. Bên Nam Việt vốn có cục diện ổn định giờ lại trở nên khẩn trương, hình như Hong Kong cũng đã xuất hiện căn bệnh này. Ngoài Nam Việt ra, tỉnh An Nguyên cũng là một trong số tỉnh, thành phát hiện căn bệnh. Trung ương cũng rất chú trọng việc này. Tôi cho rằng trong thời gian tới công việc chủ yếu của chúng ta chính là việc này. Việc này liên quan đến sức khỏe, tính mạng của quần chúng nhân dân, chúng ta không thể sơ sẩy. Tâm trạng Phù Quyên lúc này cũng khá nặng nề, toàn tỉnh xuất hiện 7 trường hợp thì Ninh Lăng có 2. Mà hai người này đều đi xe bus từ Ninh Lăng về quê. Hành khách trên xe có ở Tây Giang, có ở Thổ Thành, bây giờ đang cố gắng tìm kiếm. Nếu như nói trên xe có người bị lây nhiễm thì cũng có nghĩa bọn họ lại thành nguồn lây. Như vậy công việc này đúng là rất khó làm. Bí thư Triệu, tôi sợ rằng phải động viên toàn thị xã, phải để tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên mạng đã đưa tin nói về bệnh viêm phổi này có ảnh hưởng xấu đến như thế nào, lây bệnh bằng cách nào, nhiều người không đọc nên không rõ. Tôi cảm thấy chúng ta cần có quyết định cụ thể, thông báo với bên ngoài, đồng thời cũng làm cho dân chúng toàn thị xã làm như thế nào hiểu cách phòng bệnh này. Ý kiến này của Triệu Quốc Đống làm hắn phải khẽ thở dài một tiếng. Hắn sao không nghĩ như vậy? Hơn nữa hắn đã báo cáo với Cam Bình và Phó Bí Thư Tỉnh ủy Miêu Trấn Trung về ý kiến của mình, chỉ còn nước là chưa báo cáo với hướng Bí Thư Tỉnh ủy Ứng Đông Lưu cùng Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên, nhưng Cam Bình vẫn chưa có tin tức, có lẽ là do trên tỉnh thấy các nơi khác chưa có động tĩnh nên sợ làm quá sẽ ảnh hưởng đến phản ứng không tốt trong xã hội. Nếu như Ninh Lăng thông báo khi chưa được tỉnh ủy cho phép,
chỉ sợ sẽ đẩy tỉnh ủy lên vị trí không tốt. Về chính trị mà nói đây chính là biểu hiện chưa chín chắn, nhưng nếu tiếp tục ngồi chờ thì chỉ sợ sẽ khiến toàn thị xã, toàn tỉnh hỗn loạn, cũng là vết thương chết người đối với uy tín của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Triệu Quốc Đống đứng lên đi lại trong phòng, Cam Bình cùng Miêu Trấn Trung còn không có hồi âm, đây là tỉnh ủy chưa có quyết định, hoặc là nói chưa thấy rõ tình hình nên chưa có biện pháp. Triệu Quốc Đống thật lo lắng có thể xuất hiện càng nhiều người nghi nhiễm bệnh không. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là mọi người vẫn chưa ý thức tính nghiêm trọng của căn bệnh. Mặc dù trên mạng đưa tin rất nhiều nhưng có đa số người coi nó là căn bệnh thông thường. Đây là điều Triệu Quốc Đống lo nhất. An Nguyên không phải nơi chịu tai nạn chính nhưng đó chỉ là lịch sử theo đúng quỹ đạo, lịch sử đã đi lệch, ai có thể nói rõ nó có thể lan tới không? Lão Trung, anh tới chỗ tôi một chút, tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn với anh. Suy nghĩ một chút, Triệu Quốc Đống quyết định gọi cho Trung Dược Quân. Trung Dược Quân rất nhanh tới nơi. Thấy Phù Quyên và Mâu Kim Á ở đây, Trung Dược Quân đương nhiên biết là vì việc gì nhưng chuyện đã được bố trí tốt mà nên có gì phải lo chứ. Dược Quân, tình hình chỉ sợ anh cũng đã hiểu, chẳng qua chỉ riêng hai người bị nhiễm bệnh cũng chưa đủ làm mọi người lo lắng. Nhưng tôi lo nếu hai người này xác định bị bệnh, tôi nói là nếu như mà trên xe bus cũng bị người bị lây, chúng ta lại không kịp thời khống chế hoặc tìm người bị lây thì chỉ sợ vấn đề càng thêm phức tạp. Triệu Quốc Đống đưa ra mấy giả thiết liên tiếp, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Lan rộng thì có lẽ đó là hiểm họa chết người. Bí thư Triệu, có nghiêm trọng như vậy không? Dù là bệnh truyền nhiễm thì chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì có lẽ cũng chịu được mà. Trung Dược Quân vẫn không cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Thì bây giờ dồn hết tâm trí vào việc làm sao cho hai công ty vừa đầu tư vào khu khai phát nhanh chóng khởi công, cả việc xây dựng bên khu Giang Đông. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, thị xã đã làm đủ công tác chuẩn bị nhưng dù sao đó chỉ là chuẩn bị trên lý thuyết, hầu hết mọi người đều thấy trò này cách mình quá xa, dù có một hai người bị bệnh thì đến bệnh viện chữa là xong mà. Dược Quân, chuyện này không đơn giản như vậy đâu, không chừng có người chết đó. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Theo tôi biết tình hình bên Nam Việt đã khá nghiêm trọng, chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, trận chiến này không thua gì cơn bão năm 98, thậm chí còn nguy hiểm hơn vài lần. Quyển 13, chương 8-19. Trung Dược Quân cuối cùng rất miễn cưỡng đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống, đó chính là cùng báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và đề nghị của Ninh Lăng, yêu cầu Ninh Lăng khởi động cơ chế khẩn cấp, hơn nữa đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng việc này trong toàn tỉnh. Triệu Quốc Đống biết Trung Dược Quân thậm chí phản đối nhưng do suy nghĩ đến ý kiến của mình, hơn nữa không muốn vì vấn đề nhỏ nên gây mâu thuẫn, vì thế cuối cùng Trung Dược Quân đã đồng ý cùng hắn lên báo cáo với hai vị lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cũng khá hài lòng, Trung Dược Quân ít nhất tỏ thái độ ở vấn đề lớn thì nhất trí. Còn suy nghĩ thật trong lòng y thì sẽ thay đổi theo tình hình thực tế. Đương nhiên chuyện này nếu thật sự khiến lãnh đạo không thoải mái thì chỉ tính lên đầu hắn mà thôi. Triệu Quốc Đống rất rõ điểm này, chẳng qua có thể kéo theo Trung Dược Quân thì cũng tỏ vẻ thị ủy, ủy ban nhất trí ý kiến. Nói làm là làm, sau khi thống nhất với Trung Dược Quân, Triệu Quốc Đống lập tức thông báo Tằng Lệnh Thuần tổ chức hội nghị thị ủy mở rộng, thảo luận tình hình dịch bệnh có thể xuất hiện ở Ninh Lăng, yêu cầu các ban ngành, quận, huyện về phải chuẩn bị sẵn sàng đợi thông báo của thị ủy, ủy ban. Trên hội nghị Triệu Quốc Đống nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề, lấy giọng khá nghiêm túc nhắc mọi người. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân lên đến An Đô đã là 8 giờ tối. Hai người tìm quán ven đường ăn, sau đó trực tiếp đến tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống đã liên lạc với thư ký Ứng Đông Lưu, Ứng Đông Lưu cũng đồng ý gặp. Triệu Quốc Đống báo cáo rất chi tiết về số liệu mình nhận được từ Nam Việt. Nhưng vẻ mặt Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên đều nặng nề khiến Triệu Quốc Đống biết trong lòng bọn họ có lẽ cũng thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Bên Nam Việt mặc dù đã thông báo lên Trung ương, Quốc phụ viện nhưng bọn họ đã sớm có hành động giám sát, vì thế việc lây lan giảm đi nhiều. Nhưng các nơi khác không được như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống phải lên báo cáo với tỉnh. Bây giờ còn chưa ai cảm thấy tính nghiêm trọng của bệnh dịch. Quốc Đống, cậu nói là bệnh này sẽ gây chết người. Tần Hạo Nghiên nghe xong Triệu Quốc Đống nói liền hỏi. Nhưng bên Nam Việt hình như chưa nói rõ điểm này. Em trai tôi làm việc ở trang web Thiên Hạ. Căn cứ bọn họ điều tra bệnh này đã lây nhiễm vượt quá tưởng tượng, chủ yếu thông qua không khí, nói cách khác chỉ cần nói chuyện là dễ bị lây. Mà tỷ lệ tử vong ở người già, trẻ em là khá cao. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp.
Tôi vẫn chú ý đến việc này cho nên luôn giữ liên lạc với em mình. Theo tôi biết Nam Việt đã có người chết, đây là tín hiệu rất nguy hiểm. Cho nên tôi muốn báo cáo với tỉnh ủy, do Ninh Lăng chúng ta đã xuất hiện 2 trường hợp nghi nhiễm. Tôi hy vọng có thể thực hiện cơ chế phòng chống khẩn cấp ở Ninh Lăng. Bây giờ ngành y tế vẫn chưa có ý kiến rõ ràng về căn bệnh này, Trung ương cũng đang tích cực bàn bạc, hơn nữa cũng báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng bây giờ, Tần Hạo Nghiên có chút do dự, y nhìn sang Ứng Đông Lưu và biết việc này khó ra quyết định. Nhất là khi Nam Việt và các tỉnh thành khác vẫn chưa xuất hiện tình huống thông báo tình trạng khẩn cấp, tỉnh An Nguyên nếu khởi động cơ chế này thì sợ sẽ mang lại tác dụng phụ. Ứng Đông Lưu cũng biết việc này khó giải quyết, nói nhiều không nhiều, ít không ít, 4 trường hợp ở tỉnh An Nguyên đều đi từ Hong Kong, Dương Thành về. Bây giờ tỉnh, thành đang tiến hành tìm kiếm những người có quan hệ tiếp xúc với bệnh nhân, để phòng bệnh dịch lan tràn nhưng chưa khởi động cơ chế tình trạng khẩn cấp. Nhưng nếu thật sự liên quan đến mạng người như Triệu Quốc Đống nói thì một khi sai sẽ mất cơ hội, tạo thành bệnh dịch lan tràn, ảnh hưởng đến tính mạng quần chúng nhân dân. Khiến cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh mất uy tín. Trước đó Ứng Đông Lưu sau khi nhận được báo cáo đã khá chú ý, yêu cầu Cam Bình chuyên môn phụ trách công việc này. Nhưng trong lòng Ứng Đông Lưu vẫn thấy không yên tâm, vì thế sau khi Triệu Quốc Đống nói muốn báo cáo trực tiếp, y liền lập tức đồng ý, hơn nữa còn kéo Tần Hạo Nghiên tới nghe cùng. Triệu Quốc Đống nói làm cho tim y đập mạnh, đây là vấn đề trách nhiệm chính trị, trách nhiệm với quần chúng nhân dân. Những lời này đã làm Ứng Đông Lưu động tâm, mặc dù dùng hành động này có vẻ hơi quá nhưng vẫn đỡ hơn là về sau hối hận. Như vậy đi Hạo Nhiên, tôi thấy có thể khởi động cơ chế này ở An Đô, Ninh Lăng và Nam Hoa, yêu cầu các nơi khác tăng cường giám sát, báo cáo liên tục, đồng thời tiến thêm một bước chuẩn bị các loại thuốc đề phòng, cũng tập huấn nhân viên y tế, tăng năng lực phòng chống. Ứng Đông Lưu đứng dậy đi một vòng và nói. Không, không được, tôi còn không yên tâm. Như vậy đi, khởi động cơ chế tình trạng khẩn cấp trong toàn tỉnh, phải đảm bảo toàn tỉnh không xuất hiện bệnh trên quy mô lớn, hoặc là xuất hiện nhưng phải trong phạm vi đảng ủy, chính quyền có thể khống chế. Tần Hạo Nghiên há hốc mồm nhưng thấy mặt Ứng Đông Lưu rất nghiêm túc nên thôi. Quốc Đống, việc này còn phải cảm ơn Ninh Lăng đã tiến hành diễn tập trước. Sau khi Chủ tịch Cam đã báo cáo với Chủ tịch Tần và tôi, yêu cầu toàn tỉnh tiến hành diễn tập. Chủ tịch Tần và tôi đều đồng ý, bây giờ các thành phố, thị xã trong tỉnh đã diễn tập một lần, coi như có chút kinh nghiệm. Ứng Đông Lưu xua tay nói. Có vài thứ phải bản thân tự trải qua mới có thể cảm nhận được. Bí thư Ứng, Chủ tịch Tần, tôi nghĩ dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban, toàn tỉnh chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Triệu Quốc Đống nói. Chuyện này chủ yếu là phải xem tình hình ở các nơi. Xin Bí thư Ứng cùng Chủ tịch Tần yên tâm, Ninh Lăng chúng tôi nhất định dùng hết toàn lực đảm bảo Ninh Lăng không lan tràn dịch bệnh, cố gắng làm cho mỗi bệnh nhân an toàn ra viện. Quốc Đống, Dược Quân, Ninh Lăng tự tin như vậy là rất tốt. Bây giờ ngành y tế vẫn chưa nhận thức đúng về bệnh này. Các chuyên gia Bộ Y tế ở Nam Việt một thời gian. Tôi đã gọi điện hỏi Bí thư Ninh Pháp, bên bọn họ khống chế khá tốt, khá ổn định, không xuất hiện dao động trong dân chúng. Nhưng Bí thư Ninh Pháp nói bệnh dịch rất nghiêm trọng, nhất là một khi người bị lây bệnh chưa được phát hiện thì càng nguy hiểm hơn. Ứng Đông Lưu thở dài một tiếng nói. Chúng ta cần phải chuẩn bị về tư tưởng. Hạo Nhiên, tỉnh sợ rằng phải lập tức báo cáo lên Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện. Tần Hạo Nghiên gật đầu, y vừa nhận chức, vốn định năm nay chú tâm phát triển kinh tế nhưng lại gặp việc này. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn tới đây nói chuyện. Trung Dược Quân không biết sao lại nghe theo. Nhưng Tần Hạo Nghiên nghĩ cũng đúng, có việc lớn, Triệu Quốc Đống bảo Trung Dược Quân đi theo, y sao dám không đi. Bí thư Ứng, một khi khởi động thì trong tỉnh phải lập 24 văn phòng trách nhiệm, yêu cầu chỉ cần người bị bệnh được phát hiện phải cách ly, nhân viên trực ban phải luôn có mặt đầy đủ ứng phó tình hình. Ngoài ra ban lãnh đạo trực ban của tỉnh ít nhất phải có phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tham gia. Tần Hạo Nghiên suy nghĩ một chút và nói. Ừ, mặc dù bây giờ thông tin rất thuận tiện nhưng chúng ta phải chú trọng hơn, lập tức thành lập Ủy ban ứng phó khẩn cấp của tỉnh, do Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy, Ủy ban dẫn đầu, điện thoại, bộ đàm chuẩn bị sẵn sàng, luôn giữ liên lạc với Trung ương và ngành y tế. Ứng Đông Lưu gật đầu nói. Hạo Nhiên, anh nói với Chủ tịch Cam là chị ta làm chủ nhiệm Ủy ban khẩn cấp, trực ban trên tỉnh chị ta không cần tham gia, chỉ phụ trách bên Ủy ban khẩn cấp. Văn phòng tỉnh ủy và ủy ban cũng cần kịp thời hiểu rõ tình hình, qua đó thông báo xuống dưới. Quyển 13, chương 90.
Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân về tới Ninh Lăng đã là 1 giờ đêm, sau đó bọn họ bàn sang hôm sau tiến hành khởi động cơ chế tình trạng khẩn cấp rồi đi nghỉ. Trên đường về, Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đã phân công. Việc xử lý bệnh dịch do Triệu Quốc Đống phụ trách, Trung Dược Quân tập trung vào việc thu hút đầu tư khu khai phát, xây dựng khu Giang Đông. Do công tác chuẩn bị trước khi xây cầu làm khá đầy đủ, do tập đoàn xây dựng Trung Quốc làm nên tiến độ khá nhanh, đây là tin tức tốt cho Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng hiểu không thể vì bệnh dịch mà ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của Ninh Lăng. Trung Dược Quân cũng rất hài lòng. Theo y thấy, Triệu Quốc Đống chủ động gánh vác việc xử lý bệnh dịch là việc không phải vì mục đích chính trị. Vì thế trên đường về, y nói rõ sẽ toàn lực ủng hộ đối phương, qua đó cũng làm cho y yên tâm phụ trách hai công việc kia. Do Triệu Quốc Đống phụ trách chính việc chống dịch bệnh cũng thể hiện thị ủy Ninh Lăng rất coi trọng với việc này, đồng thời có thể giảm áp lực công việc của các lãnh đạo thị xã khác. Nếu như do lãnh đạo thị xã nào khác phụ trách thì tỉnh chưa chắc đã hài lòng, nếu ra vấn đề mà phải truy cứu trách nhiệm thì sẽ do ai? Bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng được chỉ định là bệnh viện chữa dịch bệnh trong toàn thị xã, một khi xác định ai bị nghi nhiễm liền chuyển tới đây và cách ly. Do bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống chú trọng đến công việc của Cục Y tế nên khoản kinh phí đã được đưa tới, bệnh viện truyền nhiễm cũng được thêm mới trang thiết bị. Chẳng những khu chữa bệnh của bệnh viện được chỉnh trang lại, hơn nữa càng quan trọng hơn là thiết bị như máy thở, quần áo bảo hộ đều là loại tốt nhất. Hơn nữa, nhân viên y tế của bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng cũng được Triệu Quốc Đống yêu cầu tổ chức 2 lần tập huấn phòng dịch bệnh, chẳng những toàn bộ nhân viên bệnh viện truyền nhiễm phải tham gia, hơn nữa Cục Y tế còn bố trí một số nhân viên của toàn bộ bệnh viện trong thị xã tham gia. Phù Quyên và Mâu Kim Á vẫn cho rằng Triệu Quốc Đống quá mẫn cảm, nhưng khi dịch bệnh lan từ Nam Việt tới tỉnh An Nguyên, bọn họ mới thật sự sợ hãi vì năng lực phán đoán của Triệu Quốc Đống. Phù Quyên cũng hỏi qua Triệu Quốc Đống là sao sớm biết việc này. Triệu Quốc Đống nói em mình làm ở trang web lớn bên Nam Việt, tháng 11, 12 đã phát hiện loại dịch bệnh này, thêm nữa hắn ở Bắc Kinh cũng thấy bệnh cảm đang là dịch nên khá mẫn cảm. Sau khi được đầu tư thêm mới thiết bị, bệnh viện truyền nhiễm đã thể hiện được hết năng lực của nó. Hai người nghi nhiễm được đưa vào bệnh viện, cả đợt chữa trị luôn theo yêu cầu nghiêm khắc của thị ủy, ủy ban. Nhân viên bệnh viện Thổ Thành tiếp xúc với bệnh nhân và người thân của bọn họ đều được cách ly quan sát. Sau khi khởi động cơ chế khẩn cấp, thị ủy, ủy ban Ninh Lăng liền chuẩn bị khu cách ly trong bệnh viện nhân dân số 3 cách nội thành 5 km, một khi bệnh viện truyền nhiễm không đủ giường bệnh liền đưa tới nơi dự bị kia. Tất cả đều diễn ra theo chuẩn bị từ trước khiến cho công việc bình thường của Ninh Lăng không bị ảnh hưởng nhiều. Đương nhiên các quận, huyện đều tiến hành theo yêu cầu của thị ủy, ủy ban mà tăng cường tuyên truyền. Triệu Quốc Đống cảm thấy thần kinh mấy ngày nay của mình quá căng thẳng. Thậm chí còn quá cơn bão năm 1998. Khi ấy hắn chỉ thấy mệt về người chứ không như bây giờ. Cả ngày hắn chạy quanh thị sát, tuy là trên xe cũng không mệt mấy nhưng thần kinh hắn rất căng thẳng, có một cuộc điện là làm hắn khẩn trương. Trong 3 ngày điều tra, trên xe bus từ Ninh Lăng đến Thổ Thành có 2 người chưa tìm được, các hành khách khác cũng đã đến bệnh viện quận, huyện của mình tiến hành quan sát, nhưng chưa phát hiện ai bị cảm, sốt. Điều này làm Triệu Quốc Đống có thể thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua tình hình ở Ninh Lăng thì tốt nhưng các nơi khác thì không được như vậy. Trong 3 ngày, Vĩnh Lương phát hiện 2 người bị sốt, cảm, bị nghi ngờ giống dịch bệnh. Mà ở An Đô số người ghi nhiễm lên đến 11. Đồng thời bên Nam Hoa cũng tăng lên 2 người. Thiên Châu, Hoài Khánh, Vinh Sơn cũng phân biệt phát hiện 1 người ghi nhiễm, cả tỉnh An Nguyên có gần 20 ca. Tốc độ tăng nhanh như vậy làm không khí của tỉnh An Nguyên trở nên khẩn trương. Phù Quyên vội vàng vào văn phòng Triệu Quốc Đống mà tâm trạng rất nặng nề. 2 bệnh nhân đưa vào bệnh viện truyền nhiễm đã được tổ chuyên gia của tỉnh xác định bị dịch bệnh. Ở An Đô cũng có 4 người xác định bị dịch bệnh, các thành phố, thị xã khác cũng có trường hợp đầu tiên bị xác định. Làm Phù Quyên càng lo lắng chính là việc y mới nhận được báo cáo từ Thổ Thành. Nói rằng bệnh viện ở huyện sau khi cách ly quan sát thấy 3 người nhà của 2 bệnh nhân kia xuất hiện dấu hiệu sốt, bây giờ đang trên đường chuyển tới bệnh viện truyền nhiễm thị xã. Nghe xong Phù Quyên báo cáo, Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, điều hắn lo nhất đã xuất hiện. 2 bệnh nhân của Ninh Lăng một khi bị xác nhận thì 3 người mà Phù Quyên vừa nói về cơ bản cũng bị. Như vậy tức là Ninh Lăng có 5 bệnh nhân, mà số người đang cách ly quan sát cũng trên 10 người, khó có thể nói hơn 10 người này có ai bị bệnh không. Nhất là còn 2 hành khách trên chuyến xe bus đó vẫn chưa tìm được. Nếu 2 người này bị bệnh và đi khắp nơi thì sẽ như thế nào? Cũng may trước đó Ninh Lăng chuẩn bị khá tốt,
nhân viên y tế tiến hành theo quy định chung. Triệu Quốc Đống sợ nhất chính là chuyện đội ngũ y tế sợ hãi, điều này sẽ khiến cho công tác chống dịch bệnh có sơ sót. Tình hình các nơi khác thế nào rồi? Triệu Quốc Đống cố làm cho mình tỉnh táo. Rất không tốt, Vĩnh Lương đã tăng số bệnh nhân nghi nhiễm. Ando hôm qua trong 24 tiếng đã có thêm 5 bệnh nhân, số người cách ly trên 100. Hoài Khánh có thêm 3 bệnh nhân, Tân Châu xuất hiện 1 bệnh nhân, Thông Thành 1 bệnh nhân. Phù Quyên có chút mệt mỏi. Mấy ngày khẩn trương cao độ làm cho cô thấy rất mệt. Hừ, xem ra chúng ta bị bao vây rồi. Thông Thành, Tân Châu, Vĩnh Lương cũng xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm. Mà Tỉnh Tương ở phía Đông hình như cũng không ngừng xuất hiện bệnh nhân. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Bí thư Triệu, ngài cũng không nên quá bi quan. Công tác phòng chống dịch bệnh của Ninh Lăng chúng ta có thể nói là tốt nhất cả tỉnh. Ít nhất mỗi hạng mục công việc chúng ta đều đi trước, hơn nữa cũng kịp thời bổ sung những thứ thiếu sót. Tôi cảm thấy đây là thành tích quá tốt khi không có nhân viên y tế nào bị lây bệnh khi chữa trị. Theo tôi biết Ando đã có 3 nhân viên y tế bị sốt. Phù Quyên có chút đắc ý vì công việc chuẩn bị trước đó. Bây giờ bệnh nhân mới là người tiếp xúc với bệnh nhân cũ, điều này không quan hệ đến công việc trước đó. Công tác của đảng ủy, chính quyền là có tác dụng. Triệu Quốc Đống đứng lên đi lại và nói. Phù Quyên, chị nói đúng, sau khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta phải xin tỉnh ủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng ngành y tế. Đi, chị gọi Lão Mâu, đài truyền hình tới, chúng ta đến bệnh viện truyền nhiễm xem một chút. Quyển 13, chương 9-11. Bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng nằm ở phía tây ngoại ô Ninh Lăng. Nó trừ việc hơi xa một chút còn đâu có hoàn cảnh rất yên tĩnh. Đoàn xe Triệu Quốc Đống đỗ trước bãi đỗ xe lớn ngoài cửa. Ngoài xe cấp cứu thì không xe khác được vào bệnh viện, dù là xe hay người đều phải được kiểm dịch cẩn thận. Đổi đồ bảo hộ, Triệu Quốc Đống cùng Tăng Lệnh Thuần, Phù Quyên, Mộ Kim Á đi theo viện trưởng Trần Trinh Tiến vào khu cách ly. Bệnh viện 2 làm 4 khu, trong đó có 2 khu là nơi cách ly cấp thấp, là nơi dành cho người đang hồi phục. 2 khu bên trong là nơi là bệnh nhân bị nặng hơn. Đoàn người Triệu Quốc Đống đi một vòng quanh khu bệnh, qua phòng tiêu độc đến văn phòng, Triệu Quốc Đống và cũng được người của bệnh viện giới thiệu tình hình các bệnh nhân. Hắn luôn khích lệ nhân viên bệnh viện phải đứng ở tuyến đầu, đạt thắng lợi cuối cùng. Theo yêu cầu của thị ủy, ủy ban thị xã, tất cả nhân viên bệnh viện trong thời kỳ khẩn cấp thì ngoài người đưa đón bệnh nhân hoặc được đặc biệt phê chuẩn là không được rời khỏi bệnh viện. Triệu Quốc Đống thấy trước cửa bệnh viện có cảnh vệ được mặc đầy đủ đồ bảo hộ, hắn khá hài lòng. Trong thời kỳ này bất cứ hành động gì nhằm bảo vệ an toàn cho dân chúng đều không quá đáng. Triệu Quốc Đống đồng ý với quan điểm này. Bây giờ mọi người vất vả một chút, thậm chí đánh mất một ít tự do nhưng đây là lá chắn cho an toàn của toàn thị xã. Thổ Thành vừa mới đưa tới 3 người vào khu cách ly đặc biệt, sau đó được lập tức tiến hành chẩn trị. Triệu Quốc Đống đứng bên ngoài nhìn nhân viên y tế đi lại ở bên trong, hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Mấy thứ này như kính chắn, trang thiết bị mới đều vừa được chuyển tới. Vì việc này Triệu Quốc Đống còn phải đấu khẩu với Vưu Liên Hương một phen. Vưu Liên Hương nói hắn là kẻ không biết gạo, muối là như thế nào, chỉ biết mở miệng hứa hẹn, không biết tài chính thị xã khó khăn. Bây giờ xem ra nếu như không phải dự định từ trước thì bây giờ không chừng nhân viên y tế cũng bị lây. Theo hắn nhớ trong đợt bệnh này thì có không ít nhân viên y tế bị lây nhiễm vì thiếu trang thiết bị phòng dịch. Mấy vấn đề này hắn đã nhắc nhở Ninh Pháp, Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên cùng với Cam Bình, đối phương có thể chú trọng tới mức độ nào là điều hắn không thể biết. Nhưng theo tin hắn nhận được thì bên Nam Việt chuẩn bị khá tốt. Điện thoại di động vang lên, Vân Duệ nghe xong liền lập tức đưa tới. Bí thư, thị trưởng Trung gọi tới. Dược Quân à, ừ, tôi đang ở bệnh viện truyền nhiễm, chưa về, tình hình cũng được. Ồ, bí thư Miêu tới à? Ồ, được, tôi chờ ở đây, anh và Kiếm Dân cùng bí thư Miêu tới đây. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi nhìn mọi người nói. Phó bí thư tỉnh ủy. Bí thư Miêu và Giám đốc Sở Y tế Vương tới đây. Trước đó không nghe nói bọn họ tới Ninh Lăng. Hình như tỉnh chia mấy đội đến Ando, Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương thôi mà. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, sao Miêu Trấn Trung lại đột nhiên nghĩ đến Ninh Lăng vậy? Tâm trạng Miêu Trấn Trung có vẻ không quá tốt. Trên xe Kesidai không hề khách khí phê bình đám người Sở Y tế, Vương Chí Hoa, làm cho áp lực chuyến đi rất nặng nề. Lúc ở Vĩnh Lương, y càng phê bình hai lãnh đạo chủ yếu của Vĩnh Lương khiến bọn họ không dám nói gì. Miêu Trấn Trung còn yêu cầu thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương truy cứu trách nhiệm của phó thị trưởng phụ trách y tế, vệ sinh.
y đương nhiên có lý do tức giận. Trước khi đi nhận được thông báo huyện Kim Lương của Vĩnh Lương phát hiện một nhà 7 người bị sốt, trong đó có một người mới từ Dương Thành về nhà. Nhưng sau khi đến Vĩnh Lương, Miêu Trấn Trung mới phát hiện vấn đề ở Vĩnh Lương rất nghiêm trọng. Trước mắt mấy vấn đề này Vĩnh Lương còn không chuẩn bị tư tưởng, điều kiện bệnh viện truyền nhiễm Vĩnh Lương quá kém, trang thiết bị thiếu, thiếu nhân viên y tế, hơn nữa còn có 2 nhân viên y tế bị lây bệnh liền không được phê duyệt đã về nhà, không chịu tới bệnh viện làm việc nữa. Mà nội thành Vĩnh Lương còn xuất hiện đủ lời đồn nhưng thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương lại không có đối sách gì. Đã phát hiện 3 bệnh nhân nhưng thiếu trang thiết bị cách ly, nhân viên y tế không biết cách bảo vệ mình. Mà có 5 người nghi nhiễm từ Kim Lương đưa lên Vĩnh Lương thì tình hình càng không xong. Có thể nói tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Sở Y tế tỉnh đã cử chuyên gia xuống và nói rõ Vĩnh Lương hiện nay không thể gánh vác việc chữa bệnh, thậm chí có thể khiến dịch bệnh lan tràn trên quy mô lớn, bao gồm cả nhân viên y tế. Nhưng tình hình Ando bây giờ cũng rất xấu. Ứng Đông Lưu hôm nay phụ trách ở Ando, chỉ riêng hôm nay 2 bệnh viện ở Ando đã nhận 12 bệnh nhân nghi nhiễm. Mà điều kiện ở Ando cũng không tốt. Theo đánh giá của chuyên gia Sở Y tế, thành phố Ando chỉ định 2 bệnh viện cũng không có chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, trang thiết bị và dụng cụ dự phòng đều thiếu. Cũng may chuyên gia lại đánh giá bên Ninh Lăng làm tốt, hơn nữa cuối năm trước đã tiến hành diễn tập. Chuyên gia cũng đánh giá bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng về điều kiện tổng hợp không bằng Ando nhưng tập huấn nhân viên y tế và nơi cách ly lại tốt, quy mô bệnh viện lớn. Miêu Trấn Trung vì thế mới quyết định đến Ninh Lăng khảo sát thực địa. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ xem tại sao Miêu Trấn Trung lại đột nhiên đến Ninh Lăng. Sau khi Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh lục tục rời đi, tỉnh An Nguyên đón đợt điều chỉnh nhân sự mới. Miêu Trấn Trung không làm bí thư thị ủy Ando mà thay Yến Nhiên Thiên. Hàn Độ đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Mà nguyên trợ lý bộ trưởng, bộ tài chính, ủy viên đảng ủy Tôn Liên Bình làm phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Đô. Hàn Độ đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ làm cho Triệu Quốc Đống rất vui. Mặc dù quan hệ giữa hắn và Hàn Độ không mật thiết như Qua Tĩnh, nhưng cũng là người kiên định ủng hộ hắn. Đương nhiên Miêu Trấn Trung làm phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng không phải quá xấu. Triệu Quốc Đống nghĩ Miêu Trấn Trung tốt hơn Yến Nhiên Thiên. Lần này Miêu Trấn Trung đột nhiên tới Ninh Lăng cũng không biết là vì chuyện gì, nhưng nhất định là liên quan đến xác. Là cảm thấy công việc của Ninh Lăng tốt, hay thấy tình hình Ninh Lăng rất nghiêm trọng. Trung Dược Quân không nói rõ, Triệu Quốc Đống cũng không muốn hỏi nhiều. Đoàn người Triệu Quốc Đống đứng chờ trước cửa bệnh viện, vị trí nơi này không tốt, xung quanh đều có cây cối nên trông như khu nghĩa trang. Một xe Kesida màu cà phê biển Ano từ từ tiến vào, vững vàng dừng lại, cửa xe mở ra. Miêu Trấn Trung mặt xa sầm đi xuống. Bí thư Miêu, Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, cậu không cần đoán, tôi chỉ là đến xem tình hình bệnh xác ở Ninh Lăng và điều kiện bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng. Vương Chí Hoa nói Ninh Lăng triển khai công việc từ trước, chuẩn bị tốt. Tôi nghi bọn họ có phải nói giúp cậu không? Nói thật tôi rất thất vọng với Vĩnh Lương, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng. Miêu Trấn Trung cố nở nụ cười nói. Quyển 13, chương 92. Miêu Trấn Trung từ Vĩnh Lương rồi sang đây, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút yên tâm. So sánh với Vĩnh Lương không hề có chuẩn bị, Triệu Quốc Đống không hề e ngại. Ha ha, bí thư Miêu, có tốt hay không thì chỉ dựa vào lời nói của giám đốc Vương, tôi hay thị trưởng Trung thì ngài nhất định không tin. Không bằng ngài vào trong xem một chút. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, xem ra cậu rất tự tin. Miêu Trấn Trung nhìn Triệu Quốc Đống rồi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của tôi rất sắc đó, nếu không hài lòng thì đừng trách tôi không cho cậu mặt mũi. Ha ha, sao có thể chứ? Bí thư Miêu, ngài phê bình cũng chính là một loại xúc tiến công việc. Giám đốc Vương, Dược Quân, Kiếm Dân, mấy anh nói có đúng không? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Vậy bí thư Miêu, tôi đi trước dẫn đường. Được. Miêu Trấn Trung gật đầu. Từ ngoài cửa tiến vào, Miêu Trấn Trung đã thấy khác. Cảnh vệ mặc đồ bảo hộ đứng gác ở cổng. Người vào lập tức được tẩy trùng, sau đó đến khu phòng bệnh. Đương nhiên mọi người không thể vào khu cách ly mà phải đứng ở ngoài nhìn qua tấm kính. Thiết bị mới và hoàn cảnh ở bệnh viện truyền nhiễm làm Miêu Trấn Trung thấy sự khác lạ, bảo sao Vương Chí Hòa trên đường lại vỗ ngực nói công tác chuẩn bị của Ninh Lăng rất tốt. Chỉ bằng điều kiện này có thể xuất hiện ở Ninh Lăng có kinh tế không tốt thì đó chính là kỳ tích. Miêu Trấn Trung cũng cảm thấy Vĩnh Lương không thể so sánh với Ninh Lăng. Ninh Lăng có đủ thiết bị. Vật tư chứng tỏ bệnh viện truyền nhiễm này đã sớm được chuẩn bị chu đáo.
mà càng làm cho Miêu Trấn Trung hài lòng chính là tố chất tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện truyền nhiễm. Khi nói chuyện cùng bọn họ, Miêu Trấn Trung có thể cảm thấy bọn họ biết mình đang đối mặt thứ gì, hơn nữa các tổ trưởng đều là đảng viên dẫn đầu. Ra khỏi khu phòng bệnh, vẻ mặt Miêu Trấn Trung tốt hơn một chút. Ngay cả những người trên tỉnh đi cùng đều có thể nhìn ra được. Nhất là Vương Chí Hòa lúc này mới yên tâm hơn một chút. Y rất sợ Miêu Trấn Trung vạch lá tìm sâu, như vậy đó chính là nhằm vào mình. Ai cũng nói vị bí thư Miêu này còn khó quan hệ hơn bí thư Yến. Bí thư Yến chỉ khiến người ta thấy nghiêm túc, mà Miêu Trấn Trung lại làm người ta thấy áp lực. Làm việc với lãnh đạo đó thậm chí lúc nào cũng phải đề phòng. Lúc Miêu Trấn Trung làm bí thư thị ủy An Đô đã có không ít cán bộ phải rút lui vì làm Miêu Trấn Trung không hài lòng. Bây giờ xem ra vị bí thư Miêu này khá cầu thị. Từ vẻ mặt của y có thể nhìn ra được y hài lòng với công việc của Ninh Lăng. Đương nhiên anh muốn nói Ninh Lăng không có tì vết gì là không thể. Nhưng một thị xã có thể làm được như vậy, theo Vương Chí Hòa thấy là rất đáng khen. Ra khỏi bệnh viện mọi người lại được tẩy độc một lần nữa. Sau đó đoàn người đứng ở cửa đợi Miêu Trấn Trung nói chuyện. Quốc Đống, Dược Quân, xem ra Ninh Lăng đã rất chú tâm trong công việc này. Điều kiện ở đây theo tôi thấy không kém gì so với bệnh viện tỉnh, tôi không nói về trang thiết bị mà là ý thức, quan niệm và tác dụng của thiết bị. Tôi rất hài lòng. Miêu Trấn Trung cũng không tiếc tiếc lời khen. Theo y thấy tốt là tốt, được là được. Mặc dù trước đó y có ấn tượng không tốt với Triệu Quốc Đống, cảm thấy hắn còn trẻ như vậy mà làm BTU là quá bốc đồng. Lần này Miêu Trấn Trung cảm thấy mình đột nhiên tập kích thì nhất định sẽ thấy được bộ mặt thật trong công việc của đối phương. Nhưng điều thấy làm y rất sợ hãi. Ninh Lăng chuẩn bị rất đầy đủ để chống bệnh dịch, làm cho y cảm thấy trước đây mình đánh giá Triệu Quốc Đống không công bằng. Khi thị sát bệnh viện, y chú ý thấy trong bệnh viện có không ít người khá quen với Triệu Quốc Đống. Nhất là viện trưởng, phó viện trưởng đều có thể nói chuyện khá tùy ý với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng có thể thuận miệng nói ra vài thuật ngữ y tế, qua đó có thể thấy hắn thường xuyên tới bệnh viện. Điều này nói rõ hắn coi trọng việc này. Ngược lại Trung Dược Quân đi cùng mình lại không hiểu rõ việc này. Đương nhiên đây có lẽ có liên quan đến việc phân công công việc của Ninh Lăng, Miêu Trấn Trung không quá để ý. Có thể phân biệt rõ sự nặng nhẹ, đầu óc tỉnh táo mới là người có thể đảm đương việc lớn. Mà có một số người lại không được như vậy, Triệu Quốc Đống tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của bệnh dịch. Cảm ơn bí thư Miêu đã khen, công việc chúng tôi vẫn có sơ sót, có thể là do chúng tôi trước đó có chuẩn bị nên đầy đủ hơn một chút mà thôi. Triệu Quốc Đống cũng không khiêm tốn, cũng không quá kiêu căng. Ừ, cậu biết tôi đánh giá đâu là công việc tốt nhất của Ninh Lăng không? Miêu Trấn Trung gật đầu rồi nói tiếp. Không phải hoàn cảnh của bệnh viện, không phải trang thiết bị mà là sự chú trọng của lãnh đạo, là tốt chất của nhân viên y tế. Tố chất chuyên nghiệp và tác phong của nhân viên y tế là rất đáng khen. Tôi thấy dù là bệnh viện cấp tỉnh cũng không chắc đã có nhân viên y tế tốt hơn Ninh Lăng. Câu này làm mặt Triệu Quốc Đống và Phù Quyên nóng lên, mà Cục trưởng Cục Y tế Mâu Kim Á lại nói nguy hiểm thật. Trên thực tế 3 tháng trước tình hình bệnh viện không quá tốt, 3 tháng tốt lên như vậy đương nhiên là do lãnh đạo thị xã chú trọng. Đúng là do Triệu Quốc Đống đích thân phê duyệt mới khiến Cục Y tế không ngừng bổ sung nhân viên nòng cốt từ các bệnh viện khác đến bệnh viện truyền nhiễm, sau đó còn liên tục tiến hành 2 đợt tập huấn chuyên môn. Nếu như ở tình huống như vậy mà còn không làm người ta hài lòng thì chỉ sợ Mâu Kim Á cũng nên từ chức cho xong. Bây giờ có thể được Miêu Trấn Trung khen thì đó là thành tích rõ ràng. Vương Chí Hòa, tôi thấy bệnh viện truyền nhiễm các nơi trong tỉnh phải xây dựng theo tiêu chuẩn này. Tôi thấy cuộc chiến chống bệnh dịch này không phải 2-3 tuần là kết thúc, chúng ta phải chuẩn bị chiến tranh lâu dài. Miêu Trấn Trung trầm ngâm một chút rồi nói. Ninh Lăng có điều kiện kinh tế không phải là quá tốt có thể làm được như vậy, các thành phố, thị xã khác có lý do gì không làm được. Tôi thấy chủ yếu là quan niệm của lãnh đạo. Chí Kiên, sau khi về anh bố trí yêu cầu ban giám sát tỉnh ủy xuống giám sát việc triển khai công việc ở các nơi, toàn tỉnh đã khởi động cơ chế khẩn cấp nhưng có những nơi không quá chú trọng. Đây là không có trách nhiệm với an toàn tính mạng của dân chúng. Nếu có hậu quả thì tỉnh ủy sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu của nơi đó. Đây là ý kiến của tôi, anh có thể gọi điện thông báo tới lãnh đạo các thành phố, thị xã. Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy, Viên Chí Kiên vội vàng gật đầu vâng dạ. Ai cũng nói tác phong làm việc của bí thư Miêu rất cứng rắn, quyết đoán, yêu cầu công việc một cách nghiêm khắc. Quốc Đống, Dược Quân, hôm nay tôi tới đây kiểm tra công tác chống bệnh dịch ở Ninh Lăng.
Bên Ninh Lăng làm tôi khá yên tâm, bảo sao Phó Chủ tịch Cam Bình nói với tôi Ninh Lăng có thể không cần tới. Tôi mới đầu nghĩ chị ta có chút xem nhẹ, không ngờ chị ta đã tính trước. Miêu Trấn Trung hiếm khi nở nụ cười. Ngoài ra cũng chính là có một việc muốn bàn với thị ủy, ủy ban Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân nhìn nhau. Miêu Trấn Trung sao lại nói chuyện bằng giọng như vậy? Y là phó bí thư tỉnh ủy, chỉ nói một câu là Ninh Lăng phải nghe mà. Bí thư Miêu, ngài quá khách khí rồi. Ngài có việc gì xin cứ phân phó. Tôi và thị trưởng Trung đâu dám để ngài nói như vậy. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Đúng thế, bí thư Miêu ngài nói như vậy không phải muốn hại chúng tôi sao? Trung Dược Quân cũng vội vàng nói. Ha ha, là có chuyện như thế này, bây giờ Vĩnh Lương liên tục phát hiện vài người nghi nhiễm, nhưng tôi vừa từ Vĩnh Lương tới đây nên rất không hài lòng với công việc bên đó, cũng đã yêu cầu Long Ứng Hoa và Thôi Hồng An phải lập tức cải thiện. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mà tình hình bên An Đô cũng rất nghiêm trọng. Tôi thấy điều kiện của bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng rất tốt, sức chiến đấu mạnh. Cho nên tôi muốn tạm thời yêu cầu bên Vĩnh Lương chuyển một số bệnh nhân sang đây. Cho nên tôi muốn hỏi ý hai người. Quyển 13, chương 9-13. Thấy hai người Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân khá ngượng nghịu, Miêu Trấn Trung đương nhiên biết hai người này không muốn. Nghĩ cũng đúng, bệnh xác ở đâu cũng là chuyện khó giải quyết, chẳng những là bệnh truyền nhiễm, hơn nữa còn phải gánh vác trách nhiệm chính trị. Nếu đưa tới Ninh Lăng phải phụ trách, mà Ninh Lăng cũng có bệnh nhân nên đương nhiên không muốn nhận việc này. Tôi biết hai người khó xử, đây vốn không phải trách nhiệm của hai người. Nhưng là lãnh đạo nên có thể coi đây là trách nhiệm chính trị mà tỉnh ủy phân công cho các anh. Tình hình Vĩnh Lương rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không thể đạt hiệu quả rõ ràng được. Mà bệnh xác có thể làm chết người, tính mạng của nhân dân là quan trọng nhất mà. Chúng ta không thể đứng ở góc độ ngắn mà nhìn nhận vấn đề, tôi hy vọng hai anh có thể hiểu được việc này. Miêu Trấn Trung nghiêm túc nói. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân nhìn nhau, bọn họ đều biết việc này có phản đối cũng vô dụng. Miêu Trấn Trung đây là đại biểu tỉnh ủy nói chuyện với bọn họ. Anh nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Bí thư Miêu, chúng tôi là đảng viên có chức trách là phục tùng. Mặc dù chúng tôi không muốn nhận nhiệm vụ này nhưng nếu ngài đại biểu tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho chúng tôi đương nhiên phải phục tùng. Triệu Quốc Đống nói, chỉ là ngài cũng biết điều kiện Ninh Lăng chúng tôi không tốt. Dù là trang thiết bị hay nhân viên thì sợ khó có thể nhận quá nhiều bệnh nhân. Nhất là chúng tôi còn phải chữa trị cho bệnh nhân Ninh Lăng nên. Quốc Đống, cậu không cần phải nói, tôi biết ý của cậu. Vương Chí Hòa, anh bố trí người trao đổi với Ninh Lăng. Bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng sẽ nhận chữa trị cho hai nơi Ninh Lăng và Vĩnh Lương, Ninh Lăng đưa ra yêu cầu gì phải thỏa mãn hết. Tài chính, thiết bị, xe cộ, nhân viên đều phải thỏa mãn. Nếu có sai lầm tôi chỉ hỏi anh, nếu sở y tế có khó khăn gì có thể trực tiếp tới tìm tôi. Tôi tin vào lúc này không ai có thể làm khó dễ trong việc chống bệnh xác. Lúc này Miêu Trấn Trung rất độc đoán, nói chuyện cũng lạnh lùng. Vương Chí Hòa vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, lúc này y nói gì cũng không có tác dụng. Nếu không bí thư Miêu tâm trạng vốn không tốt không chừng sẽ giết người lập uy, không chừng chức của anh sẽ mất. Cuối cùng cũng tiễn được Miêu Trấn Trung rời đi, Triệu Quốc Đống và Vương Chí Hòa mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân mới được nghe Vương Chí Hòa nói về chuyến đi tới Vĩnh Lương. Bí thư thị ủy Long Ứng Hoa cùng thị trường Thôi Hồng An, Vĩnh Lương đều bị bí thư Miêu mắng rất nhiều, bọn họ đều liên tục nhận sai. Miêu Trấn Trung đã yêu cầu thị ủy Vĩnh Lương phải truy cứu trách nhiệm phó thị trưởng phụ trách và cục trưởng cục y tế, nếu không y sẽ cử thanh tra tỉnh xuống. Chờ một thời gian nữa Miêu Trấn Trung còn sẽ tới Vĩnh Lương kiểm tra tình hình. Triệu Quốc Đống cũng nói đùa rằng Vương Chí Hòa mang tai họa tới cho Ninh Lăng, như vậy sở y tế phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hơn nữa bí thư Miêu cũng đã tỏ thái độ, sở y tế phải cung cấp mọi thứ. Triệu Quốc Đống liền há mồm nói bệnh viện truyền nhiễm thiếu xe cấp cứu, thiếu máy chụp có thể, máy cộng hưởng từ, máy hô hấp. Vương Chí Hòa nghe mà đầu óc không khỏi choáng váng. Tên Triệu Quốc Đống này đúng là tham lam, chỉ dựa vào câu nói của bí thư Miêu mà đòi lắm thứ như vậy. Nhưng Vương Chí Hòa cũng biết chuyện hôm nay ở Ninh Lăng hơn phân nửa rơi vào đầu mình, nếu không phải mình vỗ ngực nói Ninh Lăng tuyệt đối không có vấn đề thì cũng không mang tới chuyện này cho Ninh Lăng. Sở Y tế cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Triệu Quốc Đống, nhất là cung cấp thiết bị, xe cộ. Về phần nhân viên y tế, trong tỉnh cũng cần thống nhất tập huấn, Ninh Lăng đương nhiên đứng đầu phụ trách. Thực ra bản thân Triệu Quốc Đống không phản cảm mấy với bố trí của Miêu Trấn Trung,
nhưng tính toán thì hắn vẫn cần. Bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng có diện tích đủ lớn, số giường ở khu cách ly cũng nhiều. Theo tình hình hiện tại thì thấy dùng cho cả Ninh Lăng, Vĩnh Lương là không vấn đề gì, thậm chí ngay cả thiết bị cũng không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu nằm ở chỗ thiếu nhân viên y tế, cũng may sở y tế nói sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về việc này. Như vậy cũng có nghĩa tỉnh ủy khẳng định công việc của Ninh Lăng. Miêu Trấn Trung về nhất định sẽ báo cáo tình hình y nhận thấy sau khi đi thị xã với hai vị lãnh đạo chủ yếu. Mà điều cần giải quyết hiện nay chính là dựa vào bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng để chữa cho bên Vĩnh Lương. Triệu Quốc Đống biết Trung Dược Quân cũng sẽ nghĩ như vậy, vì thế hai người đều cẩn thận suy tính và gật đầu đồng ý. Vừa thể hiện sự khó khăn của Ninh Lăng, cũng thỏa mãn yêu cầu của lãnh đạo. Bí thư Triệu, lần này chúng ta coi như làm đầu to rồi. Bí thư Miêu không cho chúng ta cơ hội phản đối. Trung Dược Quân nhăn nhó nói. Tôi thấy Giám đốc Phương trước mặt Bí thư Miêu như chuột thấy mèo. Mà vị Giám đốc Phương này ở Sở Y tế nổi tiếng là bá đạo. Ha ha, vậy phải xem là trước mặt ai mới được. Bí thư Miêu không phải Bí thư Miêu mấy tháng trước. Bí thư Miêu bây giờ phụ trách mũ của bao người. Vương Chí Hòa mà không nghe thì dễ bị một búa ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy ngay. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân ngồi chung xe. Lục Kiếm Dân cùng Tằng Lệnh Thuần ngồi một xe, Phù Quyên một mình ngồi một. Mấy người lại bàn với Vương Chí Hòa một chút, sau đó tiễn Vương Chí Hòa về An Đô. Ừ, Bí thư Triệu, xem ra cũng là do ngài sớm có dự đoán. Nếu như không phải mấy tháng trước ngài sớm chuyên môn chỉ thị sửa chữa lại bệnh viện truyền nhiễm thì không chừng lần này chúng ta sẽ bị ăn mắng. Đối với việc này Trung Dược Quân đúng là rất khâm phục. Triệu Quốc Đống gần như có dự cảm trước tương lai vậy. Nếu không phải nhận tin từ em tôi truyền từ Nam Việt đến thì tôi cũng sẽ không chú ý đến vậy. Ai ngờ nó lại có tác dụng đến thế. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và nói. Không phải ai nhận được tin đều có phản ứng như vậy. Trung Dược Quân không khỏi thở dài một tiếng, người ta dựa vào gì mà thành bí thư, đó là bản lĩnh, là trí tuệ chính trị. Bí thư Triệu, cuối cùng cũng xử lý xong việc này. Tôi tin Bí thư Miêu về nhất định sẽ phản ánh chi tiết tình hình công việc ở Ninh Lăng chúng ta. Tôi thấy sợ rằng Long Ứng Hoa cùng Thôi Hồng An sẽ phải làm kiểm điểm với tỉnh ủy, ngay cả bệnh nhân cũng phải đưa sang Ninh Lăng chúng ta giúp cơ mà. Trung Dược Quân cười ha hả nói. Làm kiểm điểm là quá đơn giản, tôi chỉ sợ Bí thư Ứng sẽ lấy ai đó ra lập uy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không đến mức như vậy chứ. Trung Dược Quân có chút giật mình. Hừ, việc này cũng khó nói, phải xem tình hình phát triển bệnh xác trong tỉnh. Nếu như rất nghiêm trọng thì không chừng tỉnh ủy sẽ giết gà dọa khỉ. Nói tóm lại Long Ứng Hoa cùng Thôi Hồng An rất nguy hiểm. Cho dù không bị cách chức thì tôi thấy ít nhất xử lý cũng sẽ có. Trung Dược Quân cũng thấy Triệu Quốc Đống nói đúng. Nếu như bệnh xác lan rộng thì tỉnh nhất định phải mạnh tay xử lý. Ôi, Vĩnh Lương phát triển kinh tế nhanh như vậy nhưng lại gặp việc này. Có lẽ Long Ứng Hoa cùng Thôi Hồng An nằm mơ cũng thật không ngờ tới. Trung Dược Quân nói. Có đôi khi đó là do vận mệnh. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chúng ta cũng không quản được người khác, phải làm tốt công việc của mình đã. Tôi đoán có lẽ do chúng ta có chuẩn bị chu đáo nên mới khiến Bí thư Miêu hài lòng. Chẳng qua Ninh Lăng cần phải tiếp tục tăng cường đề phòng. Ừ, đúng như Bí thư Miêu nói trận dịch này sợ là một hai tuần không thể kết thúc, còn phải tiếp tục. Trung Dược Quân cũng đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Nhưng các chuyện khác chúng ta không thể bỏ lại. Việc thu hút đầu tư ở khu khai phát và xây dựng khu Giang Đông Anh còn cần tiếp tục chủ trì, không thể gác lại. Về bệnh xác thì do tôi phụ trách, có chuyện lớn gì chúng ta cùng đứng lên. Bây giờ các nơi đang chống lại bệnh xác nên nhất định sẽ tạm thời bỏ công tác kinh tế lại, đây là cơ hội tốt đối với Ninh Lăng chúng ta. Chúng ta có thể vượt qua khó khăn, làm cho tỉnh ủy thấy sự đoàn kết của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống nói. Quyển 13, chương 9-14. Tuần tiếp theo, Ninh Lăng khá ổn định, ngoài 5 trường hợp bệnh nhân xác định bị dính bệnh xác ra, 2 trường hợp khác bị nghi nhiễm cũng được đưa vào bệnh viện truyền nhiễm. Còn hơn 10 người khác được cách ly nhưng những người này không bị sốt. Điều này làm Ninh Lăng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tình hình bên Vĩnh Lương càng lúc càng không ổn. Ngoài 10 bệnh nhân trước đó, sau đó lục tục đưa tới 8 bệnh nhân làm cho bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng cũng gặp áp lực. Cũng may tỉnh cũng đã chuyển thiết bị, vật tư và nhân viên y tế tới. Đảm bảo sự vận chuyển bình thường của bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng. Sau khi tiến tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện, Đồng Minh Đường, tâm trạng Triệu Quốc Đống khá nặng nề. Sau khi một loạt tỉnh thành có bệnh xác,
Bắc Kinh cuối cùng đã phát hiện dịch bệnh, hình như chậm hơn hắn biết vài hôm. Nhưng nó vừa xuất hiện đã tạo thành phản ứng dây chuyền, rất nhiều bệnh viện đều có người đến. Mặc dù hắn đã thông qua đủ con đường để mà cảnh báo, cũng tạo được chút ảnh hưởng nhưng hắn không thể thay đổi xu thế chung của bệnh xác. Triệu Quốc Đống cũng biết mình không có năng lực đó, dù là lãnh đạo trung ương cũng không thể thay đổi được chuyện này. Điều duy nhất có thể thay đổi đó là khiến cho đảng ủy, chính quyền, dân chúng chú trọng đến bệnh xác sớm hơn. Những điều hắn làm cũng đã có chút tác dụng, ít nhất tin từ Nam Việt truyền tới nói số nhân viên y tế bị lây nhiễm không quá nhiều, đó là tin làm Triệu Quốc Đống rất vui. Tháng 12 năm ngoái Triệu Quốc Đống đã nhắc nhở Triệu Trường Xuyên nói về việc Nam Việt xuất hiện bệnh truyền nhiễm, yêu cầu công ty dược Thương Lãng đẩy mạnh sản xuất thuốc chữa trị. Trường Xuyên cũng từ Vân Hải biết tin nên bố trí nhà máy dược Tân Châu tăng nhanh sản xuất. Đợi khi bệnh xác xuất hiện, tập đoàn Thương Lãng liền chủ động quyên góp thuốc tẩy trùng với giá 3 triệu, đây cũng làm cho tập đoàn Thương Lãng tạo được danh tiếng lớn. Sau khi các tỉnh khác cũng xuất hiện bệnh dịch, tập đoàn Thương Lãng liền đưa ra tuyên bố do công ty dược Thương Lãng sẽ hỗ trợ 8 triệu tiền thuốc chữa trị cho Bộ Y tế, điều này khiến danh tiếng công ty dược Thương Lãng đạt đến đỉnh, các công ty khác trong ngành dược đều học quyên góp theo. Cục diện Ninh Lăng khá vững vàng, đảng ủy, chính quyền cấp thị xã, quận, huyện đều khống chế được cục diện, các ngành liên quan cũng có chuẩn bị chu đáo, cũng tăng cường tuyên truyền. Nhất là khi thị ủy, ủy ban đưa ra chính xác mọi chi phí chẩn đoán đều do chính quyền phụ trách, điều này tạo thành tác dụng lớn. Rất nhiều người bị sốt đều chủ động tới bệnh viện yêu cầu cách ly quan sát. Mặc dù hầu hết sau khi được quan sát đều được cho về ngay, nhưng cũng có hai bệnh nhân tình nghi bị nhiễm nhanh chóng được đưa đến bệnh viện truyền nhiễm. Bởi vì có những biện pháp mạnh khiến cho việc lây nhiễm của bin đối với người xung quanh giảm mạnh rất nhiều. Từ tin tức trên tỉnh truyền cho thấy Ứng Đông Lưu hiếm khi nổi trận lôi đình. Y đã nghiêm túc phê bình biểu hiện bất lực của các nơi trong việc phòng chống dịch bệnh, yêu cầu thanh tra tỉnh, ban giám sát tỉnh ủy lập tổ công tác xuống đốc thúc công tác chống bệnh xác của các nơi. Phát hiện nơi nào làm việc không tốt cần phải quyết đoán yêu cầu đảng ủy, chính quyền địa phương tạm thời đình chỉ công tác xử lý. Nếu như là do lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương bất lực lập tức báo cáo với tỉnh ủy, do tỉnh ủy xử lý. Việc chống bệnh xác trong toàn tỉnh đã được đưa lên mức rất cao. Chẳng qua Ninh Lăng do chuẩn bị tốt từ trước nên thoải mái hơn. Khi Trung Dược quân lên Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống còn có thời gian sang khu Giang Đông cùng khu khai phát xem xét tình hình. Mấy hạng mục lớn năm ngoái đã dần tiến vào giai đoạn thi công toàn diện. Hai hạng mục lớn là chất bán dẫn liên hoa và hạng mục đa tinh thể silicon trong lĩnh vực năng lượng mặt trời của tập đoàn Nam Pha đang tiến triển rất nhanh, cơ bản đã hoàn thành, lập tức sẽ đến giai đoạn lắp đặt thiết bị và chạy thử. Công ty Phong Hoa do công ty đầu tư quốc tế Hán Đăng, các nhà kinh doanh Chiết Giang phối hợp đã khởi công trước Tết, bây giờ đang nhanh chóng tiến hành xây dựng. Ba công ty này khởi công khiến cho danh tiếng của khu khai phát Ninh Lăng tăng lên nhiều, được coi là trụ sở trong lĩnh vực năng lượng mới. Mà thiết bị nồi hơi tuần hoàn của tập đoàn Quang Hoa cũng đã đầu tư vào khu công nghiệp Lâm Cảng, Tây Giang, nằm ngay bên cạnh công ty máy hút bụi Neo, Đức. Đây cũng là yêu cầu để tập đoàn Quang Hoa đầu tư vào Tây Giang. Yêu cầu này làm ban quản lý khu Lâm Cảng rất khó xử, bởi vì đất xung quanh công ty Neo đã sớm bị các công ty khác nhận. Nếu như muốn thuyết phục các công ty nhường một khu đất lớn là rất khó. Lưu Như Hoài cũng tốn không ít tâm trí mới làm xong việc này. Vì thế chính quyền Tây Giang cũng chấp nhận bồi thường về phương diện khác cho ba công ty đã chấp nhận nhường đất. Nhưng vì khoản đầu tư trên 200 triệu của tập đoàn Quang Hoa, Tây Giang thấy làm như vậy cũng đáng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tre ở Phong Đình cũng đã được thành lập, đã xây dựng xong và tiến vào giai đoạn sản xuất thử. Bộ xây dựng, Tổng cục kiểm tra chất lượng đã thông qua chất lượng vật liệu xây dựng loại này. Vật liệu xây dựng từ tre chẳng những có tác dụng cách âm, kháng chấn. Hơn nữa càng quan trọng hơn là giá rẻ hơn gỗ nhiều. Mà tre lại là tài nguyên nhanh mọc lại. Sử dụng loại vật liệu xây dựng từ tre sẽ giảm thiểu việc dùng gỗ, là vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường điển hình. Do giáo sư Tiêu Hoa là giáo sư danh dự của Đại học bên Mỹ, có danh tiếng tốt trong ngành vật liệu xây dựng từ gỗ ở trong nước, vì thế một số công ty vật liệu xây dựng ở Âu Mỹ cũng cảm thấy hứng thú với loại vật liệu mới từ tre. Làm Triệu Quốc Đống cảm thấy vui vẻ đó là do Cổ Bình Nguyên, Chủ tịch Tây Giang cố gắng đề cử khiến công ty Neo cuối cùng đã đồng ý tiến hành thí điểm dùng vật liệu xây dựng từ tre vào khu nhà xưởng mới. Điều đó khiến công ty tre Phong Đình rất vui mừng, có thể do một công ty nổi tiếng sử dụng đầu tiên sẽ có tác dụng là mẫu lớn đối với sản phẩm của công ty. Trong hội nghị công tác công nghiệp toàn thị xã hắn đã yêu cầu toàn bộ các công ty,
đơn vị hành chính của thị xã trong điều kiện cho phép, nhất là các chính trị xây dựng thấp tầng, quy mô nhỏ thì nên cân nhắc đẩy mạnh sử dụng loại vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường này. Khu trồng khoai tây 30.000 mẫu ở Thổ Thành cũng đã chính thức được khởi động xây dựng, theo kế hoạch sang năm sẽ mở rộng lên 50.000 mẫu. Cùng lúc đó tập đoàn Dalit cũng đã quyết định đầu tư vào Thổ Thành, đây là khoản đầu tư lớn nhất trong nhiều năm qua của Thổ Thành, mà điều này cũng tăng mạnh thêm thực lực ngành công nghiệp thực phẩm của Ninh Lăng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng khá vững vàng và cao, gần như không bị bệnh sắc ảnh hưởng. Mặc dù Ninh Lăng cũng xuất hiện vài bệnh nhân nhưng chính quyền đã làm tốt công tác khống chế ảnh hưởng. Có thể nói Ninh Lăng vừa khống chế được bệnh sắc, vừa đảm bảo hành động phát triển kinh tế, xã hội. Thậm chí ngay cả những vị khách đến từ công ty điện ảnh Ấn Tượng Sáng Tạo Bắc Kinh đến cũng không cảm nhận được Ninh Lăng là nơi có bệnh sắc. Bọn họ hoàn toàn chìm đắm vào lịch sử văn hóa của Ninh Lăng. Khi bên ngoài đang thay đổi liên tục, hắn hy vọng Ninh Lăng sẽ không bị quấy nhiễu quá nhiều, hắn muốn chú tâm vào làm việc của mình. Mặc dù cục diện chính trị ở Ninh Lăng khá ổn định nhưng các thành phố, thị xã khác của tỉnh lại không tốt mấy. Sau khi vào tháng 3 gần như tất cả các nơi đều phát hiện bệnh sắc, mặc dù nhân số khác nhau nhưng ở trình độ nhất định cũng khiến quần chúng nhân dân bị khủng hoảng tâm lý. Cũng may tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời can thiệp nên dân chúng dần lấy lại bình tĩnh. Trung ương cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhất là khi Bắc Kinh bị bệnh sắc lan tràn khiến lãnh đạo Trung ương chấn động. Đông đảo nhân viên y tế bị lây nhiễm, thậm chí xuất hiện người bị thiệt mạng, thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn cả Nam Việt. Điều này khiến Trung ương phải quyết đoán áp dụng việc kiểm soát dịch bệnh gắt gao ở Bắc Kinh, đồng thời cũng bắt đầu thông báo tình hình dịch bệnh với bên ngoài. Mà lúc này Đại hội lần thứ 10, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc diễn ra chưa lâu nên muốn đưa ra quyết định này là không dễ. Truyền thông nước ngoài cũng đều chú ý đến tình hình bệnh sắc ở Trung Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.